Đấu phá thương khung chương 1330, thắng, sưu. Trong ánh mắt trầm trồ kinh ngạc của mọi người, Tiêu Viêm hóa thành một luồng huyết sắc lưu tinh, bắn thẳng đến cổ yêu. Trên bàn tay của hắn, một đóa hoa sen bốn màu đang nở rộ lóe lên quang mang sáng chói, một cổ lực lượng hủy diệt theo đó mà lan tràn khiến năng lượng trong vùng không gian này đột nhiên sao động dữ dội. Tốc độ của Tiêu Viêm như sấm chớp, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt cổ yêu 10 trượng, năng lượng cuồng bạo trong hỏa liên nháy mắt tràn ra, mọi người liền cảm thấy một luồng khí tức chết chóc bao phủ. Cổ yêu đã mới phóng ra tịch diệt chỉ nên đấu khí trong cơ thể có phần thiếu hụt, hơn nữa hắn đã bị khí thế của Tiêu Viêm làm kinh hãi, nên trong nhất thời hắn không cách nào né tránh, chỉ đành trơ mắt nhìn đạo hỏa mang tuẫn lệ bắn tới. Trong tròng mắt hắn, hình ảnh hỏa mang kia cứ lớn dần, nhìn Tiêu Viêm ra tay không hề có ý nương tay, tất cả người cổ tộc đều biến sắc. Tên kia đúng là muốn hạ sát thủ, ai? Tiêu Viêm các hạ, thủ hạ Lưu Tình. Ngay lúc hỏa liên trong tay Tiêu Viêm sắp đánh vào người của cổ yêu thì một tiếng thở dài chợt vang lên, không gian đang cuồng bạo cũng theo tiếng thở dài này lắng xuống. Hỏa liên trong tay Tiêu Viêm đột nhiên dừng hẳn lại trong không trung không nhích được một ly, năng lượng cuồng bạo của nó bây giờ đã ôn thuận lại vô cùng. Biến hóa phát sinh khiến đồng tử Tiêu Viêm mở lớn, thân thể ra sức giãy dụa hồng lui về nhưng hắn phát hiện thân thể không thể nhúc nhích, trong lòng hắn liền lạnh run. Cổ tộc quả thật là cường giả như mây. Tại thời điểm hắn không thể nhúc nhích, một thân ảnh thương lão chậm rãi xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, người tới thân vận một áo bào trắng, râu, tóc và cả đôi mày cũng đều trắng như cước, đôi tròng mắt tuy hõm sâu nhưng không hề mờ đục, nhìn vào nó tựa như một lỗ đen chứa hấp lực vô tận. Đối nhãn với đôi mắt kia, Tiêu Viêm không khỏi bị hút vào nên cảm thấy vô cùng thần bí. Thông Huyền trưởng lão, khi vị lão giả kia vừa mới hiện thân trên không trung, Cổ Khiêm cùng với những vị trưởng lão cổ tộc khác liền vội vàng hành lễ. Đồng thanh cung kính chào, vị được gọi là Thông Huyền trưởng lão kia khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt liền chuyển sang Tiêu Viêm rồi khẽ thở dài một tiếng. Bàn tay gầy guộc vươn ra, nhẹ nhàng tiếp nhận đóa hỏa liên đang đông cứng trên tay Tiêu Viêm, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve thì đóa hỏa liên ẩn chứa vô cùng lực lượng cuồng bạo kia đã lặng lẽ vỡ tan không hề phát một chút xíu ba động nào. Sau khi giải quyết đóa hủy diệt hỏa liên xong, Thông Huyền trưởng lão vung tay áo lên cởi bỏ vòng giam cầm của Tiêu Viêm, ngón tay búng ra, một luồng năng lượng nhu hòa phóng ra từ trong tay áo của lão tức thì bao quanh thân thể của Tiêu Viêm. Được năng lượng nhu hòa kia gột rửa, những vết máu trên người Tiêu Viêm nhanh chóng biến mất, nháy mắt tất cả ngoại thương trên người cũng tương tự. Đa tạ trưởng lão, nhìn thấy Thông Huyền trưởng lão triển lộ ra một chiêu kia, trong lòng Tiêu Viêm liền nhẹ nhõm hẳn. Hắn cũng không phải là một người không biết thời thế, ngay trong cổ tộc mà muốn giết chết cổ yêu thì khả năng thành công dường như là không thể. Hắn cũng liền mượn cái bậc thang này để đi xuống, liền chắp tay hướng Thông Huyền trưởng lão vái chào. Thông Huyền trưởng lão gật đầu mỉm cười đáp lại, ánh mắt hắn chậm rãi đảo quanh một vòng trên người của Tiêu Viêm. Một lát sau lão mới cất giọng, khàn khàn nói, không ngờ Tiêu tộc có thể xuất ra được nhân vật như vậy. Tiêu Huyền nếu mà biết được đúng là sẽ rất vui mừng, cổ yêu, cuộc tỷ thí này. Ngươi đã thua, nói xong. Ánh mắt Thông Huyền trưởng lão chuyển về cổ yêu mặt mày tái nhợt ở phía sau đang siết chặt hai tay, thanh âm bình thản vang vọng mỗi góc khắp chiến trường lặng ngắt, nghe thế, thân thể cổ yêu run rẩy. Hắn phi thường rõ ràng, nếu không phải ở lúc tối hậu được Thông Huyền trưởng lão ra tay cứu giúp thì hiện tại hắn đã là một đống bụi phấn rơi dưới đất rồi, nhưng dù vậy, từ trước đến nay hắn vốn dĩ tâm cao khí ngạo nên rất khó tiếp nhận được sự thực tàn khốc như vậy. Hắn như thế nào cũng không thể ngờ được. Cuối cùng người thua cuộc là mình, trong lòng hắn từ trước tới giờ đều chưa từng để tên phế vật Tiêu tộc này ở trong mắt, thắng là thắng, bại là bại. Nếu dũng khí thừa nhận thất bại mà ngươi cũng không có thì ngươi có tư cách gì trở thành đô thống của Hắc Yên quân? Lấy tư cách gì trở thành Hắc Yên vương? Nhìn thấy bàn tay nắm chặt đến trắng bệch của cổ yêu, thanh âm nhàn nhạt của Thông Huyền trưởng lão liền thêm theo vài phần nghiêm khắc, cổ yêu nghiến chặt răng. Một lát sau, hắn hít một hơi dài rồi dùng ánh mắt vô cùng bất cam chuyển sang Tiêu Viêm, thốt, ta thua, cổ yêu quả thật đã nhận thua. Trên bầu trời, khắp quảng trường yên tĩnh vẫn bao phủ. Trong mắt không ít tộc nhân cổ tộc vẫn còn vẻ không thể tin được. Trong thế hệ trẻ của cổ tộc, cổ yêu tuyệt đối có thể liệt vào top 5, nhưng hiện giờ lại thua trong tay một tên hậu nhân của Tiêu tộc đang suy bại. Hiện thực tàn khốc này làm cho bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Làm sao có thể như thế? Đám người Lâm Hủ, Linh Tuyền cũng đã há to mồm, không thể thốt ra thành câu, loại kết cục này quả thật đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Tiêu Viêm không hề là kẻ tầm thường,
kinh lịch của hắn đã vượt xa Cổ Yêu. Hắn có thể chiến thắng được không hẳn chỉ là dựa vào những chuyện các ngươi thấy, ngày sau các ngươi cũng không nên tiếp tục chế giễu hắn, nếu không chỉ rước lấy nhục mà thôi. Cổ Chân ngửa đầu, mắt nhìn về phía thân ảnh gầy gầy nhưng lộ ra một bóng lưng kiên cường như vách núi ngàn năm trên không trung, chậm rãi thốt. Nghe thế đám người Lâm Hữu mới bình thường lại, nhưng rốt cuộc cũng không nói được câu nào nữa. Cả Cổ Yêu đều thua trong tay Tiêu Viêm, mà lấy thực lực của bọn hắn đi trêu chọc Tiêu Viêm thì chẳng khác nào đưa mặt cho người ta đấm cả. Nhìn bộ dáng của bọn họ như thế, Cổ Chân chỉ cười cười. Hắn chợt chuyển hướng nhìn về phía mảnh rừng xa xa kế bên quảng trường, trong ánh mắt lóe lên một quang mang bí ẩn. Chật chật, ngay cả Tịch Diệt chỉ đều đã thi triển ra mà cũng thua, xem ra tên Cổ Yêu này bị đả kích không hề nhỏ. Xem ra chúng ta đã coi thường tên Tiêu Viêm này rồi. Theo hướng nhìn của Cổ Chân, trên một cây đại thụ che trời cao vút có ba thân ảnh đang đứng. Một gã vận quần áo màu bạc nhìn về phía thiên không phía trước, cười cười nói, đích xác là rất mạnh. Nếu như hắn có cùng cấp bậc với Cổ Yêu thì xem ra tên kia còn bại nhanh hơn. Một gã nam tử lưng hùng vai gấu, thanh âm vang dội ồn ồn như sấm rền đáp. Người này thoạt nhìn có vẻ khờ ngốc nhưng khí tức lại cực kỳ hùng hậu, ổn trọng giống hệt như đại địa. Nếu hắn đạt tới Bát Tinh đấu tôn chỉ sợ hai người các ngươi cũng không hề là đối thủ của hắn đâu. Thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ một thân ảnh đứng đầu tiên. Thân thể hắn đơn bạc và chỉ vận một bộ thanh sam, khuôn mặt tuấn dật làm người khác cảm giác vô cùng nho nhã. Khí tức của hắn nhìn qua cũng không cường đại như hai người kia, nhưng theo vị trí đứng mà xét thì hắn rõ ràng là kẻ cầm đầu trong ba người. Còn đại ca thì sao? Vị nam tử vận áo màu bạc mắt híp lại, cười hỏi. Có lẽ là lưỡng bại câu thương, thanh sam nam tử mỉm cười, cấp cho hai người một đáp án kinh hiểm. Nghe thế ngân y nam tử nhẹ động dung, người này mặc dù nhìn qua bình hòa, nhưng tận trong xương tủy hắn là một tên vô cùng tàn nhẫn, tính tình này chắc chắn là được gọt giũa qua vô số trận chiến sinh tử. Thanh sam nam tử cười cười lại nói tiếp, chuyện của Huân Nhi về sau cũng đừng quản nữa. Tên Tiêu Viêm này đã đạt được những yêu cầu mấu chốt, với lại nếu chọc giận nàng ta thì ai cũng đừng mong được đẹp mặt. Dù lần này Cổ Yêu thất bại, nhưng sau này Tiêu Viêm kia cũng không thiếu một ít phiền toái đâu, sạch, để không làm kẻ tiên phong đâu. Nghe thế, ngân y nam tử và nam tử tráng kiện đều cười khang đáp, đúng rồi, đại ca. Ngươi không dùng khảo nghiệm đó sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, nhẹ giọng đáp, đã kiểm trắc từ đầu, vậy sao? Kết quả ra sao? Nghe thế, trên mặt hai nam tử còn lại toát ra thần sắc vô cùng hứng thú, cất giọng hỏi. Huyết mạch miễn cưỡng đạt tới cửu phẩm, thanh sam nam tử mỉm cười, quay đầu nhìn lại. Trên trán hắn có một điểm nhỏ phát ra ánh sáng bảy màu vô cùng rực rỡ, thậm chí mơ hồ đang lưu chuyển không ngừng trên tộc văn, nhẹ nhẹ hiện ra, là cửu phẩm. Nhìn thấy tộc huy trên trán thanh sam nam tử, hai người ngân y nam tử đều nhịn không được hít sâu một hơi, khuôn mặt lộ ra vẻ hâm mộ lẫn kính nể vô cùng. Xem ra cấp bậc huyết mạch của đại ca sắp vượt qua cả Huân Nhi rồi. Nghe vậy thanh sam nam tử lắc đầu, ánh mắt nhìn về nơi xa, hồi tưởng lại bóng hình xinh đẹp kia rồi lẩm bẩm, nào có dễ như vậy, huyết mạch của Huân Nhi chính là huyết mạch hoàn mỹ nhất của cổ tộc ta từ xưa đến nay đấy. Nghe được lời này, hai người cũng đều ngẩn ra. Chợt như phát hiện ra điều gì, trong mắt họ hiện lên vẻ khó tin cực độ, lẽ nào là... Không thể nào, nếu tỷ thí đã kết thúc, Tiêu Viêm, Cổ Yêu, các ngươi liền đi xuống đi, trên không trung, Thông Huyền trưởng lão phất phất tay hướng hai người Tiêu Viêm nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi ôm quyền vái chào Thông Huyền trưởng lão. Sau đó, hắn cũng không nhìn lấy Cổ Yêu một cái liền chuyển thân về ghế của mình dưới ánh mắt đổ dồn của mọi người. Nhìn thấy hai người đã yên vị ở chỗ mình, Thông Huyền trưởng lão đánh ra một trảo xuống mặt đất. Cả quảng trường bị tàn phá tan hoang liền rung rẩy từng trận, vô số tảng đá nhanh chóng nhô lên từ đại địa. Tay áo lão vung lên, mấy tảng đá vỡ vụn liền hư không tiêu thất. Một quảng trường đá sạch sẽ bóng loáng liền xuất hiện trong mắt mọi người. Nghi thức kế tiếp liền do ta chủ trì, làm xong mọi việc, Thông Huyền trưởng lão đột nhiên cất tiếng. Nghe được những lời này, mấy vị trưởng lão như Cổ Khiêm ngẩn ra nhưng chợt dường như nhận thấy điều gì, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ vô cùng, không người thối lui. Trong lúc những vị trưởng lão đang lục tục rời khỏi quảng trường, Thông Huyền trưởng lão cũng từ không trung hạ xuống, sau đó ánh mắt liền chuyển đến khu vực có một bóng người xinh đẹp đang ngồi, nhẹ giọng nói. Huân Nhi, đến con. Nương theo thanh âm của Thông Huyền trưởng lão, ánh mắt toàn trường đều đổ dồn về phía bóng hình xinh đẹp kia. Trong cổ tộc này, nàng chính là một viên minh châu thật sự. Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ?
nhưng Huân Nhi lại không hề để ý đến sự chú ý của toàn trường. Mỹ Mâu ẩn chứa sự lo lắng, nhẹ giọng hỏi Tiêu Viêm vừa mới trở về vị trí, không sao, chỉ tiêu hao quá lớn mà thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn. Tiêu Viêm thản nhiên cười, hắn có thể cảm giác được sự thay đổi trong ánh mắt của tộc nhân cổ tộc, hiển nhiên, việc hắn đánh bại cổ yêu đã làm cho họ cực kỳ rung động. Ngọc Thủ nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe môi Tiêu Viêm, Huân Nhi cũng không nói gì, chỉ là trong mắt hiện lên chút lửa giận. Tuy lần này Tiêu Viêm thắng, nhưng cũng là thắng hiểm, nếu không phải ở thời điểm cuối cùng hắn thần không biết quỷ không hay ngưng tụ ra hủy diệt hỏa liên, thì sợ rằng chí ít cũng bị tịch diệt chỉ của cổ yêu đánh thành trọng thương. Chuyện ngày hôm nay chưa xong đâu. Cổ yêu, ngươi nên cầu mong lần sau đừng rơi vào tay ta. Nếu không, chắc chắn sẽ chi ngươi nếm thử loại cảm giác này. Ngọc Thủ Huân Nhi khẽ nắm lại, sau đó mới hơi gật đầu trong ánh mắt đầy tiếu ý của Tiêu Viêm. Thân hình phiêu động, nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân như một con hồ điệp bay múa. Trên sân rộng, Thông Huyền trưởng lão cười khổ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Huân Nhi. Nó, tài, ngươi cũng biết đấy, lấy sự ưu tú và địa vị của ngươi ở cổ tộc, việc này có phát sinh cũng không quá kỳ quái. Vả lại, Tiêu Viêm cũng cần loại khiêu chiến như vậy. Nếu không, hắn sẽ không thể đạt được sự tán thành từ phía tộc nhân, ta hy vọng đây sẽ là lần cuối. Huân Nhi lạnh lùng đáp, yên tâm, hắn đã dùng thực lực để chứng minh bản thân mình. Ngày sau, chắc sẽ không có thêm kẻ nào đuôi mù tiếp tục trêu chọc. Thông Huyền trưởng lão gật gật đầu, sau đó vẫy tay một cái, một chiếc tinh bàn lớn chừng một trượng xuất hiện trước mặt lão. Huân Nhi, ngươi tới đi. Huân Nhi chậm rãi tiến lên, Ngọc Thủ nhẹ nhàng tiếp xúc với tinh bàn. Mỹ Mâu chợt khép hờ lại, theo Huân Nhi nhắm mắt lại, trên ngọc thủ nàng lại chậm rãi phát ra chút quang mang. Mà được quang mang này chiếu xuống, trên tinh bàn, từng ngôi sao cũng lặng lẽ hiện lên, lúc này, ánh mắt toàn trường đều ngưng tụ trên tinh bàn. Mỗi một ngôi sao xuất hiện đều sẽ làm cho trái tim không ít người hung hăng rung lên, một viên, hai viên, năm viên, bảy viên, tám viên. Nhìn số sao trên tinh bàn càng lúc càng nhiều, trên sân rộng, nhiều hơi thở cũng vì vậy mà trở nên ồ ồ hơn rất nhiều. Thậm chí, một số người cảm giác nhạy cảm còn nhận thấy mảnh không gian này đang nổi lên những gợn sóng rất nhỏ, trong lúc mơ hồ có từng đạo khí tức mịt mờ mà cường đại truyền ra. Hiển nhiên, đây chính là những cường giả chưa hề lộ diện của cổ tộc, giờ phút này, bọn họ đã bắt đầu đứng ngồi không yên chút ý quảng trường. Dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, sau khi ngôi sao thứ 8 xuất hiện không lâu, lại một trận cường quang hội tụ. Một ngôi sao nữa chậm rãi ngưng tụ lại trong từng đợt tiếng hít khí lạnh của mọi người. Cửu tinh, cửu phẩm huyết mạch, nhìn chính ngôi sao rực rỡ chói mắt trên tình bàn, gần như tất cả tộc nhân của cổ tộc ở đây đều hít một hơi khí lạnh, thậm chí ngay cả các trưởng lão có thực lực mạnh như Cổ Sơn, Cổ Kim đều nắm chặt tay vịn trên chiếc ghế dựa, hai mắt nhìn chằm chằm vào tinh bàn, thần sắc trên mặt cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Cửu phẩm huyết mạch, điều này đã nói lên cổ tộc lại có một tộc nhân có tiềm lực tiến vào cảnh giới đấu thánh, tuy nói chỉ có tiềm lực, nhưng nếu cộng thêm thời gian sung túc. Tiềm lực này sẽ chân chính tạo nên một vị đấu thánh mới, đấu thánh, giờ đây chính là tượng trưng cho tầng lớp đứng đầu mảnh thiên địa này. Dù là siêu cấp thế lực như cổ tộc đều cực kỳ coi trọng, bởi vì so đấu giữa các thế lực như họ, thật ra đều là xem bên nào có nhiều đấu thánh hơn, ai có nhiều đấu thánh hơn, người đó chính là thế lực mạnh nhất. Quả nhiên là cửu phẩm huyết mạch. Huyết mạch lực của Huân Nhi thật là cường hãn. Ở phía xa, trên đại thụ che trời. Nhìn một màn này, nam tử áo bạc cũng không nhịn được mà há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc cùng hâm mộ. Vẫn chưa xong đâu, nếu chỉ là cửu phẩm thì mấy lão già kia sẽ không tụ tập hết ở đây, thanh sam nam tử thản nhiên nói. Nghe vậy, trong lòng nam tử áo bạc và nam tử cường tráng kia đều chấn động, hơi liếc nhau một cái, đều thấy được một chút khó tin từ trong mắt đối phương. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Thanh sam nam tử vừa dứt lời, trong quảng trường, quang mang phóng thích ra từ chính ngôi sao càng lúc càng thêm rực rỡ trong ánh mắt mừng như điên của Thông Huyền trưởng lão. Cửu phẩm đỉnh phong rồi, Thông Huyền trưởng lão nhìn chằm chằm vào chính ngôi sao rực sáng kia. Giờ phút này, lấy tâm cảnh tĩnh lặng như nước của lão cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, ngọc thủ của Huân Nhi bỗng rung nhẹ lên. Cánh tay còn lại phản phất như đều trở nên trong suốt. Trong mạch máu, huyết dịch nhanh chóng lưu động, một vài quan điểm màu vàng nương theo mạch máu nhanh chóng hội tụ về phía bàn tay tiếp xúc với tinh bàn. Suy, quan điểm màu vàng càng lúc càng đậm thêm, đến sau cùng, cả cánh tay Huân Nhi đều biến thành như hoàng kim đúc thành.
mà chiếc tinh bàn kia tại thời khắc này cũng trở nên kịch liệt run rẩy, từng vết rạn nhỏ lặng lẽ xuất hiện, rồi sau đó nhanh chóng lan tràn, huyết mạch lực thật khủng khiếp, thậm chí cả tinh bàn đều không chịu nổi. Thấy một màn này, không chỉ là tộc nhân bình thường của cổ tộc, mà ngay cả những trưởng lão kia cũng đều kinh hãi không thôi. Dựa vào huyết mạch lực chấn vỡ tinh bàn, loại sự tình này, dù là bọn họ cũng chưa từng thấy lần nào a. Ông ông, khi vết trạng bắt đầu lan ra, đột nhiên có một mảnh huỳnh quang màu óng ánh màu vàng xuất hiện ở khoảng đen phía sau ngôi sao thứ 9. Cùng với ánh huỳnh quang óng ánh này xuất hiện, tất cả thanh âm trong mảnh thiên địa này đều trở nên yên tĩnh. Thậm chí ngay cả những khí tức mịt mờ trên bầu trời cũng lặng lẽ dừng lại. Trong lúc mơ hồ, bầu không khí kinh hỉ bỗng trào dâng trong cả quảng trường. Ánh huỳnh quang màu vàng óng kia vừa xuất hiện thì đã nhanh chóng khuếch tán. Chỉ ngắn ngủi vài cái nháy mắt, nó đã lớn chừng ngón cái. Sau một lúc lâu, một ngôi sao màu vàng lóng lánh, nhưng hơi có phần ảm đạm đã triệt để xuất hiện trong vô số ánh mắt chăm chú của mọi người. Phanh, khi ngôi sao thứ 10 xuất hiện, chiếc tinh bàn kia liền trực tiếp bạo liệt. Một cột sáng màu vàng chợt bùng nổ lên bầu trời từ ngọc thủ của Huân Nhi. Uy áp mạnh mẽ trào ra từ trong cột sáng. Dưới loại uy áp này, hầu hết mọi người ở đây đều kinh hãi phát hiện, đấu khí trong cơ thể mình thậm chí đã dừng vận chuyển, thậm chí ngay cả linh hồn cũng nảy lên sự kính sợ không thể cưỡng lại. Đây là sự kính sợ của hạ vị giả với thượng vị giả. Thập tinh tuyệt phẩm huyết mạch, tất cả người của cổ tộc đều trợn mắt há mồm nhìn cột sáng màu vàng trên bầu trời. Huyết mạch của bọn họ giống với Huân Nhi, cho nên uy áp này lại có vẻ càng thêm mãnh liệt. Lập tức liền có phần đông người của cổ tộc không chịu nổi uy áp mãnh liệt này mà quỳ rạp xuống mặt đất, trên mặt tràn ngập sự cuồng nhiệt. Chỉ trong khoảnh khắc, hơn phân nửa người của cổ tộc xung quanh mấy người Tiêu Viêm đều đã quỳ xuống. Trong đó cũng bao gồm cả mấy người Lâm Hủ, nhưng một số trưởng lão và người có thực lực mạnh như Cổ Yêu vẫn chưa quỳ xuống. Dù vậy, cũng hơi khom người, không dám nhìn thẳng vào bóng hình xinh đẹp trong cột sáng màu vàng kia. Tuyệt phẩm huyết mạch, cổ tộc thật là có đại phúc duyên a. Mang Thiên Xích cũng khẽ thở dài một tiếng, trong thanh âm của hắn không che giấu được sự hâm mộ. Hắn là người của Lôi tộc, tự nhiên sẽ cực kỳ rõ ràng cái gọi là tuyệt phẩm huyết mạch này quan trọng với một chủng tộc viễn cổ đến mức nào. Ha ha, thấy chưa, các ngươi biết sự đáng sợ của Huân Nhi chưa? Trên đại thụ che trời, thanh sam nam tử híp mắt nhìn cột sáng phía xa, cười nói với hai người đã sớm trợn mắt há mồm bên cạnh. Tuyệt phẩm, hai người nhìn nhau một cái, đều cảm giác được miệng đầy cay đắng. Dù trong lòng họ đã có một số dự đoán từ trước, nhưng khi những suy đoán này trở thành hiện thực, họ vẫn rất khó có thể tin nổi. Dù sao trong vòng ngàn năm này, cổ tộc vẫn chưa hề xuất hiện thêm tuyệt phẩm huyết mạch a. Cột sáng màu vàng chọc thẳng lên trời cao, một lúc lâu sau rốt cục cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang chui lại vào trong thân thể Huân Nhi. Mà lúc này, nàng mới chậm rãi mở mắt ra, cũng không hề kinh ngạc với sự yên tĩnh xung quanh. Hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt cuồng nhiệt của Thông Huyền trưởng lão, quả thực là tuyệt phẩm huyết mạch. Dưới cái nhìn chăm chú của Huân Nhi, Thông Huyền trưởng lão hưng phấn thì thầm hai tiếng rồi mới từ từ tỉnh táo lại. Lão cười khang một tiếng, sau đó sắc mặt ngưng trọng, hai tay từ từ đưa lên rồi bỗng nắm chặt hư không trước mặt. Một chiếc long bút bảy màu chợt xuất hiện trong lòng bàn tay. Chiếc long bút bảy màu này vừa xuất hiện, trên mặt của tất cả tộc nhân cổ tộc đều hiện lên sự tôn sùng. Nhìn chiếc long bút này, Mang Thiên Xích thở mạnh một hơi, lẩm bẩm nói, thất thải thiên đế bút. Thứ cổ tộc chưa từng vận dụng cả ngàn năm nay, rốt cục lại muốn lấy ra rồi sao? Sắc mặt Thông Huyền trưởng lão cung kính cầm thất thải long bút. Trong lòng lão tràn ngập sự kích động, thất thải thiên đế bút mà cổ tộc chưa từng vận dụng cả ngàn năm nay, rốt cục cũng được khai phong rồi. Ngưng thần, nắm chặt thất thải thiên đế bút trong tay, Thông Huyền trưởng lão đưa mắt nhìn Huân Nhi. Thấy vậy, nàng cũng hơi gật đầu. Hai mắt chợt nhắm lại, thấy Huân Nhi gật đầu, sắc mặt của Thông Huyền trưởng lão cũng dần trở nên ngưng trọng, khí tức mênh mông bạo phát ra từ cơ thể, sau đó cánh tay nắm thất thải thiên đế bút chợt vung mạnh lên, cổ tay chuyển động, từng đạo quỷ tích huyền diệu nhanh chóng thành hình, mà tùy theo thất thải thiên đế bút vũ động thì từng nét thất thải tộc văn cũng xuất hiện trên vùng trán trơn bóng của Huân Nhi, bảy màu này đều huyễn lệ tới mức tận cùng, so với thất thải tộc văn trên trán thanh sam nam tử. Không biết nó còn cường thịnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tuyệt phẩm và cửu phẩm, tuy nói chỉ chênh lệch có một phẩm, nhưng sự khác biệt của chúng lại như trời với đất vậy. Theo từng nét thất thải tộc văn hiện lên, khuôn mặt Thông Huyền trưởng lão cùng càng lúc càng ngưng trọng. Bàn tay nắm thiên đế bút không ngừng rung nhẹ, đấu khí trong cơ thể lão cũng trào ra ngoài nhanh như thủy triều.
thật đáng sợ, khó trách cả ngàn năm nay không có ai đủ tư cách để sử dụng đến nó. Tốc độ tiêu hao đấu khí này, nếu không có thực lực đấu thánh, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị hút khô, cảm thụ được đấu khí trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất. Sắc mặt Thông Huyền trưởng lão cũng hơi trầm xuống, chợt lão nhanh chóng ngưng thần, cố gắng khống chế quỹ đạo của bút một cách hoàn mỹ nhất. Suy suy, thất thải thiên đế bút không ngừng bay múa ở vị trí cách trán Huân Nhi chừng nửa tấc. Từng vệt sáng bảy màu không ngừng xuất hiện trên trán nàng. Hô, dưới vô số ánh mắt chăm chú, công việc vẽ tộc văn này kéo dài gần 10 phút mới kết thúc. Mà khi vẽ xong nét cuối cùng, dù lấy thực lực mạnh mẽ của Thông Huyền trưởng lão thì trên trán cũng vẫn chảy đầy mồ hôi. Dù vậy, tuy nói tiêu hao rất lớn, nhưng trong mắt lão vẫn tràn ngập vẻ hưng phấn. Xong rồi, nghe được câu này, hai mắt đang nhắm của Huân Nhi từ từ mở ra. Mà ngay khoảnh khắc này, thất thải tộc văn trên trán nàng cũng bộc phát ra thất thải quang mang cực kỳ mãnh liệt. Phốc, khi thất thải quang mang bùng nổ, lại có thêm không ít tộc nhân cổ tộc thực lực cường đại quỳ xuống vì uy áp đến từ sâu trong linh hồn kia. Sau đó cuồng nhiệt nhìn về phía Huân Nhi đứng giữa sân. Ha ha, thất thải tộc văn. Sau ngàn năm, cuối cùng cổ tộc ta lại xuất hiện thêm lần nữa. Khi thất thải quang mang bộc phát, ở phía chân trời xa xa cũng truyền đến một tiếng cười già nua như có như không. Tiếng cười này cực kỳ nhỏ, chỉ vang lên một chút rồi biến mất, nếu không phải người có khả năng nghe hơn người thì không thể nào cảm ứng được. Không ngờ ngay cả vị này đều bị kinh động. Lúc giọng nói già nua kia vang lên, Thông Huyền trưởng lão cũng hơi giật mình, sau đó vội khom người thi lễ với một nơi nào đó trên bầu trời. Thất thải quang mang chỉ kéo dài một lát rồi thu liễm vào tộc văn trên trán Huân Nhi. Thậm chí ngay cả tộc văn cũng hơi dao động một chút rồi biến mất. Loại tộc văn này, bình thường sẽ không hiển lộ ra ngoài, chỉ khi chủ nhân cố ý triệu hoán thì nó mới xuất hiện trên trán. Đi thôi, không cần xem nữa. Chỉ cần cho Huân Nhi đủ thời gian, nàng sẽ vượt qua bất cứ kẻ nào trong tộc. Khi thất thải quang mang tán đi, thanh sam nam tử đứng trên đại thụ che trời kia cũng mỉm cười. Khi hắn vừa định quay đi, ánh mắt lại đột nhiên chuyển đến một chỗ ghế ngồi. Nơi đó, Tiêu Viêm sắc mặt có chút tái nhợt cũng đang nhìn về phía hắn. Ha ha, phát hiện ra rồi sao? Cảm giác thật nhạy bén a. Thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, thanh sam nam tử chợt cười cười, sau đó điểm nhẹ mũi chân lên ngọn cây, thân hình nhẹ nhàng lướt đi, chỉ lập lòe vài cái đã biến mất không thấy bóng dáng. Phía sau hắn, nam tử áo bạc và nam tử cường tráng cũng nhanh chóng theo sát. Trong cổ tộc này quả nhiên là cường giả như mây. Huyết mạch đấu đế, quả thực làm cho người ta hâm mộ. Nhìn thanh sam nam tử thần bí kia rời đi, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Đó hẳn là người của cổ tộc, nhưng Tiêu Viêm cảm giác được, áp lực tới từ phía hắn còn lớn hơn cả cổ yêu. Chúng ta đi thôi, các nghi thức tiếp theo cũng chẳng còn gì để xem nữa. Tiêu Viêm đứng lên từ chỗ ngồi, ông quyền cáo từ với Mang Thiên Xích, sau đó hơi mỉm cười với Huân Nhi trong sân. Dẫn theo mấy người tiểu y tiên đi ra phía ngoài, tên nhóc này chỉ sợ cũng bị thương không nhẹ. Tuy đã được lão già Thông Huyền chữa khỏi ngoại thương, nhưng tịch diệt chỉ của cổ yêu cũng là một thiên giai đấu kỹ khá bá đạo. Thấy đám người Tiêu Viêm rời đi, Mang Thiên Xích cũng không ngăn trở. Hắn đương nhiên hiểu, lần này tuy Tiêu Viêm thắng cổ yêu, nhưng chỉ là thắng hiểm mà thôi. Nếu nghi thức đã kết thúc, vậy ta đi trước. Thấy mấy người Tiêu Viêm rời đi, Huân Nhi cũng có chút lo lắng thương thế của hắn, lập tức không nán lại thêm, nói một tiếng với Thông Huyền trưởng lão, sau đó cũng không đợi lão trả lời, thân thể chợt lóe, đuổi theo Tiêu Viêm trong nhiều ánh mắt soi mói. Thấy Huân Nhi nói đi là đi, Thông Huyền trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, xem ra xuất hiện tuyệt phẩm huyết mạch cũng không ổn a, vẫn là tiêu tộc được lợi, chẳng làm gì cũng rước được một nàng dâu có tuyệt phẩm huyết mạch về. Trong một góc của quảng trường, một thân ảnh cả người bao phủ trong hắc bào nhìn bóng lưng gian dần đi xa của Huân Nhi, trong mắt mơ hồ chớp động hàn quang, không ngờ cổ tộc lại xuất hiện tuyệt phẩm huyết mạch. Ngày sau, đây chắc chắn sẽ là đại địch của hồn tộc ta. Nói không chừng còn có thể gây trở ngại cho kế hoạch nữa, xem ra phải tìm cơ hội loại bỏ người này. Trải qua nghi thức gây chấn động như một quả bom này của Huân Nhi, những thứ phía sau đã không thể gây được hứng thú cho mọi người. Bởi vậy, Thông Huyền trưởng lão cũng đã sớm lui ra, giao nhiệm vụ phía sau cho một trưởng lão khác, mà ngay lúc này, đoàn người Tiêu Viêm đã về tới căn phòng trong khu rừng trúc. Bầu không khí yên tĩnh nơi đây làm mọi người đều có một giác thả lỏng sau một ngày ồn ào. Tà dương xế bóng, mặt trời màu đỏ hồng dần lặn xuống phía chân trời, chiếu những tia sáng cuối cùng xuống mảnh đất này. Cạch, cánh cửa trúc đóng chặt khẽ mở ra. Tiểu y tiên nhẹ nhàng vào phòng,
nhìn Tiêu Viêm lúc này cũng đã mở mắt ra, cười hỏi, thế nào rồi, không có gì đại ngại, chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi. Về phần kình khí của Tịch Diệt chỉ truyền vào cơ thể, cũng đã được Huân Nhi trợ giúp thanh trừ toàn bộ. Tiêu Viêm gật đầu cười, giờ phút này, sau khi tỉnh dưỡng, sắc mặt của hắn đã tốt hơn rất nhiều, ai, vốn cũng không đến mức thê thảm như vậy, nhưng chênh lệch giữa cấp bậc này càng về sau lại càng khó vượt qua. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, nói, theo thực lực tăng lên, việc vượt cấp chiến đấu ngày càng bị hạn chế nhiều hơn. Dù sao sau ngũ tinh đấu tôn, mỗi một tinh đều có chênh lệch rất lớn, nếu đổi lại một đấu tôn bình thường, căn bản là không thể đánh bại được đối thủ cao hơn mình một tinh. Vả lại, đối thủ mà Tiêu Viêm gặp lần này còn là một nhân vật hung hãn có được thiên giai đấu kỹ, thiên giai công pháp, mà trong một trận quyết đấu như vậy, Tiêu Viêm vẫn có thể giành được thắng lợi, đây cũng là chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, nói, đó là tất nhiên. Nếu ngươi đồng cấp với cổ yêu, chỉ sợ tên kia sẽ không có chút lực hoàn thủ nào, nàng đi cổ tộc rồi. Ta nghe nói, hai ngày sau thiên mộ sẽ mở ra. Tiểu Y Tiên nói, thiên mộ, nghe được từ này, tim Tiêu Viêm bỗng đập nhanh hơn. Nguyên nhân hắn đến cổ giới lần này có một phần là vì mộ phủ của tổ tiên Tiêu Huyền. Mà nghe Hỏa Huyễn nói, mộ phủ này nằm trong thiên mộ. Nói cách khác, muốn đến mộ của Tiêu Huyền thì đầu tiên phải vào được thiên mộ cái đã. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày. Quan hệ của hắn với cổ tộc cũng không tính là nhiều. Vì vậy, hắn chỉ lo người của cổ tộc sẽ nhúng tay vào việc này, ngăn cả hắn tiến vào trong đó. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Đại điện cổ tộc, đèn đuốc sáng trưng. Quanh chiếc bàn dài rộng đặt giữa đại điện, từng thân ảnh già nua lần lượt ngồi vào đó. Không khí có chút nặng nề cùng nghiêm túc, tiếp theo, chúng ta phải bàn bạc về vấn đề thiên mộ mở ra. Mọi người đều biết đấy, vị trí tiến vào thiên mộ tổng cộng chỉ có 16 cái, viễn cổ bát tộc, mỗi tộc có được 2 vị trí, nhưng lần này linh tộc không có ai tới, nên dựa theo quy định, cổ tộc chúng ta sẽ có tổng cộng 4 vị trí. Ở một chỗ trên bàn hội nghị, Thông Huyền trưởng lão đưa mắt nhìn tất cả mọi người, thản nhiên nói, không phải mọi lần số người tiến nhập thiên mộ của chúng ta là 6 sao. Còn kém 2 vị trí. Một vị trưởng lão nhẹ giọng nhắc, vị trí của tiêu tộc không phải vẫn luôn do cổ tộc chúng ta sử dụng sao? Thêm vào là vừa đủ. Cổ Kim liếc mắt nhìn mấy vị trưởng lão bên cạnh, mở miệng nói, nhưng lần này tiêu tộc có Tiêu Viêm đến. Nếu vẫn tiếp tục như vậy thì cũng hơi. Một vị trưởng lão chần chờ nói, tiêu tộc suy bại đến mức này, thật ra đã sớm nên loại khỏi danh sách viễn cổ chủng tộc rồi. Ta nghĩ, tên nhóc Tiêu Viêm kia cũng hiểu được điều này. Cổ Sơn trưởng lão một đầu tóc bạc bình thản nói, nghe được lời này của lão, không ít trưởng lão đều thầm gật đầu. Mà Thông Huyền trưởng lão lại hơi nhíu mày lại, bành, ngay khi Thông Huyền trưởng lão nhíu mày, đại môn đóng chặt lại bành một tiếng bị đánh văng ra, mấy tên hộ vệ vừa muốn quát lên thì thân thể đã bị một luồng thất thải quang mang chiếu vào, quỳ rạp xuống mặt đất. Cổ Sơn trưởng lão, từ lúc tiêu tộc rời khỏi Trung Châu, cổ tộc chúng ta đã chiếm vị trí của họ cho đến tận bây giờ. Hiện tại, tiêu tộc rốt cục đã có người đến, nhưng ngay cả một vị trí ngươi đều không muốn trả lại. Như vậy không phải hơi quá đáng sao? Thất thải quang mang dữ dội lướt vào đại điện, đem tất cả trưởng lão đều bao bọc vào trong đó. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng tùy theo đó mà vang lên. Khi đạo thất thải quang mang kia bao trùm đại điện, sắc mặt của không ít trưởng lão đều biến đổi, thân thể cũng khẽ rung lên. Dưới loại uy áp đến từ huyết mạch này, nếu không phải thực lực của họ đủ mạnh thì chỉ sợ đã quỳ rạp xuống như mấy tên hộ vệ kia rồi. Huân Nhi, các trưởng lão đều cười khổ một tiếng, huyết mạch uy áp mức độ này thì ngoài Huân Nhi ra, cổ tộc còn ai có thể có được. Dưới nhiều ánh mắt soi mói, một thân ảnh xinh đẹp cũng chậm rãi tiến vào đại điện. Thất thải quang mang không ngừng tràn ngập ra từ mi tâm nàng. Ai, Huân Nhi, thu tộc văn lại trước đã. Thông Huyền trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Liếc mắt nhìn mấy người cổ sơn, nhẹ giọng khuyên nhủ, nghe Thông Huyền trưởng lão nói, thất thải quang mang trên mi tâm của Huân Nhi mới từ từ yếu bớt. Đi tới bên cạnh bàn hội nghị, trong mắt nàng ánh lên chút lửa giận, nàng cũng biết, mấy lão già này chắc chắn sẽ không chấp nhận Tiêu Viêm dễ dàng như vậy, mặc dù hôm nay hắn đã biểu hiện ra thực lực siêu cường, nhưng có một số người vẫn sẽ không nhịn được mà đưa chân ra ngán đường. Huân Nhi, ngươi là người của cổ tộc. Làm việc gì cũng phải nghĩ cho cổ tộc nhiều một chút. Cổ Sơn sầm mặt nói, cổ Sơn trưởng lão,
Tuy ta là người cổ tộc, nhưng một số việc cũng không thể làm quá đáng như vậy. Về việc vị trí, cổ tộc vốn đã chiếm thiên đại tiện nghi rồi. Hơn nữa, từ khi tiêu tộc rời khỏi Trung Châu, vị trí của bọn họ vẫn giao cho cổ tộc chúng ta giữ, việc này cũng coi như cổ tộc nợ họ một phần tình. Nhưng khó khăn lắm mới có một người của tiêu tộc đến đây, ngươi không chỉ không trả vị trí, mà còn muốn hoàn toàn gạch người ta khỏi danh sách. Chuyện như vậy, chỉ cần còn có một chút lương tâm, ta nghĩ sẽ chẳng ai đi làm. Huân Nhi nhìn thẳng vào Cổ Sơn, ngữ khí trở nên cực kỳ sắc sảo, làm cho lão trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể trầm mặc, không phản bác lại nổi. Huân Nhi, đây là nơi các trưởng lão bàn bạc công việc. Ngươi xông vào đây đã là vi phạm quy định rồi. Cổ Khiêm nhướng mày, nói, Cổ Khiêm trưởng lão, chẳng lẽ ngươi quên quyền lợi của người có thất thải tộc văn rồi sao? Huân Nhi lạnh lùng hỏi lại, nghe vậy, Cổ Khiêm ngẩn người. Dựa theo quy định của cổ tộc, tộc nhân có thất thải tộc văn ngay lập tức sẽ có địa vị vượt xa phần lớn trưởng lão, mà như vậy, tiến vào phòng họp này cũng không có gì trái quy định, dừng đi, không cần cãi nhau nữa. Thông Huyền trưởng lão khẽ cau mày, rốt cục cũng mở miệng ngăn cản, nghe được thanh âm của lão, trong đại điện cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Từng đạo ánh mắt đều hội tụ trên người Thông Huyền trưởng lão, muốn loại Tiêu Viêm ra ngoài đúng là có chút quá đáng. Danh sách tiến vào thiên mộ lần này liền tính cả hắn đi, cổ tộc của ta sử dụng vị trí của tiêu tộc nhiều năm như vậy rồi, lần này coi như là trả lại cho họ. Hơn nữa, Tiêu Viêm cũng chỉ có một người, cổ tộc chúng ta vẫn có 5 vị trí, như vậy đã là rất tốt rồi, chư vị, cũng không nên nghĩ nhiều nữa. Hai tay Thông Huyền trưởng lão đang lại với nhau, thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong địa điện, nghe vậy, mấy người Cổ Sơn chỉ có thể cau mày gật đầu. Bọn họ hiểu. Người có tuyệt phẩm huyết mạch như Huân Nhi, không đề cập đến thân phận con gái tộc trưởng đương nhiệm của cổ tộc, chỉ là thất thải tộc văn thôi đã làm cho sức nặng trong lời nói của nàng tăng lên gấp mấy lần. Cho dù những trưởng lão thâm niên như họ cũng không thể khiển trách, nếu không ai có gì dị nghị thì cứ quyết định vậy đi. Hai ngày sau, chính là lúc thiên mộ mở cửa. Ngươi cũng nên báo cho Tiêu Viêm chuẩn bị đi. Thông Huyền trưởng lão nói, dạ, quấy rầy chư vị trưởng lão. Huân Nhi khẽ gật đầu, hơi khom người thi lễ với những trưởng lão ngồi đây, sau đó xoay người đi ra khỏi đại điện trong những ánh mắt kính sợ của đám hộ vệ. Nhìn bóng lưng Huân Nhi biến mất, không ít trưởng lão trong đại điện cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không ngờ rằng người luôn không quan tâm đến công việc trong tộc như Huân Nhi, ở chuyện có liên quan đến Tiêu Viêm này, lại trở nên cường thế đến như vậy. Thông Huyền trưởng lão, trong thiên mộ còn có mộ phủ của Tiêu Huyền. Người của chúng ta cho tới giờ đều chưa từng vào được. Sau khi Huân Nhi rời đi, Cổ Sơn trầm mặc một hồi, vẫn nhịn không được nói. Nghe vậy, Thông Huyền trưởng lão không khỏi cau mày. Mộ phủ của Tiêu Huyền, các ngươi không nên mơ tưởng đến nữa. Lấy thủ đoạn thông thiên của hắn năm đó, nếu không muốn cho ai tiến vào mộ phủ của mình thì dù tộc trưởng có ra tay đi chăng nữa cũng không có quá 5 phần chắc chắn, cho nên không cần uổng phí tâm tư nữa. Khi Thông Huyền trưởng lão cau mày, một giọng nói già nua chậm rãi vang lên trong đại điện. Khi nghe được giọng nói này, Cổ Sơn cũng rất thức thời mà ngậm miệng mình lại, nếu ngay cả vị này đều đã mở miệng, vậy mộ phủ của Tiêu Huyền thật sự không thể động vào rồi. Được rồi, giải tán đi. Dạ, nghe vậy, đông đảo trưởng lão đều cung kính đáp, sau đó từ từ đứng dậy, lục tục rời khỏi đại điện. Thông Huyền trưởng lão vẫn ngồi tại chỗ, nhìn đại điện nhanh chóng trở nên trống vắng, lão khẽ thở dài một tiếng, hỏi, bên tộc trưởng, bọn họ thấy Tiêu Viêm thế nào? Lão vừa dứt lời, không gian trên một chiếc ghế ngồi đột nhiên vặn vẹo. Một thân ảnh già nua mặc áo bào màu xám tro từ từ hiện ra, thản nhiên đáp, tất thành châu báu, hử. Thông Huyền trưởng lão cau mày. Có thể đạt được đánh giá như vậy từ mấy lão già nhãn giới cao đến tận trời này, là một điều tuyệt đối không dễ dàng a. Vậy đà xá cổ đế ngọc thì sao? Dựa theo suy đoán của ta, rất có thể thứ này ở trên người Tiêu Viêm. Nếu nó bị hồn điện lấy được thì sẽ rất phiền phức. Thông Huyền trưởng lão chần chờ một lát, lại tiếp tục hỏi, bàn tay khô gầy của thân ảnh kia nhẹ nhàng vuốt ve lên chiếc ghế, một lát sau mới nói, không cần lo lắng, sẽ có cách giải quyết. Vậy sao? Thông Huyền trưởng lão khẽ gật đầu, lẩm bẩm tự nói. Trên đỉnh Thanh Phong, sương mù nhàn nhạt lượn lờ, làm nơi này phảng phất như chốn tiên cảnh giữa nhân gian. Tiêu Viêm nhẹ nhàng đi về phía đỉnh núi, thương thế và tiêu hao trong người hắn đã hoàn toàn khôi phục, hắn đã trải qua long hoàng lực của Tử Nghiên tẩy lễ. Thân thể vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, năng lực hồi phục tự nhiên không phải nói chơi, chậm rãi nện bước,
Tiêu Viêm tùy ý để phần quyết tự động vận chuyển hấp thu năng lượng tinh thuần trong thiên địa. Mà khi tâm thần Tiêu Viêm đang đắm chìm trong trạng thái này, cước bộ hắn đột nhiên khựng lại, đôi mắt khép hờ nhanh chóng mở ra, ngưng trọng nhìn về phía cuối sơn đạo. Nơi đó, có một đạo thân ảnh đang đứng chắp tay, nhìn bóng lưng kia, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ hoảng sợ. Trong cảm giác của hắn, không hề cảm thấy có bất kỳ một khí tức nào khác ở đây, phảng phất như người này, thậm chí là cả mảnh không gian nơi hắn đứng đều không hề tồn tại. Nhưng khi dùng mắt thường quan sát thì lại có thể rõ ràng thấy được đây là một người. Loại mâu thuẫn về giác quan này, gây cho hắn cảm giác cực kỳ quỷ dị. Vãn bối Tiêu Viêm, đừng đột tới đây, nếu có chỗ nào mạo phạm, mong tiền bối lượng thứ. Tiêu Viêm chắp tay về phía đạo thân ảnh kia, có chút cung kính nói một tiếng, sau đó chậm rãi lùi về phía sau. Người này gây cho hắn cảm giác quá mức quỷ dị, làm hắn không thể không cẩn thận. Không cần, ta ở nơi này là để đợi ngươi. Tiêu Viêm mới lùi lại được vài bước, một tiếng cười nhạt đã vang lên bên tai. Chợt hắn chỉ cảm thấy hơi hoa mắt, khi tỉnh táo thì lại phát hiện mình đã đang đứng trên đỉnh núi rồi. Sương mù lượn lờ, không gian như một tiên cảnh, nhưng lại làm trong lòng Tiêu Viêm nổi lên một cỗ hàn khí. Đây là thủ đoạn gì? Nhiều năm qua, hắn giao tiếp với vô số cường giả, nhưng có thể di chuyển hắn mà lại không gây cho hắn bất cứ cảm giác nào, thì đây là lần đầu tiên. Nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển về phía trước. Nơi đó, một đạo thân ảnh đang đứng chắp tay, trên người cũng không có áp lực cường đại gì, nhưng lại làm Tiêu Viêm không dám có chút khinh thường nào. Hắn dám khẳng định, từ lúc mới ra đời tới nay, đây chính là người kinh khủng nhất mà hắn từng gặp. Nhưng nếu đã không thể tránh thoát, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không tỏ vẻ kinh hãi vô vị, nhanh chóng thu liễm tâm thần. Thực lực của đối phương quá kinh khủng, hắn không hề có một chút lực phản kháng. Và cũng chính bởi vậy, hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ làm gì mình. Dù sao đi nữa, với thực lực của người kia, tùy tiện vung tay là có thể giết chết chính mình, làm mấy trò hề vô vị như vậy thì lại có vẻ quá nhàm chán rồi. Ha ha, không nghĩ tới, sau khi đấu đế huyết mạch khô cạn, Tiêu tộc còn có thể xuất hiện một thanh niên ưu tú như vậy. Điều này làm ta tin tưởng, những hành động năm đó của Tiêu Huyền, cũng có một chút đạo lý của riêng hắn. Trong lòng Tiêu Viêm hơi rùng mình. Từ một câu nói ngắn ngủi, hắn đã hiểu ra, vị thần bí nhân này cũng có quen biết với tổ tiên của mình. Nói cách khác, đối phương cũng chính là một lão quái không biết đã sống bao nhiêu năm, không biết tục danh của tiền bối là. Tiêu Viêm cung kính nói, nghe Tiêu Viêm hỏi vậy, đạo thân ảnh kia chỉ khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi xoay người lại. Người này khoảng hơn 40 tuổi, nhìn sơ qua thì cứ như một trung niên nhân bình thường vậy, trên người mặc một chiếc áo vải thô mộc mạc. Khuôn mặt còn mang theo nụ cười hòa ái làm người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Bộ dáng bình thường như vậy, cùng tưởng tượng trong lòng Tiêu Viêm cách xa như sông với biển. Nhưng hắn còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, câu nói tiếp theo của trung niên nhân này đã làm hắn hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Ta là phụ thân của Huân Nhi. Phụ thân của Huân Nhi, Tiêu Viêm lặng đi, hắn từng nghe Huân Nhi nói phụ thân của nàng chính là tộc trưởng cổ tộc, và đồng thời cũng là một trong những người đứng đầu của mảnh đại lục này. Và hiện tại, vị đầu sỏ của đấu khí đại lục này lại lấy một bộ dạng cực kỳ bình thường, xuất hiện trước mặt hắn, nhìn vẻ trợn mắt há mồm của Tiêu Viêm, trung niên nhân kia bật cười, nói, rất giật mình sao, nghe vậy, Tiêu Viêm cũng từ từ hồi phục tinh thần lại, trộm đánh giá lại nam tử trước mặt này thêm lần nữa, cười khan một tiếng, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, đứng trước mặt một nhân vật có thực lực thông thiên như vậy. Hắn có cảm giác như bất cứ ý niệm nào trong đầu cũng sẽ bị đối phương phát hiện vậy. Ha ha, ta tên là Cổ Nguyên. Mà lúc ngươi sinh ra, ta cũng có mặt ở đó, chỉ là không ai biết thân phận của ta mà thôi. Trung niên nam tử cười nhạt, nói, trên mặt Tiêu Viêm tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng khi mình sinh ra, lại đã từng gặp qua vị tộc trưởng cổ tộc có thực lực thông thiên này. Không biết Cổ Nguyên tộc trưởng đợi vãn bối ở đây là vì việc gì? Tiêu Viêm chần chừ một lát, sau đó cung kính hỏi, tự nhiên là vì việc của ngươi và Huân Nhi. Cổ Nguyên cười đáp, nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm chợt rung lên, hai hàng lông mày cũng hơi nhíu lại, nói, Cổ Nguyên tộc trưởng cũng không muốn cho ta và Huân Nhi ở bên nhau, đó cũng không phải mục đích của ta. Chỉ cần Huân Nhi đồng ý, người làm cha như ta sẽ không ép buộc nó, vả lại, bây giờ nó còn có được tuyệt phẩm huyết mạch, dù ta thân là tộc trưởng, nhưng cũng không thể mạnh ép buộc được. Cổ Nguyên cười cười, nói, tuy ngươi còn có chút chênh lệch với người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của cổ tộc, nhưng coi như vẫn đủ tư cách,
Nghe được lời này, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra, trong mắt hiện lên chút vui mừng. Khoảng thời gian ở trong cổ giới này, phần lớn người của cổ tộc mà hắn thấy đều có chút địch ý với hắn, nhưng cổ nguyên trước mặt, hiển nhiên cũng không nằm trong số ấy, đa tạ cổ nguyên tộc trưởng. Tiêu Viêm ôm quyền, vui mừng nói, ngươi đừng mừng vội. Tuy ta không phản đối, nhưng một số trưởng lão và cao tầng trong tộc vẫn có chút khúc mắc với việc này. Dù sao Huân Nhi vẫn là tuyệt phẩm huyết mạch ngàn năm chưa từng xuất hiện của cổ tộc, bọn họ đương nhiên sẽ không muốn vì bất cứ lý do gì mà huyết mạch trở nên không hoàn mỹ. Vì vậy, ngươi mới gặp phải một chút trở ngại. Về việc này, ta cũng không thể giúp ngươi được nhiều, dù sao đi nữa, người làm tộc trưởng như ta vẫn phải suy nghĩ cho lợi ích của cả tộc nhiều hơn. Cổ Nguyên thản nhiên nói, Tiêu Viêm trầm mặt, khẽ gật đầu, đương nhiên, bỏ đi cái thân phận tộc trưởng này, ta vẫn là cha của Huân Nhi. Chỉ cần nó vui, thì tất nhiên ta cũng sẽ vui. Cổ Nguyên mỉm cười, nói, đối với ngươi, ta cũng không có bao nhiêu thành kiến. Huyết mạch lực của Tiêu tộc ngươi tuy đã khô kiệt, nhưng ngươi lại dùng nỗ lực của mình để đạt được thành tựu không hề kém hơn những người có huyết mạch lực. Điểm này, làm cho người khác không thể không bội phục, nhưng ta cũng nói thật. Nếu sớm biết vậy, ta đã không đưa Huân Nhi đến Tiêu gia. Ai, không ngờ rằng cuối cùng vật không lấy được mà còn mất con gái. Vụ đầu tư này, phải nói là lỗ nặng a. Đối với câu nói này, Tiêu Viêm chỉ có thể cười khang, không dám đáp lại câu nào. Ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của các ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng với ta vài vấn đề. Nghe được lời này, trong lòng Tiêu Viêm hơi nhảy, thận trọng hỏi, không biết là vấn đề gì, yên tâm, cũng không phải việc khó khăn gì. Ta chỉ hy vọng, sau này ngươi ở bên Huân Nhi, lúc nó còn chưa đạt tới đấu thánh thì vẫn phải là ngọc nữ thân. Cổ Nguyên chần chờ một lát, nói, nghe vậy, khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời trở nên lúng túng. Hắn tuyệt đối không nghĩ rằng việc Cổ Nguyên muốn hắn đáp ứng lại là như vậy. Chẳng lẽ tướng mạo của hắn giống một kẻ háo sắc đến vậy sao? Ha ha, người trẻ tuổi sẽ không tránh được có những lúc xúc động, mà hai người các ngươi lại không thường xuyên ở cạnh nhau. Khụ. Nói xong câu cuối, Cổ Nguyên cũng nhịn không được mà ho khan một tiếng, chủ yếu là huyết mạch trong cơ thể Huân Nhi vẫn chưa ổn định. Vả lại, ngươi cũng không phải người của cổ tộc, nếu phát sinh quan hệ nam nữ thì sẽ gây tổn hại đến huyết mạch, nếu phát sinh việc này, chỉ sợ mấy lão già trong tộc sẽ mạnh mẽ ra tay. Bởi vậy, ngươi cũng nên biết hậu quả, Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, vị đại nhân vật này hiện thân trước mặt hắn chỉ để dặn dò cái việc có phần hoang đường này sao? Đây chỉ là thuận miệng nhắc nhở thôi. Lần này ta hiện thân, vấn đề lớn nhất cũng chính là đà xá cổ đế ngọc trên người ngươi. Dừng một chút, sau đó Cổ Nguyên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Viêm, chậm rãi nói, nghe được mấy chữ đà xá cổ đế ngọc, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi. Hắn hiểu rằng đà xá cổ đế ngọc này xem như là thứ quý giá nhất của Tiêu gia hiện nay. Lý do Hồn Điện bắt đi phụ thân hắn cũng là vì nó, nhưng chuyện về cổ ngọc này lại rất ít người biết. Đà xá cổ đế là vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục. Từ lúc hắn mất cho tới giờ, chưa từng có ai đặt chân vào cảnh giới tồn tại trong truyền thuyết kia. Không để ý đến sắc mặt biến ảo của Tiêu Viêm, Cổ Nguyên thản nhiên nói, tương truyền, khi mất, đà xá cổ đế để lại một tòa di tích. Trong đó có chứa bí mật đột phá cảnh giới đấu thánh. Vì di tích chưa một ai phát hiện ra này, rất nhiều năm trước, viễn cổ bát tộc và một vài siêu cấp thế lực ở Trung Châu từng bùng nổ đại chiến. Nhưng chỉ thu được chìa khóa của di tích đó, cũng chính là đà xá cổ đế ngọc trong tay ngươi. Thứ này vốn chia làm ba mảnh, nhưng sau khi trải qua một loạt đại chiến thảm khốc, nó lại bị vỡ thành tám. Vừa vặn do viễn cổ bát tộc đạt được, mà mảnh trong tay ngươi cũng chính là một phần tám. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, hắn cũng mơ hồ biết một chút về việc này, nhưng vẫn cho rằng cổ đế ngọc chỉ có ba mảnh. Không ngờ rằng thứ này lại có đến những tám mảnh. Lý do Hồn Điện giam giữ phụ thân ngươi chắc hẳn là vì đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc. Nhắc tới Hồn Điện, Cổ Nguyên không khỏi nhíu mày, nói, Hồn tộc vẫn là chủng tộc thần bí quỷ dị nhất trong bát tộc. Năm đó, cổ tộc và Tiêu tộc đã từng liên thủ đại chiến với chúng một lần, tất cả đều có tổn thất, nhưng vẫn không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho Hồn tộc. Về sau, khi Tiêu Huyền trở thành tộc trưởng Tiêu tộc, vốn có thể đánh cho chúng một đòn nặng nề, nhưng cuối cùng lại bị chúng ra tay trước. Tập trung nhiều cường giả vây giết, làm Tiêu Huyền vẫn lạc, Tiêu tộc mất đi trụ cột, mất đi sự trợ giúp của Tiêu tộc, cổ tộc cũng không thể một mình tuyên chiến với Hồn tộc được. Vì ai cũng hiểu, nếu cứ đấu đá như vậy thì cả hai bên đều sẽ nguyên khí đại thương, tạo cơ hội cho các thế lực khác. Bởi vậy,
cục diện này vẫn cứ kéo dài tới bây giờ. Nhưng theo động thái mấy năm nay của hồn tộc, bọn chúng chắc lại bắt đầu rục rịch rồi. Đà xá cổ đế ngọc tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng. Nếu để chúng lấy được toàn bộ đà xá cổ đế ngọc, thực lực của hồn tộc sẽ tăng vọt, phá vỡ tình thế cân bằng này. Sắc mặt Cổ Nguyên có chút ngưng trọng nhìn Tiêu Viêm, nói, giờ ngươi đã biết tầm quan trọng của đà xá cổ đế ngọc chưa? Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong lòng lại đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Nơi đó là thế giới dung nham dưới già nam học viện, ở nơi sâu nhất từng có thứ gì đó làm cho đà xá cổ đế ngọc của hắn có chút phản ứng, hay là điểm cuối của thế giới đó chính là di tích của cường giả đấu đế. Tiêu Viêm trầm tư suy nghĩ, hắn có một loại dự cảm, ở điểm cuối của thế giới dung nham kia chắc chắn có một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, vậy ý của Cổ Nguyên tộc trưởng là. Tiêu Viêm hồi phục tinh thần lại, chậm rãi nói. Cổ Nguyên nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ lắc đầu, nói, dựa theo ý của mấy lão già kia, là đem cổ đế ngọc trong tay ngươi giao cho cổ tộc bảo quản, nhưng ta nghĩ chắc ngươi cũng sẽ không vui lòng giao nó ra. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, nói, trên cổ ngọc vẫn còn một chút linh hồn ấn ký của cha ta. Ta cần dựa vào nó để xác định sự sống chết của người, vì vậy, nó nhất định phải do ta tự tay bảo quản, giờ đây đà xá cổ đế ngọc là thứ quý giá nhất của Tiêu gia. Vả lại, nếu ngày sau thật sự đến thời điểm, dù phải dùng nó để đổi lấy Tiêu Chiến thì Tiêu Viêm cũng sẽ không chút do dự, đây là lợi thế, nếu có nó trong tay, hồn tộc sẽ không thật sự giết phụ thân. Nhưng nếu giao nó cho cổ tộc, biết được không còn cơ hội, không biết hồn tộc sẽ làm ra việc điên cuồng gì nữa. Cổ Nguyên đã sớm dự đoán được đáp án này, nên trên mặt cũng không xuất hiện vẻ khác thường gì, chỉ gật đầu bất đắc dĩ nói, ta đã đoán được từ trước rồi, xin lỗi, Cổ Nguyên tộc trưởng. Tiêu Viêm áy náy nói, đề nghị này vốn không phải do ta đề ra, nhưng chỉ sợ mấy lão già kia sẽ không để ngươi mang theo vật quan trọng như vậy mà đi lại trước mắt hồn tộc đâu. Cổ Nguyên lắc lắc đầu, chợt vẫy tay nói, quên đi, việc này để sau hẳn bàn. Hai ngày nữa là đến lúc thiên mộ mở cửa. Chờ ngươi ra ngoài rồi nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, một trận tiếng xé gió đột nhiên truyền đến từ phía chân núi. Ánh mắt của hắn cũng theo đó mà nhìn lại, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp đang bay vụt đến, đúng là Huân Nhi. Ai, quả là con gái lớn không thể giữ được trong nhà a, nhìn vẻ vội vã của nó kìa, chắc đang lo ta làm gì ngươi đây mà. Thấy vẻ vội vã của Huân Nhi, Cổ Nguyên bất đắc dĩ cười, sau đó nói với Tiêu Viêm, hôm nay dừng ở đây đi. Nhớ kỹ điều ngươi đã đáp ứng với ta, ngàn vạn lần không được phạm quy, mặt khác, cũng phải bảo vệ cổ ngọc cho tốt. Theo thanh âm cuối cùng hạ xuống, thân hình Cổ Nguyên cũng chậm rãi biến mất khỏi mảnh thiên địa này. Nhìn thân ảnh Cổ Nguyên biến mất, Tiêu Viêm không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành chứa đầy vẻ lo lắng kia, hắn không khỏi mỉm cười, cô bé này, trên đỉnh núi, một thân ảnh xinh đẹp lướt đi nhanh như chớp. Chỉ vài lần hô hấp đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, trong đôi mắt của nàng lộ vẻ lo lắng. Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ? Vừa rồi, Tiêu Viêm cười lắc đầu, nhìn thần sắc khẩn trương của Huân Nhi, nói, từng, người vừa rồi chính là phụ thân muội, cổ tộc tộc trưởng, muội biết. Huân Nhi cau mày lại, trong giọng nói mơ hồ có chút tức giận. Không ngờ rằng, sau khi những trưởng lão kia thay nhau ra mặt, ngay cả cha của nàng cũng không nhịn được mà hiện thân. Ha ha! Ngài ấy cũng không nói gì đến chuyện ngăn cản chúng ta, chỉ bàn bạc vài việc có liên quan đến Tiêu tộc thôi. Tiêu Viêm cười giải thích cho Cổ Nguyên, thật chứ? Không nói đến chuyện của chúng ta. Huân Nhi hơi sửng sốt. Hiển nhiên, nàng cũng rất kinh ngạc về việc này. Tiêu Viêm sờ sờ mũi, đột nhiên ghé sát đến bên tai Huân Nhi thì thầm vài câu. Mà nghe được mấy lời này, khuôn mặt xinh đẹp của Huân Nhi đỏ bừng lên, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn một cái. Nhưng rõ ràng là vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi, Cổ Nguyên có địa vị cực cao trong cổ tộc, nếu ngay cả hắn cũng phản đối, chỉ sợ nàng sẽ ở vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Việc như vậy là thứ nàng không muốn thấy nhất, về trước đã. Tiêu Viêm ca ca, vị trí tiến vào thiên mộ, huynh cũng đã có được. Bây giờ, chỉ cần đợi hai ngày nữa thôi là có thể vào rồi, Huân Nhi kéo tay Tiêu Viêm, ngân nga cười nói, nghe vậy, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua vẻ vui mừng. Điều hắn lo lắng, chính là những trưởng lão của cổ tộc viện ra rất nhiều lý do quấy nhiễu hắn tiến vào thiên mộ, nhưng theo lời này của Huân Nhi, hiển nhiên vấn đề này đã được giải quyết, cảm ơn muội, Huân Nhi, nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Hắn có thể đoán được,
Trọng việc này tất nhiên có sự hỗ trợ của Huân Nhi, hôm nay nàng vội vàng đi tới cổ tộc hẳn là vì việc này. Huân Nhi mỉm cười, vòng eo thon thả khẽ nhúc nhích, hai má mang theo chút ửng đỏ, dựa người vào vai Tiêu Viêm. Mỹ mâu khép hờ, tham lam hô hấp loại khí tức làm nàng cảm thấy ấm áp này. Nhìn mỹ nhân như hoa như ngọc trong lòng, Tiêu Viêm đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, đem đầu áp bên cạnh mái tóc đen mềm mại của nàng. Tham lam hít vào hương thơm thoang thoảng kia, những mỏi mệt mấy ngày nay đều như bị đánh tan trong phút chốc. Trong không gian hư vô trên bầu trời, thân ảnh Cổ Nguyên chậm rãi hiện ra. Nhìn hai người đứng trên đỉnh núi, hắn thở dài một tiếng, sau đó thân hình lại lặng lẽ biến mất một lần nữa. Tiêu Huyền, ván cờ này vẫn là ngươi thắng một nước a. Ở nơi Thanh Sơn Lục Thủy này, dường như tất cả phiền não đều bị gạt bỏ. Hai ngày tiếp theo, cũng trôi qua rất nhanh trong hoàn cảnh yên tĩnh này. Hai ngày này, không có thêm bất cứ người của cổ tộc nào đến quấy rầy mấy người Tiêu Viêm nữa. Mà họ cũng khá thích hoàn cảnh yên tĩnh nơi này, nhưng tiếc là nó lại không thể kéo dài. Đến khi ánh rạng đông của ngày thứ ba chiếu xuống mặt đất, một bầu không khí khác thường tràn ngập cả vùng núi này. Ngay cả mấy người Tiêu Viêm cũng bị bao bọc bên trong. Hôm nay là ngày thiên mộ mở ra, đứng trước căn phòng làm bằng trúc, Huân Nhi cười nói với Tiêu Viêm bên cạnh. Tiêu Viêm cười cười, Huân Nhi vẫy tay một cái, độc giác thú trắng như tuyết bay ra từ khu rừng. Đoàn người Tiêu Viêm cũng theo đường cũ mà khởi hành, nơi thiên mộ mở ra là sâu trong cổ thánh sơn mạch. Nơi đó được xem như là cấm địa của cổ tộc. Bình thường sẽ không cho phép ai tiến vào, chỉ khi thiên mộ mở ra thì nó mới được mở theo. Ngồi trên độc giác thú, gió nhẹ thổi bay vài lọn tóc trên trán Huân Nhi, nàng mỉm cười giảng giải với mấy người Tiêu Viêm, trong thiên mộ cũng khá nguy hiểm. Nơi đó mai táng vô số cường giả từ thời viễn cổ, mặc dù linh hồn của họ đã sớm biến mất, nhưng vì sự thần kỳ của thiên mộ, nên năng lượng khi còn sống của họ biến thành bộ dáng trước kia. Những năng lượng thể này đều có lực công kích rất mạnh, vả lại, bọn họ còn có thể sử dụng đấu kỹ khi còn sống. Rất khó đối phó. Nói đến tình huống bên trong thiên mộ, khuôn mặt Huân Nhi cũng thoáng trở nên ngưng trọng, nói, vì vậy, nếu gặp phải năng lượng thể quá cường đại thì nên cố hết sức tránh đi. Nghe nói, một số cường giả có thực lực cực mạnh khi còn sống, năng lượng thể của họ cũng có được trí tuệ nhất định. Bọn họ đã có thể tính là một sinh vật kỳ dị, từ người chết chuyển hóa thành một sinh vật khác sao. Tiêu Viêm có chút đăm chiêu, thực lực khi còn sống quá mạnh, lại thêm sự thần kỳ của thiên mộ, tất cả dẫn đến việc những thứ kỳ dị như thế phát sinh. Thiên mộ chia làm 3 tầng. Năng lượng thể ở tầng thứ nhất phần lớn đều là tam tinh đấu tôn trở xuống, ở trong trạng thái phiêu đãng vô thức, đối phó cũng khá dễ. Tầng thứ hai thì từ tam tinh trở lên, bát tinh trở xuống, cũng hơi khó giải quyết một chút. Về phần tầng 3, ít nhất cũng là đấu tôn đỉnh phong, thậm chí còn có cả cường giả đạt tới đấu thánh lúc còn sống. Bình thường, nếu không có 10 phần chắc chắn, rất ít người sẽ xông vào tầng thứ 3, nơi đó quá nguy hiểm. Huân Nhi chậm rãi nói, mộ phủ của tổ tiên ta, Tiêu Huyền, cũng ở tầng thứ 3. Tiêu Viêm hỏi, nghe nói hình như là ở nơi sâu nhất của tầng 3. Nơi đó, dù là trong cổ tộc, cũng rất ít người dám tiến vào. Huân Nhi bất đắc dĩ nói, rắc rối đến vậy sao? Tiêu Viêm đang nghe truyện trên TV audio CV khẽ nhíu mày. Nơi sâu nhất của tầng thứ 3. Ai, xem ra đây cũng không phải một việc dễ dàng, nhưng bất kể thế nào, hắn đều phải thử một lần, xe đến trước núi, núi tất có đường. Cứ vào thiên mộ đã rồi tính, trong lòng xẹt qua ý niệm này, Tiêu Viêm cũng yên tâm hơn không ít. Lại hỏi thêm Huân Nhi vài tin tức có liên quan đến thiên mộ, khi hai người nói chuyện, độc giác thú cũng đã đi tới sâu trong dãy núi. Trên đường, nhóm người Tiêu Viêm cũng gặp một số người cùng mục đích, đây phần lớn là lục tộc còn lại và một số cường giả của cổ tộc, nhưng dù gặp, cũng không nói chuyện với nhau nhiều, duy chỉ có mấy người của cổ tộc, sau khi nhìn thấy Huân Nhi thì đều cung kính thi lễ từ xa, rồi nhanh chóng rời đi. Phi hành kéo dài chừng 10 phút, rốt cục độc giác thú cũng đáp xuống một vách núi hiểm trở. Giờ phút này, ở đây đã có không ít thân ảnh đang đứng, Tiêu Viêm đảo mắt nhìn quanh, phát hiện ra không ít người quen, nhìn quanh một vòng. Ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên ngưng tụ lại. Nơi hắn nhìn, ba đạo thân ảnh mặc hắc bào đang phiêu phù trên hư không, khí tức âm lãnh không ngừng tràn ngập ra từ cơ thể. Hồn nhai, thấy ba người này, Tiêu Viêm hơi nheo mắt lại, bàn tay ẩn trong áo từ từ nắm chặt. Tiêu Viêm ca ca, cẩn thận người đầu lĩnh của hồn tộc kia, hắn tên là Hồn Nhai. Nghe nói,
trong thế hệ trẻ của hồn tộc cũng có danh tiếng không nhỏ, cực kỳ khó chơi. Lần này hẳn là hắn cũng tiến vào thiên mộ, nếu gặp thì nên lưu tâm một chút. Huân Nhi bên cạnh nhẹ giọng nói, từng, đã từng gặp hắn rồi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết sự mạnh mẽ của hồn nhai. Dựa theo suy đoán, chỉ sợ sẽ không kém hơn cổ yêu là bao nhiêu, những thiên tài trong các bộ tộc truyền thừa từ rất lâu này đều có thực tài, ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với đám thiên tài vô dụng ở bên ngoài kia. Lần này, trong bát tộc, người của linh tộc chưa tới, ở hướng đông nam là người của dược tộc, hử. Trong lòng Tiêu Viêm máy động, nhìn theo hướng Huân Nhi chỉ. Ở đó, có vài thân ảnh đang đứng, trên trán họ đều có một đồ án hình hồ lô thuốc. Khi Tiêu Viêm nhìn về phía đám người kia, vị nam tử đầu lĩnh dường như nhận ra điều gì đó, chuyển mắt sang hướng Tiêu Viêm. Hắn hơi sửng sốt một chút, sau đó trên mặt hiện lên nét lạnh lùng không hữu hảo. Đối với ánh mắt kia, Tiêu Viêm cũng nheo mắt lại. Xem ra người của dược tộc này quả nhiên có chút thành kiến với mình a. Phía đông là lôi tộc, Mang Thiên Xích lão tiên sinh là đầu lĩnh của họ, nhưng có lẽ lão sẽ không vào thiên mộ. Những người tiến vào hầu hết đều là thanh niên trẻ tuổi, dù sao thiên mộ cũng là một nơi lịch luyện không tệ. Tiêu Viêm lại rời mắt đi thêm lần nữa, nhìn đám người trên trán có ấn ký hình sấm sét kia, hắn khẽ gật đầu. Người Viêm tộc, huynh đã gặp rồi. Phía tây là Thạch tộc, huyết mạch của họ rất cực đoan kinh khủng, đủ để so sánh với một số ma thú đứng đầu. Tiêu Viêm nhìn sang phía tây, ở đó có một nhóm người da màu xám trắng, trên trán có ấn kỳ hình tảng đá. Bọn họ chính là những người tiến vào thiên mộ lần này. Ngoại trừ cổ tộc trong giữ thiên mộ, các tộc khác chỉ được vẻn vẹn hai vị trí mà thôi. Huân Nhi cười nói, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, vừa muốn nói chuyện thì lại đột nhiên cảm thấy được mảnh thiên địa này chợt trung chuyển. Một luồng khí tức cổ xưa chậm rãi phủ xuống từ không gian hư vô, loại khí tức xa xôi viễn cổ này làm trong lòng những người ở đây đều nảy lên một chút kính sợ, thiên mộ muốn mở ra rồi. Nhìn bầu trời đột nhiên tối sầm xuống, Huân Nhi nhẹ giọng nói, lời của Huân Nhi vừa dứt, không gian hư vô kia chợt bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Một vết rách không gian lớn chừng ngàn trượng trực tiếp vỡ ra từ bầu trời, mà ở giữa vết rách một phần sáng màu bạc dần dần hiện lên, cuối cùng hóa thành một cánh cửa không gian khổng lồ. Mà khí tức viễn cổ mênh mông kia cũng phát ra từ cánh cửa này, đây là lối vào thiên mộ sao? Nhìn cánh cửa cổ xưa đứng sừng sững giữa thiên địa kia, Tiêu Viêm thì thào tự nói, cánh cửa không gian đứng sừng sững trong trời đất, khí tức xa xưa kia phủ xuống, làm linh hồn của tất cả mọi người đều lâm vào rung động. Các vị, quy củ tiến vào thiên mộ, chắc các người cũng biết. Mỗi một tộc chỉ có hai vị trí, tuyệt đối không thể nhiều hơn. Thân ảnh già nua của Thông Huyền trưởng lão xuất hiện trên bầu trời, đảo mắt nhìn những thân ảnh kia, thản nhiên nói, nghe được lời hắn, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Quy định tiến vào thiên mộ trước nay đã vậy, mỗi tộc hai vị trí, vẫn duy trì đến bây giờ. Dù vậy, chỉ có cổ tộc canh giữ thiên mộ nên được ưu tiên hơn, ví như lúc này, bọn họ có 5 vị trí tiến vào thiên mộ. Loại ưu đãi này, làm các tộc khác không thể không đỏ mắt. Tiêu Viêm ca ca, nếu đi riêng lẻ thì sẽ bị tùy cơ truyền tống đến những nơi khác nhau. Vì vậy, chúng ta cùng vào đi. Huân Nhi quay đầu lại, mỉm cười nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn rất xa lạ với thiên mộ. Có Huân Nhi đồng hành, tất nhiên sẽ giảm được rất nhiều rắc rối không cần thiết. Oanh long long, khi Tiêu Viêm gật đầu, trên bầu trời, cánh cửa cổ xưa bên trong vết rách không gian bỗng bộc phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Hai cánh cửa từ từ tách ra, tạo thành một khe hở, ánh sáng chói mắt bùng phát ra từ trong đó, chiếu rọi trên mảnh trời đất này. Nếu đã phân phối vị trí, vậy thì chuẩn bị tiến vào thiên mộ đi. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ được ở trong thiên mộ 3 năm, 3 năm sau, thiên mộ sẽ tự động đá các ngươi ra. Nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra kia, Thông Huyền trưởng lão lại trầm giọng nhắc nhở, 3 năm, đó chính là nửa năm ở bên ngoài. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm một chút, đây là một cơ hội rất lớn, thiên mộ này vốn đã là một nơi lịch lãm tuyệt vời, lại thêm thời gian còn quái dị như vậy nữa. Nếu tu luyện trong đó 3 năm, thực lực của Tiêu Viêm chắc chắn sẽ có một bước tăng vọt rất lớn. Trên bầu trời, cánh cửa càng lúc càng rộng mở, sau cùng, nó đã lớn chừng 10 trượng. Khí tức viễn cổ nồng đậm như sương mù không ngừng cuồn cuộn bay ra từ bên trong, suy, tùy theo cánh cửa cổ xưa kia mở rộng, trong rừng núi đột nhiên vang lên vài tiếng xé gió. Bốn đạo thân ảnh xẹt qua bầu trời như chớp giật, sau đó lao vào cánh cửa kia trong những ánh mắt soi mói của mọi người, cổ tộc cổ chân cũng tiến vào.
Nhìn bốn đạo thân ảnh kia, Tiêu Viêm hơi sửng sốt. Người đầu lĩnh kia đúng là nam tử áo xanh có thực lực rất mạnh mà ngày đó Tiêu Viêm đã cảm thấy. Phía sau hắn, còn có một vị nam tử mặc áo bào màu bạc và một nam tử có hình thể rất cường tráng. Đương nhiên, điều làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc nhất chính là đạo thân ảnh phía cuối, đó chính là Cổ Chân. Cổ Yêu không tiến vào thiên mộ, hắn còn đang bế quan. Vì vậy, các trưởng lão để cho Cổ Chân thay thế hắn. Huân Nhi nhẹ giọng nói, xem ra, lần thất bại này, gây cho hắn đã kích rất lớn, nếu ngay cả thất bại như vậy đều không thể thừa nhận, vậy thì hắn sẽ vĩnh viễn dừng bước ở đây. Tiêu Viêm lắc nhẹ đầu. Khi giao thủ với người khác, hắn chưa bao giờ vì thất bại mà suy sụp, ngược lại, đối thủ càng mạnh lại càng kích thích quyết tâm chiến thắng của hắn. Tâm tính như Cổ Yêu, muốn đột phá đấu tôn, đạt tới đấu thánh là cực kỳ khó khăn. Vả lại, nếu so sánh với Cổ Chân, Tiêu Viêm cảm thấy thành tựu của người sau sẽ cao hơn. Tuy thiên phú của Cổ Chân không được như Cổ Yêu, nhưng tính cách của hắn lại đạm bạc trầm ổn nhất trong những thanh niên mà Tiêu Viêm gặp những năm gần đây. Tính cách trầm ổn, bất động như núi, thường thường sẽ làm cho hắn có một bản năng sinh tồn cực kỳ ngoan cường. Huân Nhi gật gật đầu, chợt duyên dáng cười nói, chúng ta cũng khởi hành chứ. Tiêu Viêm cũng gật đầu một cái, sau đó xoay người lại nhìn mấy người tiểu y tiên, cười nói, thời gian đi vào thiên mộ lần này chắc sẽ tương đối dài, nếu có việc gì, mọi người có thể về Tinh Vẫn Các trước, cẩn thận một chút. Tiểu y tiên khẽ gật đầu, dịu dàng nhắc nhở. Tiêu Viêm cười cười, sau đó liếc nhìn Huân Nhi bên cạnh, thân hình mạnh triển động, hóa thành hai đạo quang ảnh, đồng thời lao về phía cánh cửa cổ xưa kia, sau đó tan biến trong vầng sáng chói mắt. Mà sau hai người Tiêu Viêm, tộc nhân của các tộc còn lại cũng lục tục động thân, hóa thành nhiều đạo lưu quang lướt về phía cánh cửa. Khi thân ảnh cuối cùng tiến vào, cánh cửa cổ xưa kia cũng kịch liệt dao động một trận. Trong ánh mắt chăm chú của những người ở đây, từ từ mờ đi, rồi cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Sương mù mờ mịt, ngẫu nhiên lại có ánh lửa quỷ dị chợt lóe ở phía xa. Sự yên tĩnh chết chóc bao phủ cả vùng đất xa lạ này. Suy, trên vùng đất yên tĩnh, không gian đột nhiên vặn vẹo, chợt hai đạo thân ảnh chậm rãi lao ra từ không gian. Khi vừa xuất hiện, đấu khí trên người cả hai đều vận chuyển cùng lúc, ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh. Đây chính là thiên mộ. Khi không phát hiện ra biến cố gì, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt đảo qua bốn phía, hỏi, từng. Huân Nhi mỉm cười gật đầu. Xem ra tất cả người tiến vào đều bị truyền tống đến các nơi khác nhau. Diện tích của thiên mộ này lại cực kỳ rộng lớn, về phần có gặp nhau hay không, ai cũng không đoán trước được. Năng lượng cực kỳ nồng đậm, còn mạnh hơn cả cổ giới nữa. Tiêu Viêm đưa tay bắt lấy khí thể mờ ảo trước mặt. Hắn kinh ngạc phát hiện, trong những khí thể này đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ nồng đậm, thêm nữa, độ tinh thuần của những năng lượng này đều vượt xa dự liệu của hắn. Huân Nhi thản nhiên cười, hơi nghiêng đầu sang nhìn Tiêu Viêm, hỏi, Tiêu Viêm ca ca, huynh tính đến tầng mấy, nếu có thể, ta muốn đến mộ phủ của Tiêu Huyền tổ tiên, cũng chính là tầng thứ ba. Nhưng vì ở đó quá nguy hiểm, mà giờ cũng chưa vội lắm, dù sao chúng ta cũng có 3 năm. Tiêu Viêm trầm ngâm một chút rồi đáp, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Đối với câu trả lời của Tiêu Viêm, Huân Nhi cũng không quá bất ngờ. Nàng biết tính cách của hắn, nếu đã tới nơi này thì đương nhiên sẽ không dễ bỏ qua mộ phủ của Tiêu Huyền. Đi thôi, thiên mộ rất lớn, chúng ta đến tầng thứ hai đã. Dựa theo dự kiến của muội, phải mất chừng 4 tháng. Trong thiên mộ, vì năng lượng uy áp nên không thể phi hành lâu được, bởi vậy, phần lớn thời gian chúng ta cũng chỉ có thể chạy đi. Huân Nhi mỉm cười, nhìn Tiêu Viêm nói, khi đến lối vào tầng thứ hai, có lẽ Tiêu Viêm ca ca cũng sẽ đạt tới ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, nếu may mắn, không chừng còn có thể đạt tới lục tinh, hả? Nhanh vậy sao? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi lại, Huân Nhi cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn làn sương mù lất phất xung quanh, ngọc thủ chậm rãi đưa lên, sau đó đột nhiên nắm chặt lại, theo đó, một mảnh năng lượng nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Trong nháy mắt, sương mù xung quanh bàn tay Huân Nhi đều biến mất, một thân thể hư ảo chậm rãi xuất hiện trong mắt Tiêu Viêm. Đây là năng lượng thể, nhìn thân ảnh hư ảo này, Tiêu Viêm ngẩn ra. Hắn cư nhiên không có một chút cảm giác nào khi thứ này tới gần. Ừm, chúng có thể mượn năng lượng sương mù để ẩn nấp, lặng lẽ tới gần chúng ta và phát động công kích. Huân Nhi mỉm cười gật đầu, búng tay một cái, đạo thân ảnh hư ảo kia chợt vặn vẹo rồi nổ tung ra. Một đạo lưu quang lớn chừng ngón cái cũng nhanh chóng lướt về phía Huân Nhi, cuối cùng bị tay kia của nàng bắt lấy.
Đây là năng lượng hạt, chứa đựng năng lượng cực kỳ tinh thuần, cũng chính là vật đại bổ mà chúng ta hay nói. Huân Nhi xuề tay ra, một tinh thể hình thoi lớn chừng ngón cái xuất hiện, một chút ánh huỳnh quang lóe lên, kèm theo đó, năng lượng dạng sương mù nồng đậm cũng tràn ngập ra từ bên trong. Bình thường, năng lượng trong thiên mộ chia làm 9 cấp độ. Cái trong tay muội này, nhiều nhất cũng chỉ là cấp 2 mà thôi, không tính là tốt. Những năng lượng hạch cấp độ cao đều ở cuối tầng 1 và 2 tầng tiếp theo. Tiêu Viêm ca ca, huynh thử trước đi, chỉ cần nắm nó trong tay, vận chuyển công pháp hấp thu là được. Nói xong, Huân Nhi búng tay, đem năng lượng hạch bắn về phía Tiêu Viêm. Đưa tay đón lấy năng lượng hạch, Tiêu Viêm có chút tò mò xem xét nó một chút, sau đó dựa theo lời Huân Nhi nói, đem năng lượng hạch cầm trong tay, vận chuyển công pháp, mà nương theo phần quyết vận chuyển, trong lòng bàn tay Tiêu Viêm chợt lạnh. Lập tức, hắn kinh ngạc cả giác được, từng luồng năng lượng tinh thuần ôn hòa trào vào cơ thể giống như thủy triều lên. Vả lại, thứ làm hắn kinh hỉ nhất chính là những năng lượng này không cần luyện hóa nhiều, chỉ cần đi quanh kinh mạch một vòng, đã từ từ tan vào trong tứ chi, da thịt, cốt cách. Dưới loại thẩm thấu này, Tiêu Viêm thậm chí còn cảm thấy được lực lượng trong cơ thể mình dần tăng lên. Hô, thật thần kỳ, hấp thu còn dễ hơn đan dược nữa. Khó trách ngay cả các siêu cấp thế lực như cổ tộc, hồn tộc đều coi trọng việc này đến vậy. Khi luồng năng lượng cuối cùng tiến vào cơ thể, Tiêu Viêm xuề tay ra, viên năng lượng hạch kia đã hóa thành bột phấn. Khuôn mặt hắn hiện lên chút kinh ngạc, nếu loại năng lượng hạch này có được không quá khó khăn, thì việc trong 4 tháng hắn tiến vào lục tinh đấu tôn cũng không phải chuyện không thể. Thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Tiêu Viêm, Huân Nhi cũng mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đất một cái, thân thể mềm mại tao nhã như hồ điệp, lướt nhanh về phía trước. Tiếng cười thanh thúy đáng yêu cũng nhẹ nhàng truyền ra. Đi thôi, Tiêu Viêm ca ca, xem thử trong 3 năm này, chúng ta có thể lấy được bao nhiêu năng lượng hạch. Tiêu Viêm cười cười, bước chân về phía trước, nhanh chóng đuổi kịp. Hắn cũng rất tò mò, ở trong này 3 năm, có thể làm hắn mạnh tới mức nào. Trên mảnh đất mờ mịt sương mù này, ánh huỳnh quang phiêu phù. Cả thế giới như bị bao phủ trong một bầu không khí tĩnh mịch, không hề có một chút sức sống. Bành! Không khí tĩnh mịch này cũng không kéo dài bao lâu, đột nhiên có vài tiếng xé gió trầm thấp vang lên. Nhìn theo phương hướng mà âm thanh truyền đến, có thể thấy xa xa, hai đạo thân ảnh mơ hồ đang di chuyển. Suy, nhìn gần lại mới phát hiện xung quanh có chừng 10 đạo thân ảnh hư ảo, ánh mắt trống rỗng đang trôi nổi. Tuy những năng lượng thể này không có trí tuệ, nhưng bất kể là tốc độ hay lực lượng đều không yếu, khi xung phong cũng có năng lượng bàn bạc dao động. Làm những tảng đá lớn trên mặt đất đều trực tiếp bị chấn nát. Hắc, ra tay, nhìn những năng lượng thể đang vây đến, Tiêu Viêm bật cười một tiếng, sau đó quát lớn. Tiếng quát vừa dứt, thân hình Tiêu Viêm cũng dữ dội lướt về phía trước. Bên cạnh hắn, một bóng hình xinh đẹp cũng lao về hướng khác. Trên ngọc thủ của nàng nở rộ kim quang, nhanh như chớp giật quanh kích lên những năng lượng thể kia. Oanh oanh, tiếng nổ trầm thấp truyền khắp cả khu vực. Ngay cả lớp sương mù nồng đậm cũng vì vậy mà trở nên mỏng manh rất nhiều. Âm thanh trầm thấp này kéo dài một lát rồi đột nhiên ngừng lại. Hai đạo thân ảnh lại xuất hiện bên cạnh nhau lần nữa. Liếc nhau một cái, đều mỉm cười vui vẻ. Năm viên. Tiêu Viêm xuề lòng bàn tay ra, năm viên năng lượng hạch lớn chừng ngón cái xuất hiện, phóng thích ra năng lượng nồng đậm. 6 viên. Huân Nhi cũng vươn bàn tay trắng nõn như tuyết ra. Bên trong đồng dạng là 6 viên năng lượng hạch có kích thước tương tự. Thấy thế, Huân Nhi che miệng cười, dịu dàng nói, Tiêu Viêm ca ca, lần này lại là muội thắng. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù những năng lượng thể này đều ở chừng nhị tinh đấu tôn, nhưng hắn cũng chỉ có thể đồng thời đối phó 5 tên đã là cực hạn, nếu nhiều hơn thì cần thi triển đấu kỹ. Tỷ thí như vậy, quả thật là không thể thắng nổi Huân Nhi. Hấp thu năng lượng hạch trước đã, muội hộ pháp giúp huynh. Huân Nhi đem tất cả năng lượng hạch đều đặt vào tay Tiêu Viêm, ôn nhu nói, nắm năng lượng hạch trong tay, Tiêu Viêm cũng không cự tuyệt. Hắn biết, việc tăng thực lực của mình bây giờ gấp như lửa xém lông mày, vì vậy, cũng không làm vô vị cự tuyệt. Tiếp nhận lấy năng lượng hạch, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, từng luồng năng lượng nồng đậm không ngừng trào ra từ năng lượng hạch, cuối cùng giống như sương mù bao bọc lấy cả người Tiêu Viêm, theo nhịp hô hấp của hắn mà quán chú vào cơ thể. Nhìn Tiêu Viêm hấp thu năng lượng, Huân Nhi cũng mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, ngọc thủ vuốt lọn tóc đen trên trán. Từ lúc tiến vào thiên mộ tới giờ cũng đã gần 2 tháng, trong 2 tháng này, bọn họ vẫn hành tẩu trên vùng đất rộng lớn này, những năng lượng thể gặp trên đường đều sẽ biến thành năng lượng hạch xuất hiện trong tay họ.
Vì vậy, thu hoạch trong hai tháng này cũng khá phong phú, nhưng điều làm họ tiếc nuối là những năng lượng thể gặp được lại không phải quá mạnh. Bởi vậy, năng lượng hạch đạt được nhiều lắm cũng chỉ là 2, 3 cấp. Lúc đầu, loại năng lượng hạch này vẫn còn có chút tác dụng, nhưng tùy theo số lượng năng lượng hạch mà Tiêu Viêm hấp thụ ngày càng nhiều, hiệu quả thu được cũng yếu dần đi. Lúc này, bọn họ mới hiểu, thì ra khi hấp thu quá nhiều năng lượng hạch, sẽ dẫn đến một chút kháng tính. Nhưng dù vậy, nếu so sánh với đan dược, kháng tính của năng lượng hạch này lại yếu hơn rất nhiều. Trong thế giới tĩnh mịch này, lợi ích thu được khi tu luyện quả thật rất lớn hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng cũng đòi hỏi sự nhẫn nại tương ứng. Cũng may là hai người Huân Nhi và Tiêu Viêm có thể nói chuyện với nhau, bởi vậy, tuy quá trình buồn tẻ, nhưng ít nhất vẫn còn một chút sức sống. Hô, Tiêu Viêm hấp thu năng lượng hạch cũng không kéo dài bao lâu, hai tròng mắt hắn từ từ mở ra. Hít sâu một hơi, những luồng năng lượng đang lượn lờ quanh người liền hóa thành một đạo khí thể, cuốn vào trong bụng, thế nào rồi? Thấy Tiêu Viêm đã hấp thu xong, Huân Nhi cũng mỏi mệt vươn vai một cái. Những đường cong duyên dáng rõ ràng hiển lộ ra, trong giọng nói còn mang theo vẻ biến nhát mê người, có một chút tiến bộ, nhưng khoảng cách với lục tinh vẫn còn không nhỏ. Xem ra chúng ta phải tìm kiếm một vài năng lượng hạch có đẳng cao mới được. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, nói, ha ha, chúng ta đã tiếp cận vị trí trung bộ của tầng thứ nhất. Những năng lượng thể gặp được sẽ càng lúc càng mạnh, thậm chí, nếu may mắn, chúng ta còn có thể gặp được năng lượng thể đã đạt tới lục tinh đấu tôn trở lên. Năng lượng hạch của chúng rất thích hợp với huynh bây giờ. Huân Nhi duyên dáng cười, nụ cười xinh đẹp kia làm cho cảm giác phiền muộn vừa xuất hiện trong lòng Tiêu Viêm lặng lẽ tiêu tán. Còn cách tầng thứ hai xa không, lộ trình còn khoảng hơn một tháng nữa. Trong thiên mộ, tầng thứ nhất này là lớn nhất, hai tầng tiếp theo lại nhỏ hơn nhiều, nhưng mức nguy hiểm cũng tăng lên theo cấp số nhân. Huân Nhi nói, còn hơn một tháng sau. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm một chút rồi chợt gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, cười nói, nếu đã vậy, chúng ta tiếp tục hành trình thôi. Không biết những người tiến vào khác thế nào rồi, những người có thể tiến vào thiên mộ hầu hết là tinh anh do các tộc tuyển ra. Bọn họ cũng khá hiểu rõ về thiên mộ. Nếu không đi trêu chọc một số thứ quá mạnh, có lẽ sẽ không gặp phải bất trắc gì. Vả lại, ở tầng 1 này, những thứ như thế cũng rất ít thấy, đi thôi. Tiêu Viêm gật gật đầu, vung mạnh tay lên, nhanh chóng bước về một phương hướng, lao vào sâu trong thiên mộ. Huân Nhi mỉm cười theo sát phía sau, thế giới này tuy buồn tẻ, nhưng có thể ở bên cạnh hắn, dù có buồn tẻ hơn nữa, nàng vẫn cảm thấy sự sấm áp. Thiên mộ mênh mông, quanh năm bị năng lượng sương mù nồng đậm bao phủ. Thêm nữa, dưới loại năng lượng uy áp này, bất kỳ thứ gì bay trên bầu trời đều sẽ phải chịu sức nặng như núi đè trên lưng, chỉ cần phi hành một lát, sẽ gặp phải tình trạng kiệt sức. Cũng chính bởi vậy, sự rộng lớn của thiên mộ lại càng như được khuếch đại ra. Thế giới thiên mộ tuy buồn tẻ tĩnh mịch, nhưng những người có thể vào đây cũng không phải là hạng tầm thường. Bọn họ đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của các tộc, trải qua tuyển chọn kỹ càng, không chỉ có thực lực cường hãn, tấm tính cũng khá trầm ổn. Đối với cảm giác buồn tẻ này, họ cũng rất chán ghét, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi có thể nhẫn nại. Mà dưới sự buồn tẻ này, khái niệm về thời gian cũng trở nên nhạt đi rất nhiều. Vì vậy, khi hai người Tiêu Viêm trải qua 4 tháng lặn lội, xuyên qua thiên mộ rộng lớn này, nhìn thấy bức tường năng lượng phía cuối tầm mắt, họ cũng không nhịn được mà hơi sững sờ. Đây chính là lối vào tầng 2, nhìn bức tường năng lượng phảng phất như trải dài khắp chân trời kia, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nói, trên người hắn bây giờ tràn ngập cảm giác phong trần mệt mỏi. Mái tóc đen đã dài hơn không ít, khuôn mặt cũng gầy đi, nhưng trong đôi mắt đen nhánh kia lúc này lại nhấp nháy tinh quang. Từ khi tiến vào sâu trong tầng thứ nhất, gần như mỗi ngày, hắn và Huân Nhi đều gặp phải sự tập kích của một số năng lượng thể có thực lực cường hãn, mà việc này hầu hết đều do Tiêu Viêm ra, bởi vì từ khi thấy Huân Nhi giơ tay nhấc chân đem một năng lượng thể có thực lực lục tinh đấu tôn phá hủy, Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ không cho nàng tiếp tục ra tay. Rất hiển nhiên, lấy thực lực của Huân Nhi, tầng thứ nhất này không hề có một chút uy hiếp nào với nàng. Mà không có uy hiếp thì đương nhiên cũng không có hiệu quả tu hành, mà Tiêu Viêm thì lại khác, bản thân hắn mới chỉ đạt tới ngũ tinh đấu tôn mà thôi, nếu không thi triển đấu kỹ, vừa vặn có thể giao thủ với những năng lượng thể có thực lực lục tinh này, đạt được hiệu quả không nhỏ, đương nhiên, điều này cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Theo số lần giao thủ tăng thêm, Tiêu Viêm cũng dần quen thuộc hơn với những năng lượng thể này, vì vậy, thời gian giao thủ cũng từ mấy chục hiệp ban đầu giảm xuống 10 hiệp,
thậm chí, những năng lượng thể lục tinh nào biểu hiện yếu kém, Tiêu Viêm có thể kết thúc chỉ sau 3 hiệp. Tiêu Viêm ca ca, bây giờ huynh đã đạt tới ngũ tinh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến lục tinh. Muội đề nghị, sau khi đột phá mới tiến vào tầng thứ 2, nếu không, đấu khí trong cơ thể huynh sẽ gặp tình trạng quá tải, làm khí tức không ổn định. Hơn nữa, tầng thứ 2 nguy hiểm hơn tầng 1 này rất nhiều, khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì. Huân Nhi nhìn bức tường năng lượng phía xa, quay đầu lại, mỉm cười nói với Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi chần chừ một chút, rồi gật gật đầu. Trải qua 4 tháng tu luyện ở thiên mộ này, lại thêm việc cắn nuốt hàng trăm, hàng ngàn viên năng lượng hạch, thực lực bây giờ của hắn quả thật đã ở vào trạng thái bão hòa, lúc nào cũng có thể đột phá đến lục tinh. Mà mỗi khi đột phá, khí tức sẽ phập phồng không ổn định, không thích hợp sinh tồn ở nơi thế này. Năng lượng mà mỗi cấp bậc đấu tôn cần để đột phá quả thực quá khổng lồ. 4 tháng này, năng lượng mà huynh hấp thu dù là 1 năm ở bên ngoài cũng không thể đạt được. Lúc này mới vất vả đạt được yêu cầu, không biết lục tinh đột phá đến thất tinh thì phải cần đến năng lượng đáng sợ đến bực nào. Khẽ thở dài một tiếng trong lòng, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng ngưng thần, nghiêng đầu nhìn Huân Nhi, nói, một khi đã vậy, chỉ có thể nhờ muội tiếp tục hộ pháp. Huân Nhi mỉm cười gật đầu. Thấy thế, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua xung quanh, thân hình bay vút lên một tảng đá lớn, sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng. Tùy theo Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, một luồng đấu khí mênh mông cũng trào ra từ cơ thể hắn, bao phủ phạm vi hơn 100 mét. Thấy Tiêu Viêm bắt đầu nhắm mắt tập trung vào đột phá, mũi chân Huân Nhi cũng điểm nhẹ một cái. Thân thể mềm mại nhảy lên một tảng đá lớn khác, nàng hơi nhắm mắt lại, hết thảy động tĩnh trong phạm vi trăm trượng đều hiện rõ trong đầu. Theo hai người im lặng, mảnh thiên địa này lại trở nên tĩnh mịch thêm một lần nữa. Loại tĩnh mịch này kéo dài chừng 2 giờ, một luồng gió âm lãnh lại đột nhiên lướt tới, phá tan bầu không khí. Khi luồng gió âm lãnh này xuất hiện, Huân Nhi ngồi trên cự thạch bỗng mở mắt ra. Lạnh lẽo nhìn về phía bắc, thản nhiên nói, nếu đã đến, sao cứ phải trốn tránh như vậy, người của hồng tộc, đã kém cỏi đến thế rồi sao, ha ha, không hổ là tuyệt phẩm huyết mạch của cổ tộc. Loại cảm giác này, quả nhiên làm cho người ta phải khâm phục, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Huân Nhi vừa dứt, không gian phía xa cũng chợt vặn vẹo. Hai đạo thân ảnh mặc hắc bào chậm rãi lăn không mà đến, khí tức âm trầm lặng lẽ tràn ngập, hai đạo thân ảnh bao phủ hoàn toàn trong hắc bào đạp không mà đến, sau đó chậm rãi dừng lại ở vị trí cách Huân Nhi không xa. Người đầu lĩnh khẽ ngẩng đầu, hiện ra một khuôn mặt tái nhợt trẻ tuổi, đây rõ ràng là hồn tộc Hồn Nhai. Hồn Nhai, ngươi thật to gan. Huân Nhi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hồn Nhai, chậm rãi nói, ha ha, có gì không dám đây. Thân phận của ngươi không có nửa phần uy hiếp đối với ta, thật ra, ta cũng rất muốn biết, nếu người sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch như ngươi xuất hiện điều gì bất trắc, cổ tộc sẽ bạo động như thế nào. Hồn Nhai cười khẩy, trong giọng nói tràn ngập âm lãnh, chỉ bằng ngươi. Trong mắt Huân Nhi, kim sắc hỏa diễm chậm rãi cháy lên, bình thản nói, ta biết rằng đối phó với ngươi sẽ có chút khó khăn. Nên mục tiêu lần này cũng không phải là ngươi, mà là hắn. Hồn Nhai cười cười, đột nhiên chỉ về phía Tiêu Viêm đang nhắm mắt đột phá, giọng đùa cợt, thật ra, từ một tháng trước, ta đã thông qua hồn nhãn tìm được tung tích của các ngươi, nhưng chưa tìm ra cơ hội động thủ mà thôi. May mắn là nó cuối cùng cũng đã tới. Huân Nhi cười lạnh, ngươi cứ việc thử, như ngươi mong muốn. Hồn Nhai mỉm cười, trên khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ lạnh lùng, Hồn Lệ. Cùng động thủ. Giết nàng, được, nghe vậy, người áo đen bên cạnh Hồn Nhai cũng chậm rãi gật đầu, đưa tay kéo đấu bồng trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt chằng chịt vết sẹo, một đôi mắt hờ hững vô tình nhìn chằm chằm Huân Nhi phía xa, không có một chút dao động vì dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng, chắc Huân Nhi tiểu thư cũng đã nghe nói về Hồn Lệ. Ha ha, mấy năm nay, cổ tộc và hồn tộc âm thầm giao thủ, có không ít cường giả cổ tộc đã tán thân trong tay hắn, đương nhiên, những vết thương, vết sẹo trên người hắn cũng do những tên kia trao tặng. Hồn Nhai cười dài nhìn Huân Nhi, nói, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cũng muốn xem thử, ngươi có thể chống đỡ nổi sự liên thủ của hai bát tinh đấu tôn không đây. Khuôn mặt Huân Nhi không hề vì lời nói của Hồn Nhai mà xuất hiện nửa phần khác thường. Nàng chậm rãi đứng dậy, kim sắc hỏa diễm lập tức lượn lờ trong hai tròng mắt. Bành, khi hai mắt Huân Nhi được bao phủ bởi kim sắc hỏa diễm, tên nam tử tên là Hồn Lệ kia bỗng đặt mạnh chân xuống đất. Thân hình nhanh như chớp giật lao về phía Huân Nhi, nắm tay tràn ngập hàn khí, không hề có một chút lưu tình nào, đánh thẳng về phía khuôn mặt xinh đẹp của Huân Nhi. Đối mặt với thế công hung hãn của Hồn Lệ,
khuôn mặt Huân Nhi lạnh xuống, ngọc thủ xuyên thủng hư không, khi nắm tay của tên kia vừa đánh đến, liền vỗ mạnh lên, ầm, quyền chưởng va chạm, kình phong đáng sợ trực tiếp làm cho tảng đá dưới chân hai người nổ bung ra, mà thân hình của Hồn Lệ cũng lặng lẽ lui lại hai bước, tuy rơi xuống hạ phong, nhưng Hồn Lệ lại không vì vậy mà nóng giận, ngược lại, trên khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười bệnh hoạn, thân hình chợt lóe, lại tiếp tục điên cuồng lao lên, kình phong khủng bố làm ngay cả không gian cũng bị bóp méo, dưới chân Huân Nhi lặng lẽ di chuyển, tạo nên một tiết tấu kỳ dị, né tránh quyền phong điên cuồng hung hãn của Hồn Lệ. Mặt khác, mỗi lần ngọc thủ nhìn như nhu nhược của nàng đánh trúng thân thể Hồn Lệ, đều sẽ làm cho thân thể của hắn rung mạnh lên. Cục diện trận chiến, tuy thế công của Hồn Lệ nhìn như cực kỳ hung mãnh, nhưng tất cả tiết tấu rõ ràng đều đang được Huân Nhi điều khiển. Bộ dáng này, giống như một con trâu rừng hung hăng cố gắng hút vào hồ điệp đang bay lượn vậy, nhìn như hung hiểm, nhưng lại chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Một chưởng đẩy lùi Hồn Lệ, Huân Nhi xoay mạnh người, ngọc thủ nắm chặt, kim sắc hỏa diễm hóa thành một chiếc roi lửa quất ra. Ngay khoảnh khắc chiếc roi lửa quất ra, không gian bỗng vặn vẹo. Một đạo chiếc xích tràn đầy hàn ý âm trầm chui từ hư không ra như độc xà, va mạnh lên roi lửa, bộc phát ra một loạt tiếng động suy suy chói tai. Hắc hắc, không hổ là người sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch, cảm giác nhạy bén đến như vậy. Phía cuối sợi xích, thân hình Hồn Nhai cũng xuất hiện. Cười lạnh một tiếng, hắn há to miệng, một con cự long màu đen nhánh lao ra, mang theo tiếng long ngâm chói tai thê lương, phá vỡ không gian, hung hăng lao về phía Huân Nhi. Nếu nhìn cẩn thận, sẽ phát hiện ra cự long này tạo thành từ vô số linh hồn thể. Tiếng long ngâm thê lương kia, thực ra chỉ là nhiều tiếng kêu thảm thiết gộp lại với nhau, thủ đoạn thật đê tiện, nhìn cự long đang dữ dội lướt tới kia, ánh mắt Huân Nhi lạnh lùng. Nàng vừa muốn ra tay, phía sau lại đột nhiên truyền tới một đạo kình phong cực kỳ hung hãn sắc bén, không cần quay đầu lại cũng có thể biết, tên Hồn Lệ kia lại đánh đến rồi. Đối mặt với thế công của hai cường giả đạt tới bát tinh đấu tôn, dù là Huân Nhi cũng hơi nhíu mày lại, mũi chân nàng điểm nhẹ xuống mặt đất một cái, thân hình bay vụt lên giữa không trung, thủ ấn biến đổi, kim sắc hỏa diễm nồng đậm đột nhiên bùng phát ra, sau đó hóa thành một bàn tay lửa màu vàng lớn chừng trăm thước, chộp lấy cự long màu đen kia. Bành, bàn tay khổng lồ bắt lấy cự long màu đen, sức nóng kinh khủng trực tiếp làm cho những linh hồn kia ngay cả cơ hội kêu thảm thiết đều không có, tất cả đều hóa thành một mảnh hư vô. Suy, chấn vỡ linh hồn hắc long, kình phong sắc bén sau lưng cũng đã đánh tới, ngọc thủ Huân Nhi nhanh như chớp kết xuất ra một đạo ấn quyết, sau đó đánh về phía sau. Ầm, hai bên va chạm, kình phong kinh khủng giống bão tố bùng phát giữa bầu trời. Trong phạm vi trăm trượng, lớp sương mù đều vì vậy mà trở nên mỏng hơn rất nhiều. Tầm nhìn mờ ảo cũng trở nên rõ ràng hơn, hừ, kình phong thổi quét, trong cổ họng Hồn Lệ phát ra một tiếng kêu rên đau đớn. Cước bộ lão đảo lùi về phía sau, khuôn mặt dữ tợn chằng chịt vết sẹo cũng tái đi vài phần, nhưng dù Hồn Lệ bị đẩy lui, cước bộ của Huân Nhi cũng bị hắn chấn lùi lại nửa bước, trên ngọc thủ cũng có cảm giác chết lặng. Một chiêu này của Hồn Lệ, hiển nhiên không phải là tầm thường, bằng không cũng sẽ không bức nàng phải lui lại như vậy. Hồn Nhai, ta thấy hai người các ngươi không muốn sống sót ra khỏi cổ giới rồi. Nắm chặt tay lại, ánh mắt Huân Nhi lạnh như băng nhìn về phía Hồn Nhai, quát lạnh, hắc hắc, cái này không nhọc Huân Nhi tiểu thư quan tâm. Hồn Nhai cười lạnh, ánh mắt đột nhiên chuyển xuống phía dưới, nơi đó, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng, đấu khí quanh thân hắn dao động càng lúc càng kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào giết chết được Huân Nhi, xem ra chỉ có thể giải quyết Tiêu Viêm trước, trải qua vài lần giao thủ. Hồn Nhai cũng hiểu, dù mình và Hồn Lệ liên thủ, mặc dù có thể tương chiến với Huân Nhi, nhưng lại không thể làm nàng trọng thương hay thậm chí là giết chết. Nhưng hiện giờ Tiêu Viêm đang ở trong trạng thái đột phá, nếu để cho hắn thuận lợi hoàn thành, bọn họ sẽ gặp phiền toái khá lớn. Mặc dù Tiêu Viêm chỉ là lục tinh đấu tôn, nhưng xem trận chiến với Cổ Yêu và hắn ngày đó, Hồn Nhai cũng hiểu rằng, lực chiến đấu của Tiêu Viêm vượt xa cấp bậc hiện giờ của hắn. Hồn Lệ, ngươi lo phần Tiêu Viêm, ta ngăn cản nàng. Nghe tiếng quát của Hồn Nhai, sắc mặt Huân Nhi rốt cục cũng có chút thay đổi, thân thể mềm mại chợt lóe lên, nhanh chóng lao về chỗ Tiêu Viêm đang ngồi. Nhưng nàng còn chưa đi được bao xa, tiếng xé gió ô ô liền vang lên sau lưng. Huân Nhi hơi nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy phía sau là vô số sợi xích sắc bén màu đen trút về phía nàng như vũ bão, mỗi sợi xích này đều có thể dễ dàng xuyên thủng lực phòng ngự của một cường giả đấu tôn. Mà hiện giờ tụ tập lại một chỗ nhiều đến vậy, dù là nàng cũng phải cẩn thận ứng phó. Hồn Nhai, ngươi dám làm hắn bị thương,
thiên mộ này chính là chỗ tán thân của ngươi. Đối mặt với thế công đột nhiên trở nên hung mãnh của Hồng Nhai, Huân Nhi cũng chỉ có thể xoay người lại chống đỡ. Kim sắc hỏa diễm trào ra, một loạt tiếng động đinh đang vang lên, những xiềng xích kia đều bị đánh nát. Nữ nhân này thật mạnh, nếu đơn đã độc đấu, ta không phải là đối thủ của nàng. Nhìn những sợi xích nổ tan chỉ trong nháy kia, sắc mặt Hồng Nhai cũng hơi đổi. Nhưng rất nhanh khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười lạnh, thì ra Hồng Lệ đã nhân cơ hội đó, nhanh chóng bay đến tảng đá nơi Tiêu Viêm đang ngồi tu luyện. Hành động của Hồng Lệ cũng bị Huân Nhi phát hiện. Lập tức, trong mắt nàng trào lên sát ý lạnh lẽo, vung tay áo lên, một kim sắc trường mâu ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ đột nhiên thành hình, sau đó hung hăng lao về phía thân thể Hồng Lệ. Nhưng dường như Hồng Lệ lại không hề để tâm đến đòn công kích mạnh mẽ này của Huân Nhi. Nắm tay được bao bọc bởi sương mù lạnh lẽo đánh về phía Tiêu Viêm không một chút do dự. Xem bộ dáng này, dường như hắn muốn liều mạng bị Huân Nhi đánh thành trọng thương cũng phải giết chết được Tiêu Viêm. Nhìn một màn này, dù là Huân Nhi cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, khuôn mặt tái nhợt xuống. Trong đôi mắt nàng, trào lên một sự điên cuồng lạnh lẽo thấm vào cốt tủy. Nhưng ngay khi vẻ điên cuồng trong mắt Huân Nhi xuất hiện, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng lại đột nhiên mở mắt ra, trên khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, tay phải nâng lên, nhanh như chớp đánh về phía Hồng Lệ đang gần trong gang tấc. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, một chưởng đánh ra, màu đen làm trái tim người ta băng giá nhanh chóng khuếch tán ra từ lòng bàn tay Tiêu Viêm. Vào lúc này, trên khuôn mặt dữ tợn của Hồng Lệ, rốt cục cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Vầng sáng màu đen giống như một cái hố đen thần bí, nhanh chóng lan tràn ra từ trong tay Tiêu Viêm. Chỉ trong nháy mắt, đã hung hăng va chạm với Hồng Lệ đang ở ngay trước mắt, tốc độ phản ứng thật kinh khủng, nhìn hố đen đang không ngừng phóng đại, trong mắt Hồng Lệ cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Lấy thực lực của Tiêu Viêm, mặc dù có tỉnh lại ngay lúc này, nhưng cũng không thể nào chống đỡ được thế công của hắn. Nhưng hắn lại chưa hề nghĩ tới việc chỉ trong chớp mắt, tên kia lại không chút nghĩ ngợi thi triển ra đấu kỹ cường hãn bậc này. Khi lực lượng của hố đen chạm tới thân thể của Hồng Lệ, trên người hắn liền bộc phát ra hắc vụ đấu khí nồng đậm, không hề bị ăn mòn luôn như Trích Tinh lão quỷ. Rất hiển nhiên, thực lực của Hồng Lệ này vượt xa Trích Tinh lão quỷ kia rất nhiều. Hừ, thấy vòng sáng bị ngăn trở, ánh mắt Tiêu Viêm cũng lạnh xuống. Đấu khí trong cơ thể không ngừng ùn ùn bộc phát ra, tất cả đều quán chú vào bên trong. Suy suy, nương theo đấu khí quán chú, ống tay áo của Hồng Lệ cũng nổ tung. Trên hai tay hắn thấm đẫm máu tươi, những giọt máu này không ngừng chảy xuống mặt đất như mưa rơi. Cảm nhận được lực phá hoại khủng khiếp từ vòng sáng, sắc mặt Hồng Lệ biến đổi. Hắn có thể cảm thấy năng lượng cuồng bạo bên trong đang càng lúc càng mạnh thêm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù là hắn cũng không thể thừa nhận nổi, tất nhiên sẽ phải chịu thương thế cực kỳ nặng nề. Hồng bạo, trong lòng xẹt qua ý niệm này, hai mắt Hồng Lệ cũng hiện lên một chút tàn nhẫn. Vũ khí màu đen nồng đậm như sương mù không ngừng bùng phát ra từ lòng bàn tay hắn. Cuối cùng, trong những tiếng kêu thảm thiết, những đạo linh hồn thể này đều tự bạo. Năng lượng trùng kích kinh khủng phát ra, đem vòng sáng màu đen kia ngăn cản lại, tá trợ thêm lực đẩy khi tự bạo, thân hình của Hồng Lệ cấp tốc lui về phía sau, không hổ là cao thủ hồn tộc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thấy người này cư nhiên lại có thể ngăn cản Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua chút ngưng trọng, bàn tay phải lại vỗ vào hư không một lần nữa. Phanh, theo một chưởng này của Tiêu Viêm đánh ra, vòng sáng màu đen bị linh hồn tự bạo lại khuếch tán ra thêm lần nữa. Sau đó nhanh như chớp đuổi theo thân hình đang lùi lại của Hồng Lệ, vòng sáng cũng hung hăng va mạnh lên thân thể hắn. Phục, va chạm hung hãn như vậy làm huyết khí trong cơ thể Hồng Lệ kịch liệt quay cuồng. Ngũ tạng lục phủ đều như bị đánh lệch khỏi vị trí cũ, một ngụm máu tươi đỏ sẫm phun ra, thân thể bay ngược về phía xa như diều đứt dây. Nếu đã ra tay, thì để mạng lại đi. Giữa không trung, Huân Nhi cũng vì tình cảnh phía dưới mà kinh hãi không thôi. Nhưng thấy Tiêu Viêm không sao, trong lòng nàng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mỹ mâu liếc nhìn Hồng Lệ đang bay ngược, sát ý trong lòng đột nhiên đại thịnh. Ngọc thủ rung lên, kim sắc trường mâu nhanh như chớp xuyên thủng hư không, hung hăng lao về phía đầu của Hồng Lệ. Chiêu này của Huân Nhi cực kỳ tàn nhẫn. Giờ phút này, chính là lúc Hồng Lệ đang kiệt lực, thân thể lại đang ở giữa không trung, căn bản không thể né tránh. Bởi vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh trường mâu kia hung hăng lao về phía mình. Bành, nhưng khi kim sắc trường mâu sắp chọc thủng đầu Hồng Lệ, một luồng kình phong lại đột nhiên đánh tới, hung hăng va vào thân thể Hồng Lệ. Mà mượn của lực lượng này, thân thể đang lùi lại của Hồng Lệ cũng chệch đi một chút.
nơi vốn phải chịu công kích là đầu cũng chuyển thành bả vai. Phốc, kim sắc trường mâu hung hăng xuyên vào bả vai của Hồn Lệ, năng lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong bộc phát. Thân thể Hồn Lệ cũng bị trường mâu kéo theo, cuối cùng hung hăng găm trên mặt đất. Trong vòng trăm trượng nơi trường mâu cắm, mặt đất đều sụp xuống hơn nửa thước, kình phong đáng sợ khuếch tán ra từ nơi mặt đất sụp xuống. Một đạo thân ảnh đen nhánh cũng bỗng hiện ra như quỷ mị. Nhìn Hồn Lệ cả người đầy máu, nơi bả vai có một cái lỗ to bằng cái bát, trên khuôn mặt Hồn Nhai cũng xuất hiện vẻ âm trầm, tay hóa thành đao, không có lựa chọn chém xuống. Máu tươi văng khắp nơi, triệt để đem cánh tay trái của Hồn Lệ chém đứt, nơi đó đã bị kim sắc hỏa diễm hoàn toàn ăn mòn, nếu vẫn để lại, cả thân thể đều sẽ từ từ hóa thành tro tàn. Tính tình của Hồn Lệ cũng thật cứng rắn. Bị Hồn Nhai chặt đứt một cánh tay như vậy, hắn vẫn cắn chặt răng, không hề kêu lên một tiếng. Tiêu Viêm, coi như các ngươi ác. Món nợ này sẽ không kết thúc dễ dàng đến vậy đâu. Một tay nhấc Hồn Lệ đang hấp hối, ánh mắt Hồn Nhai âm tàn nhìn về phía Tiêu Viêm và Huân Nhi, lạnh lẽo nói, còn muốn chạy sao? Thấy thế, Huân Nhi cười lạnh một tiếng, vừa muốn động thân ngăn cản, một chùm hắc vụ nồng đậm đã bùng phát ra từ cơ thể Hồn Nhai. Vô số linh hồn thể thần sắc dữ tợn liền ùng ùng kéo ra, dương nanh múa vuốt lao về phía Huân Nhi. Mà khi còn cách nàng 10 trượng, những linh hồn này lại đột nhiên dừng lại, rồi đồng thời tự bạo. Vô số linh hồn cùng tự bạo, cổ khí lãng đáng sợ kia khuếch tán ra làm Huân Nhi hơi nhíu mày lại. Thân hình lùi lại mấy bước, bàn tay trắng nõn vung lên, kim sắc hỏa diễm quét qua, thiêu cháy tất cả đám hắc vụ kia. Nhưng lúc này, bên trong hắc vụ đã không thấy thân ảnh của Hồn Nhai đâu nữa. Chạy thật nhanh, Huân Nhi hơi nhíu mày, quay đầu lại, nhìn bức tường năng lượng thông đến tầng thứ hai. Nơi đó, mơ hồ có hai đạo thân ảnh đang xẹt qua. Hiển nhiên, đó chính là hai người Hồn Nhai. Thu hồi ánh mắt, Huân Nhi vội vàng nhìn về phía Tiêu Viêm. Chỉ thấy sắc mặt hắn hiện giờ hơi tái nhợt, lập tức vội vàng bay đến, nói, Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ, không có gì đại ngại. Vừa đột phá, đấu khí trong cơ thể còn chưa ổn định. Lại thi triển thiên giai đấu kỹ nên bị phản vệ một chút, điều tức một hồi là sẽ ổn thôi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu nói, thiếu chút nữa là bị hai tên khốn kiếp kia ám hại rồi. Nếu lần sau gặp, nhất định phải lấy mạng chúng. Huân Nhi tức giận nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sát ý trong mắt bắt đầu khởi động. Lần này nếu không phải hắn thức tỉnh lại sớm, vận dụng thiên giai đấu kỹ. Nếu không, chỉ sợ sẽ bị tên kia đánh lén thành công. Về sau phải cẩn thận một chút, bọn chúng cũng không phải hạng tầm thường. Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng, khoảng thời gian này, vì không có dấu vết của người khác nên tính cảnh giác của Tiêu Viêm hạ thấp đi rất nhiều. Đến giờ hắn mới hiểu được, thiên mộ này cũng không yên bình như trong tưởng tượng. Tiêu Viêm ca ca, huynh điều tức một hồi trước đi. Sau khi hồi phục, chúng ta cũng tiến vào tầng thứ hai. Tên Hồn Lệ kia bị đánh thành trọng thương, thực lực của hai người họ tất nhiên sẽ yếu bớt. Nếu gặp được, ta có chắc chắn giết chết được Hồn Nhai. Huân Nhi lạnh lùng nói. Hiển nhiên, lần này nàng đã nổi giận thật sự. Ừm, Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua việc đánh chó lúc nó rơi xuống nước. Mà con chó này còn là lũ tạp mao của Hồn Điện. Như vậy thì càng không thể buông tha. Vừa dứt lời, hắn lại nhắm mắt lại lần nữa. Tùy theo hô hấp bình ổn lại, vẻ tái nhợt trên khuôn mặt cũng dần dần biến mất. Thấy Tiêu Viêm lại tiến vào trạng thái tu luyện thêm lần nữa, Huân Nhi cũng đứng dậy. Có vết xe đổ vừa rồi, lần này nàng cũng không rời khỏi phạm vi một thước xung quanh Tiêu Viêm, khuôn mặt lạnh như băng, đấu khí mênh mông trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Thời điểm như vậy, bất kể kẻ nào tiến vào phạm vi cảm giác của nàng, đều sẽ gặp phải công kích như cuồng phong bão vũ. Lần tu luyện này của Tiêu Viêm kéo dài chừng một giờ, hắn chậm rãi mở mắt ra. Trong hai con ngươi đen nhánh, đấu khí nhộn nhạo như thực chất, bàn tay vừa di động, ngay cả không gian đều xuất hiện những vết rách rất nhỏ. Khí tức hiện tại của Tiêu Viêm, không thể nghi ngờ là cường hãn hơn lúc trước rất nhiều. Lục Tinh đấu tôn, cảm nhận được đấu khí mênh mông như biển rộng trong cơ thể, Tiêu Viêm mỉm cười. Hắn có thể rõ ràng nhận thấy cảm giác thư sướng sau khi cảnh giới tăng lên, 4 tháng tu hành, hiệu quả thật tốt. Nhưng nếu muốn tiếp tục đột phá đến thất tinh, không biết phải mất bao nhiêu thời gian nữa. Tiêu Viêm hiểu được, năng lượng hạch trong thiên mộ này tuy là vật đại bổ, nhưng trong cấp bậc đấu tôn này, càng về sau lại càng khó tăng lên, bởi vì năng lượng cần có để đột phá lớn đến mức làm người ta phải thấy kinh hãi. Muốn đạt tới
rất khó khăn. Tiêu Viêm ca ca, chúc mừng. Huân Nhi bên cạnh thấy Tiêu Viêm mở mắt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng chợt mỉm cười nói, lấy cảm giác lực của nàng, tự nhiên có thể nhận thấy được thực lực của Tiêu Viêm cũng đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ mới có lục tinh, so sánh với Cổ Yêu và Hồn Nhai thì vẫn còn một chút chênh lệch a. Tiêu Viêm đứng thẳng dậy. Nghe được tiếng xương cốt trên người kêu răng rắc, hắn không khỏi cười nói, bọn họ tu luyện trước huynh rất nhiều. Lúc ở tuổi này, bọn họ không thể so sánh được với huynh. Vả lại, hai tộc đều có nội tình rất thâm hậu, sự bồi dưỡng mà họ nhận được, người bình thường không thể so sánh. Huân Nhi che miệng cười khẽ, nói, nếu Tiêu Viêm ca ca cũng được bồi dưỡng từ nhỏ như vậy, nói không chừng bây giờ đã đạt tới đấu thánh rồi ấy chứ, muốn đạt tới đấu thánh, cũng không phải dựa vào những thứ này. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bức tường năng lượng phía xa, hắn cười cười, nói, đi thôi. Tiếp theo, chúng ta cũng nên xem thử tầng thứ hai của thiên mộ này hung hiểm đến mức nào. Vừa dứt lời, bàn chân Tiêu Viêm đạp mạnh xuống tảng đá. Thân hình trực tiếp lướt về phía bức tường năng lượng kia. Phía sau hắn, Huân Nhi mỉm cười, cũng nhanh chóng đuổi theo. Dần dần tiếp cận bức tường cực lớn kia, một luồng năng lượng uy áp cường hãn dị thường cũng tràn ngập ra từ trong đó. Năng lượng uy áp thật mạnh. Muốn vượt qua nó, nếu thực lực không đủ, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị ép thành bụi phấn. Thân hình Tiêu Viêm dừng lại bên ngoài lớp tường năng lượng, bàn tay nhẹ nhàng xuyên vào trong đó, cảm thụ được năng lượng uy áp này, hắn kinh ngạc nói, từng, bình thường, những người có thực lực từ ngũ tinh đấu tôn trở xuống đều không thể tiến vào bên trong. Huân Nhi mỉm cười, nói, năng lượng thể tầng thứ hai, dù yếu nhất cũng là ngũ tinh đấu tôn, nếu không có thực lực như vậy, dù có vào cũng chỉ là đi chịu chết. Chỉ là lối vào tầng thứ hai thôi đã cần thực lực ngũ tinh đấu tôn. Nếu vậy, chẳng phải tầng thứ ba sẽ cần thực lực ít nhất là thất tinh, hay thậm chí là bát tinh. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, nói, hẳn là không sai biệt lắm. Huân Nhi che miệng cười khẽ, nói, nhưng loại năng lượng uy áp này tuy mạnh, nhưng lấy thực lực của Tiêu Viêm ca ca, chắc sẽ không có gì đại ngại, cứ tới cửa vào tầng ba rồi tính sao vậy. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, nhìn tường năng lượng trước mặt. Hắn đưa tay về phía Huân Nhi, cười nói, đi thôi, cùng tiến vào, từng. Huân Nhi ôm nhu gật đầu, sau đó đặt ngọc thủ vào tay Tiêu Viêm, tùy ý cho hắn dẫn nàng đi vào bức tường năng lượng khổng lồ kia. Khi hai người từ từ bước vào, hai ngọn lửa màu vàng kim và nâu tím cũng dần dần cháy lên. Chống đỡ lại tất cả uy áp đến từ tường năng lượng, mảng năng lượng này kéo dài chừng trăm trượng. Hai người Tiêu Viêm đi trong đó gần 10 phút mới dần cảm giác được uy áp kia đang từ từ yếu đi, sắp ra ngoài rồi. Tiêu Viêm hít mắt lại, nhìn con đường phía trước cũng không còn quá dài. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cước bộ bỗng gia tốc, kéo theo Huân Nhi nhanh chóng xuyên qua lớp năng lượng này. Hô, xuyên qua tường năng lượng, loại uy áp bao phủ toàn thân này liền biến mất. Tiêu Viêm vừa muốn thả lỏng thì giọng nói có phần dồn dập của Huân Nhi lại vang lên bên tai, cẩn thận. Tiếng nói vừa lọt vào tai, trong lòng Tiêu Viêm liền xuất hiện một chút lạnh lẽo. Trên bàn chân, ngân mang chợt chớp động. Một đạo tàn ảnh liền động lại ở chỗ cũ, tàn ảnh vừa hiện lên, vài đạo năng lượng kình khí sắc bén chợt dữ dội lướt tới. Năng lượng cuồng bạo lập tức xé rách đạo tàn ảnh kia thành phấn bụi, cách tàn ảnh chừng 10 thước, thân hình Tiêu Viêm lại xuất hiện. Khẽ cau mày nhìn xung quanh, chỉ thấy chừng 10 đạo năng lượng thể đang phiêu phù bất định. Những ánh mắt trống rỗng đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Năng lượng thể là 10 đạo năng lượng thể có thực lực ngũ tinh đấu tôn. Nhìn những năng lượng thể có thực lực mạnh mẽ này, Tiêu Viêm nhíu chặt mày. 10 năng lượng thể có thực lực ngũ tinh đấu tôn hội tụ một chỗ, ở tầng 1, hắn còn chưa gặp được tình huống này bao giờ. Không nghĩ tới, vừa tiến vào tầng thứ 2, đã bị đội hình như vậy tập kích, nơi này còn có mùi máu. Là có người cố ý dẫn chúng tới đây. Thân hình Huân Nhi chợt lóe lên, xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Nhìn những năng lượng thể xung quanh, nàng nhíu mày nói, là Hồn Nhai làm. Tiêu Viêm híp mắt lại, có thể làm ra việc như vậy, nhất định chính là hai người Hồn Nhai lúc nãy bị họ đánh thành trọng thương, có thể cảm nhận được khí tức của hai người đó không? Ánh mắt Tiêu Viêm tập trung vào 10 đạo năng lượng thể xung quanh, miệng hỏi, không được, hai tên này giảo hoạt như cáo vậy. Chắc chúng dẫn đám năng lượng thể này tới đây rồi cao chạy xa bay. Huân Nhi lắc lắc đầu, nói, đầu tiên cứ xử lý mấy thứ này đã, nếu không, mùi máu sẽ hấp dẫn đến càng nhiều năng lượng thể, tốc chiến tốc thắng,
để lâu sẽ sinh biến, Tiêu Viêm ngưng trọng gật đầu. Tầng thứ hai này quả nhiên nguy hiểm hơn nhiều. 10 năng lượng thể có thực lực ngũ tinh đấu tôn này, dù là một lục tinh đấu tôn gặp cũng chỉ có nước cao chạy xa bay, nhưng may mắn là hắn cùng Huân Nhi liên thủ, giải quyết chúng nó cũng không quá khó khăn. Huân Nhi cũng gật nhẹ đầu, thân thể mềm mại khẽ uống rồi chợt quỷ dị biến mất. Mà ngay lúc nàng biến mất, Tiêu Viêm bên cạnh cũng giẫm mạnh xuống đất, dữ dội lướt về một phương hướng khác. Chiến đấu kéo dài không lâu, chỉ chừng 10 phút sau, hai đạo thân ảnh đã hội tụ lại một lần nữa. Nhìn mặt đất hỗn độn xung quanh, họ mỉm cười xuề tay ra, 10 miếng năng lượng hạt nhỏ như trứng chim xuất hiện, năng lượng cực kỳ nồng đậm kết thành lượng lờ xung quanh, phía đông là phương hướng mùi máu biến mất. Hai người hồn nhai hẳn là tiến về phía đó, theo muội được biết, phía đông chính là lối vào tầng thứ ba. Chúng ta làm gì bây giờ? Huân Nhi nhìn về chân trời phía đông, trong mắt lưu động hàn ý lạnh lẽo, theo sau chúng, hai người này không thể để lại. Tiêu Viêm mỉm cười, nhưng nụ cười kia lại có vẻ hết sức lạnh lẽo. Hai tên khốn kiếp, không chỉ ám toán bọn họ, giờ lại gài bẫy mai phục, những hành động này, dù là một trong số đó thôi, với tính cách của Tiêu Viêm, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Các ngươi đã muốn chơi, vậy ta sẽ theo đến cùng. Diện tích tầng thứ hai nhỏ hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Nếu thuận lợi, chỉ cần không đến nửa tháng, chúng ta có thể đến lối vào tầng ba. Huân Nhi nhẹ giọng nói, đi thôi, những năng lượng hạt này, mỗi người một nửa. Chúng ta hấp thu nó trên đường đi vậy. Tiêu Viêm gật gật đầu, thân hình chợt động, hóa thành một cái bóng mơ hồ, dữ dội lao về phía trước. Huân Nhi cũng gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đuổi kịp, phía trước. Một nơi cách hai người Tiêu Viêm rất xa. Hai đạo thân ảnh đang lướt đi như chớp giật lại đột ngột dừng lại. Quay đầu lại, nhìn phía sau xa xôi, bọn họ đã tiến vào tầng 2. Đám năng lượng thể kia cũng bị xử sạch rồi. Hồn Lệ bây giờ đã biến thành người cụt một tay, trầm giọng nói, khuôn mặt hắn vẫn tái nhợt như trước, nhưng khí tức đã ổn định hơn một chút. Thiên mộ này nhiều năng lượng thể, rất thích hợp với việc chữa thương, đến tầng thứ 3 đã. Không cần để ý tới chúng. Trong khoảng thời gian này phải điều chỉnh tốt thương thế của ngươi. Nếu không, chúng ta không phải đối thủ của hai người đó. Vả lại, tính toán thời gian, mấy tên còn lại cũng sắp tới tầng thứ hai. Nếu để cho hai người Tiêu Viêm hội hợp với đám Cổ Thanh Dương, thì lúc đó chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Hồn Nhai khẽ nhíu mày, âm trầm lạnh lẽo nói, mà đến tầng thứ ba sớm một chút cũng có lợi cho kế hoạch của chúng ta. Lúc đó, đợi bọn người kia đến đông đủ, ta hốt một mẻ cá lớn, hắc hắc, ai cũng biết sự hung hiểm của thiên mộ, bọn người kia chết hết ở nơi này thì cũng chẳng ai nói gì được. Trên khuôn mặt Hồn Nhai hiện lên vẻ âm độc, nhẹ giọng nói, hắc, được rồi, Hồn Lệ gật đầu, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Lần này trộn gà không được mà còn mất gạo, đứt một cánh tay. Món nợ này, với tính cách của hắn thì không thể không báo, đi. Ta cũng muốn xem bọn chúng có đuổi được hay không, Hồn Nhai cười lạnh một tiếng. Tay áo vung lên, một luồng hắc vụ bay ra từ trong tay áo, lướt về phía năng lượng sương mù xung quanh, thân hình hắn nhanh chóng lướt đi, Hồn Lệ cũng theo sát phía sau, phanh. Phanh, khuôn mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, bàn tay đưa lên, một luồng kình phong nóng cháy quét ra, đem tất cả những linh hồn ẩn trong sương mù kia đều chấn vỡ, những thứ này thật kinh tởm. Nhìn những linh hồn dương nanh múa vuốt nhào đến, Huân Nhi cũng nhíu mày lại. Bề ngoài của chúng không khác bao nhiêu so với năng lượng thể, nhưng được Hồn Lệ khống chế, chúng ẩn trong sương mù, khi bọn họ tới gần sẽ nhào lên tự bạo. Mặc dù uy lực không mạnh, nhưng phiền phức không để đâu cho hết, loại tập kích tự bạo này, trong một tuần nay, hai người họ đã gặp không dưới 100 lần, thương thế của Hồn Lệ hẳn đã ổn định trở lại. Xử lý xong đạo linh hồn thể cuối cùng, Tiêu Viêm hơi lắc lắc cổ, thản nhiên nói, theo tình huống gặp phải trong một tuần này, mặc dù hai người Hồn Nhai bị bọn họ truy đuổi chật vật, nhưng theo một số ấn ký năng lượng ngẫu nhiên gặp trên đường, có thể nhìn ra, thương thế của Hồn Lệ đang nhanh chóng khôi phục. Trong khoảng thời gian này, chúng ta thu hoạch được bao nhiêu rồi? Ngũ cấp 38 viên, lục cấp 25 viên, thất cấp 6 viên, bát cấp 1 viên. Huân Nhi trầm ngâm một chút, nói, tuy trong khoảng thời gian này đuổi giết hai người Hồn Nhai, nhưng họ vẫn không quên mục đích chủ yếu là tu luyện. Năng lượng thể gặp trên đường đều sẽ biến thành năng lượng hạt trong tay họ. Thậm chí, ở mấy ngày trước, bọn họ may mắn gặp được một năng lượng thể có thực lực đạt tới bát tinh đấu tôn. Để xử lý thứ này,
Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng mất không ít thời gian. Loại năng lượng thể này đã có một chút trí tuệ thuộc về riêng nó. Vì vậy, giải quyết đương nhiên sẽ khó hơn những năng lượng thể bình thường rất nhiều. Đáng tiếc, không gặp được năng lượng thể cửu tinh đấu tôn. Lấy thực lực của muội bây giờ, sợ rằng chỉ có năng lượng hạch cấp bậc đó mới có tác dụng. Tiêu Viêm có chút tiếc hận nói, những năng lượng hạch này phần lớn đều do hắn hấp thu, Huân Nhi chỉ sử dụng một phần rất ít. Mặc dù hắn biết những năng lượng hạch này không có bao nhiêu hiệu quả với Huân Nhi, nhưng hắn cũng hiểu được, đây đều là Huân Nhi đang cố ý tìm lý do để tặng cho hắn. Huân Nhi mỉm cười, nhẹ giọng nói, còn khoảng 5 ngày nữa chúng ta sẽ đến tầng thứ 3. Mà mộ phủ tổ tiên Tiêu tộc, Tiêu Huyền cũng ở trong đó, nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu. Trong lòng không khỏi nảy lên chút chờ đợi, chẳng biết tại sao, hắn vẫn có một loại dự cảm, trong mộ phủ của Tiêu Huyền, chắc chắn sẽ có một vài thứ mà vị tổ tiên này để lại cho hậu nhân. Trên đại địa tĩnh mịch, năng lượng sương mù không ngừng thẩm thấu từ dưới mặt đất lên, cuối cùng bao phủ lấy vùng đất không thấy điểm cuối này. Tại một nơi nào đó trên đại địa, hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nhìn lướt qua mặt đất có chút hỗn độn dưới chân, hơi cảm ứng một chút sau đó đều nhíu mày lại, là bát tinh năng lượng thể. Xem ra là do hai người hồn nhai giết chết. Thực lực của hồn lệ chắc đã hoàn toàn khôi phục, bằng không sẽ không thể nào giải quyết nhanh như vậy. Tiêu Viêm bốc một nắm đất lên, chợt chà sát nó, thản nhiên nói, chừng 10 là đủ cho tên kia khôi phục thương thế, nhưng cánh tay cục kia không thể chữa lành được, sức chiến đấu sẽ yếu đi rất nhiều. Mỹ Mâu Huân Nhi mang theo vẻ cảnh giác, đảo qua xung quanh một vòng, nhẹ giọng nói, tính toán thời gian, chúng ta cũng đã sắp tiếp cận địa phận của tầng thứ 3 rồi. Ừ, hai tên này chạy như chó nhà có tang trong 10 ngày nay. Huynh cũng muốn xem, bọn chúng có thể chạy tới đâu được nữa. Tiêu Viêm đứng dậy, cười lạnh nói, Huân Nhi khẽ gật đầu, vùng đất này, tuần suất năng lượng thể cao cấp xuất hiện ngày càng nhiều. Năng lượng thể bát tinh vốn rất khó thấy được cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, vả lại, ở phía đông bắc, Huynh còn mơ hồ cảm thấy một luồng năng lượng uy áp mịt mờ. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn về phía đông bắc, nhíu mày nói, phải, năng lượng thể có thể làm cho chúng ta cùng cảm nhận được uy áp. Muội nghĩ, chỉ sợ đó chính là cửu tinh năng lượng thể. Tiêu Viêm ca ca, xem ra chúng ta gặp một con cá lớn rồi, có nên động thủ không? Huân Nhi duyên dáng cười, nàng cũng có một chút cảm giác như vậy, nhưng cường độ thì tất nhiên nhỏ hơn Tiêu Viêm rất nhiều rồi. Trong người loại năng lượng thể này có chứa cửu cấp năng lượng hạch. Thứ này có lực hấp dẫn không nhỏ với cả hai người. Dù sao, bọn họ tiến vào thiên mộ tuy đã nửa năm, nhưng chưa từng đạt được một viên năng lượng hạch cửu cấp nào. Sao lại không động thủ? Cửu cấp năng lượng hạch, ở tầng thứ hai này cũng không phải nói gặp là gặp được. Tiêu Viêm cười, đưa mắt nhìn về phía xa, nói, cứ để hai tên kia chạy đi, kiểu gì cũng sẽ có lúc gặp. Đi thôi, vừa dứt lời, Tiêu Viêm liền xoay người, nhanh chóng lao về phía năng lượng uy áp phát ra. Phía sau hắn, Huân Nhi cũng theo sát ngay lập tức, nơi năng lượng uy áp phát ra cách hai người Tiêu Viêm cũng khá gần. Họ toàn lực phi hành gần 20 phút rồi từ từ giảm chậm tốc độ xuống. Lúc đi ngang qua nơi này, năng lượng thể thất tinh, thậm chí bát tinh cũng đã xuất hiện. Những năng lượng thể này đều rải rác ở các khu vực xung quanh, giống như đang canh giữ thứ gì đó. Cửu tinh năng lượng thể đã có được linh trí nhất định. Chúng nó đã tương đương với thượng vị giả trong giới năng lượng thể, có thể dễ dàng khống chế những năng lượng thể khác. Xem ra, khu vực này là lãnh địa của nó. Hai người ẩn nấp sau tảng đá lớn, nhìn những năng lượng thể lờ mờ đang phiêu đãng trong làn sương mù kia, Huân Nhi nhẹ giọng nói, Tiêu Viêm gật đầu, hỏi, xung quanh có khí tức của người nào khác không? Không, chỉ có hai chúng ta. Huân Nhi cười đáp, nghe vậy, Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười nói, một khi đã vậy, chúng ta lặng lẽ tìm hành vào thôi. Phạm vi cảm giác của những năng lượng thể này khá nhỏ, lấy thực lực của hai chúng ta, muốn tiến vào mà không kinh động chúng cũng không khó lắm. Ừm. Huân Nhi khẽ gật đầu, thấy thế, Tiêu Viêm mỉm cười, thân hình rung lên, một đạo tàn ảnh chợt xuất hiện, mà thân hình hắn cũng nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy Tiêu Viêm động thân, không gian bên cạnh Huân Nhi cũng hơi vặn vẹo, thân thể nàng cũng chậm rãi mờ đi. Hai luồng gió nhẹ lặng lẽ tiến vào trong làn sương mù năng lượng. Dọc đường, những năng lượng thể kia dù cảm giác được dao động rất nhỏ, nhưng tiếc là chỉ số thông minh của chúng lại không cao. Chỉ đứng ngây ngốc tại chỗ một lát, nhìn xung quanh không có gì lạ, lại tiếp tục tiến vào trạng thái du đãng. Hai luồng gió nhẹ kia nhanh chóng tiến vào sâu trong khu vực này.
ước chừng 10 phút sau, rốt cục cũng đến trung tâm khu đất, hóa thành hai đạo thân ảnh hiện ra. Tới rồi, thân hình hiện ra, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía trước. Nơi đó là một đống đá hình thù quái dị, bên trên có một thân ảnh mặc thiết giáp màu đen đang ngồi xếp bằng, khí tức trầm ổn không ngừng trào ra từ cơ thể hắn, dưới hắc giáp, cặp mắt trống rỗng hờ hững, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận thấy được năng lượng thể này có khí tức linh động hơn tất cả những năng lượng thể mà hai người Tiêu Viêm đã gặp, cửu tinh năng lượng thể. Nhìn thân ảnh tràn ngập khí tức cổ xưa trầm ổn này, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua chút ngưng trọng. Tuy nói những năng lượng thể này yếu hơn bản thể, nhưng trước mắt cũng không phải hạng tầm thường gì. Huống chi, cửu tinh năng lượng thể này còn có được một phần linh trí và đấu kỹ khi còn sống. Tặc tử phương nào, mau cút ra đây. Ngay khi hai người Tiêu Viêm dò xét năng lượng thể này, dưới hắc giáp chợt bộc phát ra cường quang chói mắt, bàn tay năng lượng thể chợt nắm chặt lại. Một chiếc cự phủ đột nhiên xuất hiện rồi nhanh như chớp giật bổ về phía hai người Tiêu Viêm, cảm giác thật nhạy bén. Thấy tên này phát hiện ra nhanh như vậy, trong mắt hai người Tiêu Viêm cũng xẹt qua chút kinh ngạc. Thân hình chợt động, tránh thoát khỏi kình phong khổng lồ kia. Bành, hai người né tránh, kình phong hung hăng bổ xuống tảng đá sau lưng họ. Trong nháy mắt, nó trực tiếp vỡ vụn thành bột phấn, kình phong sắc bén còn để lại trên mặt đất một cái khe dài hơn 10 trượng. Động thủ, giữa không trung, thân hình Tiêu Viêm hiện ra. Quát khẽ một tiếng, ngân mang chợt lóe, từng đạo tàn ảnh xuất hiện giữa không trung. Trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt thân ảnh mặc hắc giáp kia, thủ ấn biến đổi, khai sơn ấn. Phiên hải ấn, hai tay Tiêu Viêm kết ấn, ấn pháp hung hãn công kích lên thân ảnh mặc hắc giáp kia, đang. Đang, năng lượng chưởng ấn đánh trúng thân ảnh mặc hắc giáp kia. Lực đạo mạnh mẽ trực tiếp đẩy lùi hắn lại hai bước. Đám ruồi bỏ các ngươi cũng dám trêu chọc bổn tôn, bị Tiêu Viêm đánh lui ngay khi vừa đối mặt, thân ảnh mặc hắc giáp kia tức giận gầm lên một tiếng. Khai sơn cự phủ trong tay xoay mạnh như cối xay gió, kình phong đáng sợ hung hăng bổ về phía đầu Tiêu Viêm, đang, 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 cự phủ bổ về phía Tiêu Viêm, một thanh kim sắc trường mâu lượng lờ hỏa diễm bỗng bay ra từ phía sau lưng hắn, đỡ lấy toàn bộ kình phong, phanh, khi Huân Nhi ngăn cản hắc giáp thân ảnh lại. Tiêu Viêm cười hắc hắc một tiếng. Bàn tay nắm chặt lại, trọng xích hiện ra, không chút khách khí quật lên ngực hắn, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp làm cho tên kia ầm ầm bay ra như đạn pháo. Tuy nói nó là cửu tinh năng lượng thể, nhưng rõ ràng không phải đối thủ của Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, vả lại, phần trí tuệ ít ỏi còn sót lại của nó đâu thể so sánh với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Tiêu Viêm. Hống, hắc giáp năng lượng thể phẫn nộ gầm lên, năng lượng hùng hậu không ngừng trào ra từ cơ thể. Đem những tảng đá trong phạm vi 10 trượng đều chấn thành phấn vụn, hắn chợt bước về phía trước một bước, làm mặt đất rung mạnh, sau đó hung hăng liều mạng đánh về phía hai người Tiêu Viêm, tốc chiến tốc thắng, nhìn hắc giáp thân ảnh đang lao tới, Tiêu Viêm quát nhẹ một tiếng, thân hình lướt đi như chớp giật, cư nhiên lại cứng đối cứng với tên to con kia, phủ phách thiên địa, trong cơ thể hắc giáp thân ảnh, năng lượng mênh mông không ngừng bùng phát ra, chiếc cự phủ trong tay bỗng dưng bành trướng thêm mấy phần. Hắn giơ cự phủ lên cao, chỉ trong phút chốc, không gian xung quanh đều vỡ vụn ra, Tiêu Viêm ca ca. Cẩn thận, nhìn một chiêu công kích cường hãn như vậy của hắc giáp thân ảnh, sắc mặt Huân Nhi biến đổi, vội vàng nhắc nhở, chết đi cho bổn tôn, tên kia tức giận rít gào, cự phủ trong tay mang theo một luồng kình phong làm cho người ta sợ hãi, hung hăng bổ về phía đầu của Tiêu Viêm, đang, đối mặt với thế công kinh khủng của hắc giáp thân ảnh, trọng xích trong tay Tiêu Viêm vội đưa lên đỡ. Nhưng vừa tiếp xúc, trọng xích liền trực tiếp bị đánh bay đi, mà Tiêu Viêm cũng như bị dính một đòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, thân hình như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Suy, khi Tiêu Viêm đỡ lấy đòn công kích hung hãn này của hắc giáp thân ảnh, Huân Nhi cũng xuất hiện phía sau hắn. Kim sắc hỏa diễm trường mâu hung hăng đâm vào lưng tên kia, chỉ trong nháy mắt đã đem cả thân hình to lớn cắn nuốt hoàn toàn. Thấy một màn này, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng hiện lên một nụ cười. Nhưng ngay lúc đó, mặt đất phía dưới bỗng nổ tung, hai đạo thân ảnh màu đen lướt ra như quỷ mị, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, kình phong âm hàn vỗ vào ngực hắn không chút lưu tình. Hắc hắc, Tiêu Viêm, lúc truy sát người khác thì nên nhớ kỹ một điều, ngàn vạn lần không được để chuyện khác làm phân tâm. Thân phận giữa thợ săn và con mồi rất dễ thay đổi đấy, một chưởng hung hãn đánh vào ngực Tiêu Viêm. Thân ảnh kia khẽ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Rõ ràng là hai người hồn nhai đang bị Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đuổi giết, giờ phút này, vẻ mặt của hắn cực kỳ âm lãnh dữ tợn. Hiển nhiên, loại thời cơ này,
bọn họ chờ đợi đã lâu, chịu một kích toàn lực của hai người hồn nhai, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trắng bệch. Nhưng làm hồn nhai có chút sững sờ lại là khuôn mặt Tiêu Viêm thế nhưng lại lặng lẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi định trốn cả đời chứ, oanh, vừa dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của hồn nhai và hồn lệ, thân hình của Tiêu Viêm oanh một tiếng, vỡ thành hư vô, trúng kế, thấy thân hình Tiêu Viêm vỡ tan, trong lòng hai người bỗng trầm xuống, đi mau, ngay khoảnh khắc thân thể Tiêu Viêm hóa thành hư vô, sắc mặt hồn nhai liền biến đổi. Hắn quát lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng lướt về phía sau, tuy sắc mặt âm trầm, nhưng hồn lệ cũng không hề chậm chân, theo sát ngay sau hồn nhai. Hai người bọn họ khổ tâm thiết kế phục kích, không ngờ lại không thu hoạch được chút hiệu quả nào, ngược lại còn rơi vào bẫy của Tiêu Viêm. Nếu đã đến, cần gì phải đi vội vàng như vậy, nhưng ngay khi hai người lui lại, mảnh không gian phía sau lại đột nhiên vặn vẹo. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trên mặt mang theo nụ cười tủm tỉm, ngoài Tiêu Viêm ra thì còn ai vào đây nữa. Chạy, thấy Tiêu Viêm ngăn cản, sắc mặt hồn nhai trầm xuống. Tay áo vung lên, một sợi xích đen nhánh bay ra như độc xà, mang theo tiếng xé gió ù ù, lao thẳng tới đầu Tiêu Viêm, thấy hồn nhai công kích, Tiêu Viêm mỉm cười. Bàn chân đạp mạnh xuống, mặt đất đột nhiên nổ tung. Một cục nham thạch khổng lồ mọc từ dưới đất lên, hung hăng va chạm với sợi xích kia, khi hai người hồn nhai bị Tiêu Viêm ngăn cản, Huân Nhi cũng rất nhanh thu hồi cửu tinh năng lượng hạch. Thân hình chợt lóe, liền xuất hiện sau lưng chúng, cười lạnh nói, chúng ta rất kỳ quái, cửu tinh năng lượng hạch vốn khá hiếm hoi. Nếu các ngươi phát hiện thì tất nhiên sẽ không thể bỏ qua, nhưng vì sao lần này lại hoàn toàn thờ ơ như vậy? Hóa ra tất cả chỉ là cố ý sắp đặt, sắc mặt hồn nhai và hồn lệ cực kỳ âm trầm, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo, trốn gần một tháng đã đủ mệt chưa? Tiêu Viêm cười nhạt châm chọc, cũng khá phiền phức. Tập kích cũng chỉ để đỡ tốn thêm tí sức thôi. Nếu đã không thành công, vậy cứ thế mà làm thịt ngươi đi. Khuôn mặt hồn nhai cực kỳ âm trầm, chợt quay đầu lại, nói, ta ngăn cản nàng, Tiêu Viêm giao cho ngươi, yên tâm, lần trước là do trở tay không kịp. Bây giờ ta sẽ chặt đứt cả hai tay của hắn. Hồn lệ dữ tợn nói, thực lực của hắn không hề kém cổ yêu, lại thêm thủ đoạn quỷ dị của hồn tộc, muốn giết chết Tiêu Viêm, cũng không quá khó khăn. Chỉ cần không để cho hắn cơ hội thi triển thiên giai đấu kỹ hay hỏa liên có uy lực kinh khủng kia là được, tốt. Hồn nhai khẽ gật đầu, lạnh lẽo nhìn Tiêu Viêm một cái rồi đột nhiên xoay người. Đấu khí màu đen mênh mông bùng phát ra từ cơ thể, mà thân hình hắn cũng hóa thành một tia chớp, dữ dội lướt về phía Huân Nhi. Tiêu Viêm ca ca, cẩn thận. Cho ta một chút thời gian, thấy hồn nhai vọt tới, trong mắt Huân Nhi đầy vẻ lạnh lùng. Quát nhẹ một tiếng, kim sắc hỏa diễm đột nhiên bốc lên. Không chút nhượng bộ va chạm với hồn nhai đang lao tới, nhìn hai người đã bắt đầu giao thủ, Tiêu Viêm cũng chậm rãi thở ra một hơi, bình tĩnh nhìn hồn lệ trước mặt, tên này cũng là bát tinh đấu tôn, chẳng qua hiện nay hắn đã mất một cánh tay, sức chiến đấu giảm đi nhiều. Mà trái lại, Tiêu Viêm đã mạnh hơn lúc giao thủ với cổ yêu rất nhiều, vì vậy, nếu hồn lệ muốn xử lý hắn, chỉ sợ sẽ phải thất vọng rồi. Tiêu Viêm, tuy ngươi có thể thắng cổ yêu, nhưng không đại biểu có thể thắng ta. Mối thù cuộc tay này, ta sẽ bắt ngươi trả đủ, vừa dứt lời, vũ khí đen kịt âm hàn đột nhiên bùng phát ra từ cơ thể hồn lệ. Từng sợi xích dễ dàng xuyên thủng mọi thứ trước mặt, bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Đối mặt với những sợi xích màu đen đang ùn ùn kéo tới kia, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc. Mười ngón tay liên tục búng ra, từng ngọn lửa màu nâu tím xen lẫn chút trắng sữa phun ra từ đầu ngón tay. Hỏa diễm xẹt qua bầu trời như một cơn bão lửa, hung hăng va chạm với những sợi xích kia giữa không trung, sau đó nổ tan tành như pháo hoa đang bắn. Nếu chỉ là công kích bậc này, sợ rằng ngươi phải thu lại lời nói của mình rồi. Nhìn những tia lửa tóe ra, Tiêu Viêm mỉm cười nói, khuôn mặt hồn lệ cực kỳ âm trầm, không hề để ý tới những lời Tiêu Viêm nói. Hai tay liên tục kết ra những thủ ấn kỳ dị, mà tùy theo những đạo ấn quyết này ngưng tụ. Chỉ thấy trên trán hắn đột ngột xuất hiện một cơn lốc xoáy màu đen, cơn lốc này chậm rãi xoay tròn, một ký hiệu kỳ dị bỗng hiện lên trên mi tâm hồn lệ, có thể ép ta thi triển tộc văn để giải quyết, coi như là phúc khí của ngươi. Loại ký hiệu quỷ dị này xuất hiện, khí tức của hồn lệ cũng đột nhiên tăng vọt, hắc vụ dày đặc lượn lờ quanh người giống như thực chất. Mặt khác, tay áo bên bị cục của hắn bỗng kịch liệt rung động, một cánh tay màu đen bỗng mọc ra. Nếu nhìn cẩn thận thì sẽ phát hiện được cánh tay kia chứa đầy những khuôn mặt dữ tợn mà thê lương. Cánh tay này,
cư nhiên hoàn toàn do linh hồn ngưng tụ lại, hắc hắc. Rất kinh ngạc phải không? Loại tộc văn này, bộ tộc đã suy tàn như Tiêu tộc của ngươi cũng không có tư cách sở hữu. Thấy vẻ ngưng trọng trên mặt Tiêu Viêm, Hồn Lệ cười lạnh một tiếng. Những người thuộc các bộ tộc truyền lưu xuống từ thời viễn cổ như hắn, bình thường sẽ không tu hành bí pháp tăng phúc như Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Vì sao ư? Bởi vì họ có được tộc văn. Thật ra, đó chính là những bí pháp cường hãn nhất trong thiên địa. Tuy việc sử dụng loại bí pháp này sẽ dẫn đến tiêu hao không nhỏ, nhưng nó lại không có tác dụng phụ với thân thể. Những việc như bị bí pháp phản vệ, trước nay chưa từng xuất hiện, mà khi tu luyện những bí pháp kỳ dị này, các loại bí pháp phải tiêu hao máu hay tự mình hại mình khác trong mắt họ đều không đáng một xu. Tiêu Viêm đang nghe truyện trên TV audio CV nhíu mày. Hắn chưa từng dự đoán được loại tộc văn này lại có hiệu quả như thế. Ngày đó, nếu cổ yêu cũng sử dụng tộc văn khi giao thủ, chỉ sợ thắng bại thế nào cũng rất khó nói. Cốt lắm, Tiêu Viêm, tiếp theo ta sẽ cho ngươi nếm thử thế nào mới là tuyệt vọng thực sự. Hắc vụ lượn lờ, khuôn mặt đầy sẹo của Hồn Lệ càng thêm dữ tợn. Khí tức của hắn đã đạt tới bát tinh đỉnh phong, thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu đạt tới cửu tinh. Loại thực lực này đã vượt qua Tiêu Viêm rất nhiều. Lời vừa dứt, hắc vụ quanh người Hồn Lệ đột nhiên nổ tung, mà thân hình hắn cũng biến mất một cách quỷ dị. Bành, ngay khoảnh khắc Hồn Lệ biến mất, ngọn lửa màu nâu tím trên người Tiêu Viêm bỗng dồn vào nắm tay, hung hăng đánh vào không gian phía sau mình. Khi nắm tay đánh vào không gian, hắc vụ màu đen bỗng trào ra, dễ dàng ngăn trở nó lại. Công kích thật yếu ớt, hắc vụ trào ra, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành thân ảnh của Hồn Lệ. Hắn liếc nhìn Tiêu Viêm trước mắt, trong mắt xẹt qua chút khinh thường, đạm mạc nói, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Đệ nhất biến. Đệ nhị biến. Đệ tam biến. Trong lòng Tiêu Viêm hít sâu một hơi, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thi triển đến mức tận cùng. Nhưng lần này, khi đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm tăng vọt, hắn lại đột nhiên mơ hồ cảm thấy ở mi tâm truyền đến một cảm giác ngứa ngáy. Nhưng loại cảm giác này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, làm hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tưởng đây là ảo giác. Phanh, thi triển ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, thân hình Tiêu Viêm khẽ uống cong lại như cá chạch, nhanh chóng lùi về phía sau. Đó là, ở vào thời điểm Tiêu Viêm lui lại, Hồn Lệ kinh ngạc chăm chú nhìn vào mi tâm của Tiêu Viêm. Lúc tên kia thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, dường như hắn mơ hồ nhìn thấy nơi đó hiện lên một ký hiệu kỳ dị như ẩn như hiện, thân là hồn tộc. Hắn cũng không xa lạ gì ký hiệu này, bởi vì đây là thứ tượng trưng cho kình địch năm đó của họ, tộc văn của Tiêu tộc, vừa rồi là tộc văn của Tiêu tộc. Sao có thể như vậy? Huyết mạch lực của Tiêu tộc đã hoàn toàn phế đi, sao còn có được tộc văn cơ chứ? Nhất định là ảo giác, cũng khó trách Hồn Lệ lại thất thố như vậy. Thứ gọi là tộc văn này, chỉ có viễn cổ bát tộc có được, bởi vì nó kích phát dựa vào huyết mạch lực, mà huyết mạch của Tiêu tộc đã sớm là đồ bỏ đi. Đâu có thể sở hữu được tộc văn, mặt xác có nhìn lầm hay không? Tiểu tử này rất nhiều mưu ma trước quỷ, cứ giết hắn rồi tính sau. Nha đầu của cổ tộc kia quá mạnh, Hồn Nhai không kiên trì được quá lâu, trong mắt Hồn Lệ lóe lên hung mang, đấu khí mênh mông trong cơ thể triệt để bộc phát, cổ uy thế kinh khủng kia trực tiếp đánh tan sương mù năng lượng trong phạm vi trăm trượng. Tiêu Viêm, nộp mạng đi, đấu khí tuôn ra dữ dội, Hồn Lệ giống như một ma thần chiếm giữ bầu trời. Thân hình chợt động, kéo theo một mảnh mây đen lạnh lẽo, lao mạnh về phía Tiêu Viêm, nhìn Hồn Lệ lại tiếp tục lao tới, Tiêu Viêm cũng chậm rãi hít sâu vào một hơi. Thực lực sau khi sử dụng tộc văn của người này đã mạnh hơn cả cổ yêu, nếu cứng đối cứng với hắn, tất nhiên sẽ là một trận chiến cực kỳ thảm thiết, cũng nên thử uy lực của thứ này, hào quang chợt lóe lên trong mắt của Tiêu Viêm. Một lát sau, ấn quyết trong tay đột nhiên biến đổi, ầm, ngay khi thủ ấn của Tiêu Viêm biến hóa, dưới mặt đất đột nhiên nổ tung lên, đất đá văng khắp nơi. Quang mang màu vàng rực rỡ chợt trút xuống, từng đạo thân ảnh như tượng đá được điêu khắc ra xuất hiện. Đây rõ ràng là những thiên yêu khôi được Tiêu Viêm cường hóa lên ở hư không lôi trì. Suy, kim quang tuôn ra dữ dội, cuối cùng đều hội tụ vào đạo thân ảnh đứng đầu. Màu ám kim trên cơ thể nó bỗng dần biến mất, tùy theo đó, biến thành một màu tím kỳ dị. Mà dưới màu tím này, vẫn có thể nhìn thấy kim quang đang lưu chuyển. Khi kim quang hoàn toàn nội liễm vào cơ thể, thiên yêu khôi màu tím đột nhiên mở mắt. Thân hình rung lên, thoáng cái đã xuất hiện giữa không trung, chắn trước mặt Tiêu Viêm, ánh mắt hờ hững nhìn đám mây đen đang ùn ùn kéo tới. Dưới làn da, kim quang lặng lẽ lưu động, hấp thu lực lượng của 10 bộ thiên yêu khôi,
thực lực của khôi lỗi này đã đạt đến một cảnh giới kinh khủng. Thiên yêu khôi đứng sừng sững trước người Tiêu Viêm, dưới lớp da màu tím mơ hồ có kim quang lưu chuyển. Thiên yêu khôi này tự nhiên chính là con mà Tiêu Viêm tự tay luyện chế ra. Trước khi cường hóa ở hư không lôi trì, nó đã có thực lực chừng tứ tinh đấu tôn, sau khi cường hóa, thực lực đã tăng lên một cái cực hạn. Theo ước tính của Tiêu Viêm, thực lực của con thiên yêu khôi này đã có thể so sánh với lục tinh đấu tôn, mà thêm vào việc thông qua trận pháp hấp thu lực lượng của 10 bộ thiên yêu khôi đạt tới cấp độ đấu tôn khác, chỉ trong nháy mắt, thực lực của nó đã hoàn toàn vượt qua Tiêu Viêm. Toái hồn minh chưởng, cách đó không xa, đám mây đen đậm đặc xen lẫn hàn khí ùn ùn lướt đến. Một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền ra từ bên trong, ngay sau đó, chưởng ấn màu đen khổng lồ như núi nhỏ đột nhiên lướt ra từ mây đen, sau đó hung hăng chụp về phía Tiêu Viêm. Nơi chưởng ấn đi qua, không gian trực tiếp sụp đổ, tạo thành những vết rách đen ngòm. Những vết rách này không ngừng túa ra từ hư vô như một cái mạng nhện. Cảm nhận được uy áp khủng bố truyền từ trên cao xuống, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua chút ngưng trọng. Sau khi được tộc văn cường hóa, thực lực của hồn lệ đã vượt xa hắn. Nếu hai bên thực sự giao thủ, tỷ lệ thắng của Tiêu Viêm chắc chỉ có 5 phần, mà 5 phần này cũng tương đối hung hiểm. Dù sao, đối mặt với bát tinh đấu tôn, Tiêu Viêm còn có thể liều mạng đánh một trận. Nhưng hồn lệ bây giờ đã mơ hồ đạt tới cửu tinh, chênh lệch giữa hai bên lại bị nới rộng ra rất nhiều. Khoảng cách này, cho dù sử dụng thiên giai đấu kỹ thì cũng khó có thể kéo lại được. Dù sao, lấy nội tình thâm hậu của hồn tộc, trong tay hồn lệ chắc rằng cũng có thiên giai đấu kỹ như cổ yêu. Chẳng qua là chưa tới lúc, bọn người kia tuyệt đối sẽ không tùy ý vận dụng mà thôi. Vừa đúng lúc, lấy người này tới thử thực lực của thiên yêu khôi. Trong đồng tử đen nhánh, chưởng ấn đang cấp tốc phóng đại. Tiêu Viêm thở mạnh một hơi, trong lòng truyền ra mệnh lệnh. Khi ý niệm trong lòng Tiêu Viêm vừa chuyển động, thiên yêu khôi đang đứng như một bức tượng trước mặt hắn cũng chậm rãi bước lên một bước. Trong đôi mắt trống rỗng hờ hững có kim quang lưu chuyển, bàn chân đạp mạnh xuống hư không, hóa thành một cái bóng màu tím bay thẳng đến chân trời. Sau đó dùng phương pháp làm người ta cực kỳ rung động, trực tiếp cứng đối cứng va chạm với chưởng ấn khổng lồ kia. Bành, hai bên va chạm, kình phong kinh khủng quét qua. Tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ sợ trong phạm vi trăm dặm đều có thể nghe rõ. Rắc, trên chưởng ấn khổng lồ kia cư nhiên bắt đầu xuất hiện những khe nứt nhỏ. Tùy theo khe nứt lan tràn, rốt cục năng lượng chưởng ấn kia cũng rắc một tiếng, vỡ tung ra thành nhiều mảnh. Đặng, đặng, thiên yêu khôi hung hăng va chạm với chưởng ấn, kình lực mạnh mẽ cũng chấn lui nó 10 bước. Mỗi một bước bước ra đều để lại một dấu chân màu đen trên bầu trời. Mà khi bước chân cuối cùng hạ xuống, thân hình nó lại dữ dội lao về phía trước như cung rời tên. Lúc này đây, nó trực tiếp lao vào trong đám mây đen nồng đậm kia. Hử, thiên yêu khôi lao vào trong hắc vụ, hồn lệ cũng kinh hãi bật thốt lên một tiếng, nhưng thanh âm của hắn lại chợt im bặt lại. Vì quyền phong đáng sợ mang theo tiếng xé gió ù ù không ngừng truyền ra từ trong đám mây đen kia. Phanh phanh, từng đạo kình phong cực kỳ cường hãn không ngừng bạo phát ra từ trong đám mây đen. Vô số tiếng kêu thê lương của linh hồn cũng vang lên, mà dưới loại giao thủ kịch liệt như thế này, hắc vụ cũng dần trở nên loãng đi. Hai mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào bên trong mây đen. Nơi đó, kim quang rực rỡ không ngừng bùng nổ, dù hắc vụ cũng không cách nào che giấu triệt để. Trải qua rất nhiều lần cường hóa, thiên yêu khôi bây giờ đã chân chính đại thành. Thực lực bậc này, cho dù phải đối mặt với cửu tinh đấu tôn thì cũng có thể đánh một trận, khi trong mây đen bùng nổ đại chiến. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng thừa dịp đảo qua một trận chiến khác. Nơi đó, Huân Nhi và Hồn Nhai đang chiến đấu, nhưng theo tình huống bị áp chế hoàn toàn của Hồn Nhai, xem ra Tiêu Viêm đã lo lắng sung rồi. Chỉ cần cho Huân Nhi đủ thời gian, cho dù giết chết Hồn Nhai ở đây cũng không phải chuyện không thể, thực lực của Huân Nhi chỉ sợ đã đạt đến cửu tinh đấu tôn. Hồn Nhai nhiều nhất cũng là bát tinh đấu tôn đỉnh phong mà thôi. Hai người đều thuộc viễn cổ chủng tộc. Công pháp và đấu kỹ tu luyện hẳn sẽ không hơn kém nhau bao nhiêu. Hắc, hai tên này đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ của hồn tộc, nếu có thể làm thịt chúng ở đây, không biết hồn tộc sẽ đau lòng đến mức nào. Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua chút cười lạnh, hắn và Huân Nhi đuổi giết hai tên này đã gần một tháng rồi. Trong lúc đó, nhiều lần giao thủ gián tiếp cũng có thắng có thua, nhưng hai tên này gian xảo như cáo vậy, thủy chung không chịu chính diện giao chiến với họ. Hiện giờ có được cơ hội, đương nhiên là không thể dễ dàng bỏ qua như vậy rồi. Oanh, khi trong lòng Tiêu Viêm suy nghĩ, trong mây đen đột nhiên vang lên một tiếng nổ cực kỳ lớn. Kình khí kinh khủng không ngừng thổi quét ra từ bên trong,
trực tiếp xé rách đám mây đen cực kỳ âm hàn này. Kim quang và hắc khí bùng nổ, cuối cùng vỡ bung thành vô số tia lửa. Phanh, mây đen nổ tung, hai đạo thân ảnh cũng bay ra từ trong đó, cuối cùng đạp bước trong hư không, lui lại gần trăm thước mới từ từ ổn định lại thân hình. Nhìn hai đạo thân ảnh này, hai mắt Tiêu Viêm híp lại. Giờ phút này, trên người Thiên Yêu Khôi mơ hồ có vô số chưởng ấn, xem ra khi chiến đấu đã đón đỡ không ít đòn công kích của Hồn Lệ. May mà bây giờ thực lực của nó đã khác xa trước kia, nếu không chắc đã bị đánh nát ra thành nhiều mảnh rồi. Tuy Thiên Yêu Khôi bị thương, nhưng tình trạng của Hồn Lệ lại rõ ràng chật vật hơn nhiều. Tóc tai bù xù, quần áo trên người bị đánh tan hơn nữa, nơi khóe miệng còn mơ hồ có một tia máu. Có thể thấy, lần này Hồn Lệ đã rơi xuống hạ phong. Ở Hồn tộc, hắn dùng phương thức chiến đấu cực kỳ liều mạng để chiếm được hung danh. Dù vậy, dùng phương pháp này với một số cường giả, có lẽ thực sự sẽ lấy được hiệu quả không nhỏ, nhưng đối mặt với một Thiên Yêu Khôi không hề có cảm xúc, cảm giác, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của Tiêu Viêm như vậy, lại không có một chút hiệu quả này. Mỗi người đánh đối phương một chưởng, một bên là khôi lỗi, một bên là người bằng xương bằng thịt, chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi đã biết là bên nào chịu thiệt rồi. Vô sĩ! Sao tên này còn sở hữu khôi lỗi mạnh như vậy? Hồn Lệ không ngừng thở hồng hộc như trâu, ánh mắt kinh sợ nhìn Thiêu Yêu Khôi phía xa. Hắn chưa từng nghĩ tới việc Tiêu Viêm còn có được thứ này. Trải qua lần giao thủ trước, hắn nhận ra dù mình có thi triển tộc văn, không sợ con khôi lỗi này, nhưng nó lại giống như một cái mai rùa, tùy ý cho hắn đánh thế nào cũng chỉ thờ ơ không để ý, mà Hồn Lệ lại không thể không quan tâm đến những đòn công kích của nó. Thành ra, loại chiến đấu này gây cho hắn một cảm giác cực kỳ bức bối. Tiêu Viêm phía xa tủm tỉm cười, vặn mình một cái, búng nhẹ ngón tay. Thiên Yêu Khôi lại ngay lập tức lao lên thêm lần nữa, hung hãn nhằm về phía Hồn Lệ. Thanh thế như vậy, làm sắc mặt Hồn Lệ tái xanh lại. Thật đen đủi, vừa đến đã gặp đại phong bạo của Thiên Mộ. Chạy mau, nếu bị phong bạo cuốn vào, cho dù là đấu tôn đỉnh phong cũng sẽ toi mạng. Mà khi hai người Tiêu Viêm đang chiếm được thượng phong, ở một nơi cách họ khá xa, vài đạo thân ảnh lại lao đi nhanh như chớp giật, mà chân trời phía sau họ, những xoáy năng lượng không ngừng gào thét cuốn đến, tạo thành chuỗi phản ứng dây chuyền cực kỳ đáng sợ. Một cơn bão năng lượng nhanh chóng được hình thành, suy, trên bầu trời, chưởng ấn tràn ngập kim sắc hỏa diễm của Huân Nhi hung hăng đánh lên lồng ngực Hồn Nhai. Kình phong kinh khủng trực tiếp làm hắn phun máu, cước bộ lão đảo lùi về phía sau vài chục bước, khi Huân Nhi vừa muốn truy kích, khuôn mặt lại đột nhiên đại biến, ngẩng mạnh đầu nhìn về phía cuối chân trời. Nơi đó, một đường dài màu đen đang nhanh chóng lan tràn đến. Đây là Thiên Mộ Đại Phong Bạo. Nhìn năng lượng phong bạo khủng bố đang tràn đến, đồng tử Huân Nhi co rụt lại. Lập tức đình chỉ thân hình, quay đầu hô lớn với Tiêu Viêm, "Tiêu Viêm ca ca, đi mau." Nghe được tiếng hô của Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng hơi ngẩn ra. Rồi như cảm ứng được điều gì, hắn đưa mắt nhìn về phía chân trời, lập tức cũng khẽ hít một hơi khí lạnh, không chút chần chừ triệu hồi Thiên Yêu Khôi lại, lao đến bên cạnh Huân Nhi. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người Hồn Nhai, nhanh như chớp bay về phía lối vào của tầng thứ ba, đó là năng lượng phong bão. Lao đi vết mắt trên khóe môi, Hồn Nhai quay đầu lại, khóe miệng nhất thời rung lên, cũng bất chấp hai tên sát tinh đang ở phía trước, trao đổi ánh mắt với Hồn Lệ một cái. Cả hai đều xoay người chạy như điên như chó nhà có tang. Giao thủ với hai người kia, còn có một chút đường sống, nhưng nếu bị cuốn vào phong bạo, vậy thì chết chắc rồi. Khi hai người Hồn Nhai bắt đầu chật vật chạy trốn, chân trời phía sau họ, từng bóng đen mơ hồ thoáng hiện. Trong lúc nhất thời, vùng đất yên tĩnh không hề có sức sống này lại xuất hiện một không khí náo nhiệt cực kỳ cổ quái. Chẳng qua, đám người này đều đang túa mồ hôi lạnh chạy như điên mà thôi. Mảnh đất vốn rộng lớn tĩnh mịch này hiện giờ lại bị những tiếng ầm ầm to lớn bao phủ, năng lượng phong bạo cuồn cuộn mà đến, nơi nó đi qua, thậm chí ngay cả không gian đều sụp đổ, tạo thành những mảng đen nhìn cực kỳ đáng sợ. Đó là gì? Tiêu Viêm theo sát sau Huân Nhi. Cảm nhận được uy áp kinh khủng truyền đến từ phía xa, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, năng lượng phong bạo của Thiên Mộ. Đây là một loại thiên tai tự nhiên, uy lực cực kỳ kinh khủng. Dù là cường giả đấu tôn đỉnh phong, nếu bị cuốn vào trong đó đều sẽ hữu tử vô sinh. Trước kia, cường giả của các tộc tiến vào Thiên Mộ, một số người không may đều gặp phải loại năng lượng phong bạo này, hơn nữa còn bị cuốn vào. Huân Nhi nhẹ giọng nói, không ngờ lần này chúng ta lại gặp phải nó. Bình thường, phải vài năm mới xảy ra năng lượng phong bạo một lần,
cứ chạy trước đã. Phạm vi lần này của phong bạo rất lớn. Chỉ sợ toàn bộ tầng thứ hai đều sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng tiến vào tầng thứ ba, Huân Nhi trầm giọng nói. Ừm, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Xoay người lại, nhìn hai đạo thân ảnh cũng đang chật vật lao đi phía sau, đây hiển nhiên là Hồn Nhai và Hồn Lệ. Nhưng giờ phút này Tiêu Viêm cũng không có tâm tư tiếp tục để ý đến chúng, hả? Còn có những người khác, khi nhìn về phía sau, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện từng đạo bóng đen đang nhanh như chớp lao về phía này. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều sửng sốt. Ha ha, không ngờ Tiêu Viêm huynh đệ đi nhanh như vậy, đã sớm tới nơi này rồi. Hai đạo thân ảnh kia là một nam một nữ, đúng là Hỏa Huyễn và vị hồng y nữ tử đeo mạng che mặt của Viêm tộc. Nhìn thấy Tiêu Viêm, trong mắt Hỏa Huyễn không khỏi hiện lên sự vui vẻ, cười to nói, nghe được thanh âm này, Tiêu Viêm cũng mỉm cười. Chắp tay với hai người từ phía xa, nói, Hỏa Huyễn huynh cũng không chậm a. Hỏa Huyễn cười cười, cùng hồng y nữ tử kia tăng tốc, đuổi kịp hai người Tiêu Viêm. Khi ánh mắt hắn đảo qua Tiêu Viêm, cũng hơi ngây người, Tiêu Viêm huynh đột phá, ha ha, may mắn mà thôi. Tiêu Viêm cười đáp, thấy Tiêu Viêm không phủ nhận, Hỏa Huyễn và hồng y nữ tử kia liếc nhau một cái, đều nhìn ra sự kinh dị trong mắt đối phương. Mới vào thiên mộ gần nửa năm, không ngờ Tiêu Viêm đã có sự đột phá, tốc độ như vậy, phải nói là tương đối kinh khủng, hình như hai người của hồn tộc cũng ở phía sau. Hỏa Huyễn liếc về phía sau, cười hỏi, truy sát bọn chúng một tháng, vừa có cơ hội thì lại bị năng lượng phong bạo này phá hỏng chuyện tốt. Tiêu Viêm khẽ cười, đáp, nghe vậy, Hỏa Huyễn không hỏi nhướng mày, trong lòng có chút chấn động. Hắn đương nhiên biết một câu nhẹ nhàng này của Tiêu Viêm đại biểu cho cái gì. Hồn Nhai và Hồn Lệ đều là bát tinh đấu tôn, thực lực rất mạnh. Hai người liên thủ, dù gặp cửu tinh đấu tôn thì cũng đủ sức đánh một trận, nhưng không ngờ lại bị Huân Nhi và Tiêu Viêm đuổi giết cả một tháng. Năng lượng phong bạo này quét qua cả tầng thứ hai. Xem ra, muốn tránh thoát nó thì chỉ có cách tiến vào tầng ba thôi. Hiện giờ, khoảng cách của chúng ta với tầng thứ ba cũng không quá xa, chắc có thể đến đó trước khi phong bạo đuổi kịp. Hỏa Huyễn mỉm cười dò hỏi, trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể giúp đỡ nhau một chút. Không biết ý của Tiêu Viêm huynh thế nào, không thành vấn đề. Tiêu Viêm cũng mỉm cười đáp. Ý muốn giao hảo của Hỏa Huyền, tự nhiên hắn sẽ không cự tuyệt. Đặc biệt là ở nơi này, thêm một người bạn, tỷ lệ sinh tồn sẽ lớn hơn rất nhiều. Hai người nói xong thì đều nhìn nhau cười, mà Huân Nhi và vị hồng y nữ tử kia cũng không xen vào cuộc trò chuyện của hai người kia. Ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau một cái, cũng chỉ khẽ gật đầu rồi lập tức dời mắt đi nơi khác, thương lượng xong, bốn người cũng đi gần nhau hơn một chút. Ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, sau đó thân hình nhanh như chớp lao về phía trước, không ngờ hai người của Viêm tộc lại đồng hành với Tiêu Viêm. Phía sau, khi nhìn thấy nhóm người Tiêu Viêm và Hỏa Huyễn hội họp, sắc mặt Hồn Nhai không khỏi lạnh xuống. Hiện giờ, lực chiến đấu của họ đã kém hai người Tiêu Viêm, nếu lại nhiều thêm một sự trợ giúp nữa, bọn họ toi mạng là cái chắc. Hừ! Cho các ngươi đắc ý thêm một lát. Đợi đến tầng thứ ba, ta sẽ cho các ngươi một kẻ đều chạy không thoát. Vẻ âm độc xẹt qua mắt Hồn Nhai, tốc độ cũng chợt tăng thêm. Cùng Hồn Lệ hóa thành hai đạo bóng đen mơ hồ, bay về phía lối vào tầng ba. Trạng thái liều mạng chạy trốn này kéo dài chừng nửa ngày. Trong nửa ngày này, tốc độ của đám người Tiêu Viêm vẫn luôn ở vào trạng thái cực hạn. Bởi vậy, lượng đấu khí mà họ tiêu hao cũng đạt đến một mức kinh khủng. Nhưng cũng may, nửa năm nay trong tay họ cũng có không ít năng lượng hạch dự trữ, bởi vậy, trong lúc nhất thời cũng không cần lo đến việc đấu khí cạn kiệt, nhưng tuy có thể bổ sung lượng đấu khí tiêu hao, nhưng sự căng thẳng về tinh thần lại làm cho nhóm người Tiêu Viêm khá uể oải. Năng lượng phong bạo theo sát phía sau kia giống như lưỡi hái thần chết, làm cho bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Tiêu Viêm ca ca, sắp tới lối vào tầng 3 rồi, khi đang toàn lực chạy trốn, Huân Nhi đột nhiên nhìn về phía xa, mở miệng nói. Nghe được lời này của nàng, Tiêu Viêm và hai người Hỏa Huyễn đều mừng rỡ. Cẩn thận cảm ứng một chút, quả nhiên đều nhận thấy được có năng lượng uy áp mơ hồ truyền đến từ phía xa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, tăng tốc độ, thấy được lối vào, Tiêu Viêm cười to một tiếng. Bàn tay vung lên, tốc độ đột ngột tăng thêm, tựa như sao băng xẹt qua bầu trời. Chỉ qua vài cái chớp mắt, đã biến mất không thấy tăm hơi, khi mấy người Tiêu Viêm phát hiện ra lối vào tầng 3. Hồn Nhai cũng như cảm ứng được gì đó. Tinh thần lập tức phấn chấn, liều mạng tăng hết tốc độ lao về phía trước. Xa xa,
Một bức tường năng lượng cực lớn phủ kín từ trên bầu trời xuống mặt đất, tựa như thiên tường đứng sừng sững trong thiên địa. Giờ phút này, trước bức tường năng lượng đó, bốn đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Một lát sau, một người trong số đó ngẩng đầu, nhìn về phía xa thản nhiên nói, bọn họ đều đã đến, theo tới còn có năng lượng phong bạo. Quả nhiên, nghe vậy, nam tử áo bạc và nam tử cường tráng đều thở phào một hơi, chợt người trước biểu môi hỏi, Cổ Chân, sao ngươi còn bình tĩnh vậy được? Đây chính là năng lượng phong bạo a, nếu bị cuốn vào, tất cả chúng ta đều không thể sống sót, ha ha. Cũng không phải là ta bình tĩnh, mà có gấp gáp cũng vô dụng. Với lại, nơi này còn có Thanh Dương Đô Thống. Tình huống xấu nhất có lẽ sẽ không xảy ra, Cổ Chân mỉm cười, nói, ngươi tên này. Nghe được lời này của hắn, nam tử áo xanh cũng nhịn không được mà mở mắt, nhìn về phía xa xa, cười nói, bức tường năng lượng ở đây đã thực chất hóa. Chỉ có cách mạnh mẽ đánh ra một con đường, nhưng việc này chỉ bốn chúng ta thôi thì không làm được. Bởi vậy, dù đến đây đầu tiên, nhưng vẫn phải chờ những người khác nữa, chắc ngươi lo lắng tiêu hao quá lớn, không thể ứng phó ở tầng 3 mà thôi. Cổ Chân lắc đầu cười nói, nam tử áo xanh cười cười, cũng không phản bác. Thân hình chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn chân trời phía xa, nói, Huân Nhi tới rồi. Suy, lời hắn vừa dứt, không lâu sau, mấy đạo thân ảnh đã xuất hiện phía chân trời. Chỉ trong vài cái chớp mắt đã đến gần bức tường năng lượng, nhìn bốn người đang ngồi xếp bằng phía dưới, tất cả đều sửng sốt, Cổ Thanh Dương. Tốc độ của mấy người này thật nhanh a. Nhìn bốn người kia, Hỏa Huyễn kinh ngạc nhẹ giọng nói, Thanh Dương đại ca, sao còn không tiến vào? Năng lượng phong bạo sắp đến rồi. Huân Nhi cũng từ từ đáp xuống đất từ giữa không trung, cao mày hỏi, tường năng lượng đã thực chất hóa, phải phá vỡ được nó. Ta gian chờ bọn họ, Cổ Thanh Dương cười, nhìn lướt qua người Tiêu Viêm, trong mắt xẹt qua chút kỳ dị, rồi chợt quay sang Huân Nhi, hỏi, không sao chứ, không sao, chỉ là dây dưa một tháng với hai tên của hồn tộc thôi. Huân Nhi lắc đầu, đáp, hai tên đó dám ra tay với ngươi, nghe vậy, nam tử áo xanh nhướng mày, Cổ Chân cũng hơi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên chút lãnh ý, nhưng cuối cùng người mở miệng lại là nam tử áo bạc. Bọn chúng cũng không làm được gì. Huân Nhi mỉm cười. Quay đầu lại, chỉ thấy từng đạo lưu quang thoáng hiện, hóa thành những đạo thân ảnh đáp xuống khu đất này. Đây đúng là những người tiến vào thiên mộ ngày đó, chỉ có điều hiện giờ họ nhìn khá chật vật mà thôi. Về phần hai người hồn nhai thì càng đứng ở vị trí sau cùng, hiển nhiên là lo sợ đám người Tiêu Viêm sẽ ra tay, bây giờ không phải lúc động thủ với chúng. Không có thời gian. Thấy biểu tình của nam tử áo xanh, Tiêu Viêm nhẹ giọng nhắc, nam tử áo xanh cũng không phản bác. Hắn đương nhiên hiểu được việc cấp bách bây giờ là đánh vỡ tường năng lượng, sau đó tiến vào tầng thứ ba. Các vị, tình huống bây giờ ra sao, chắc các vị cũng hiểu. Nhưng con đường đi thông tầng thứ ba này đã thực chất hóa, phải mạnh mẽ đánh vỡ mới có thể tiến vào, nhưng việc như vậy cũng không phải một người có khả năng làm được. Vì vậy, nếu các vị còn lo lắng cho mạng sống của mình, thì mời liên thủ phá vỡ nó. Phong bạo mà đến, tất cả chúng ta sẽ xong đời. Nam tử áo xanh bước lên một bước, đảo mắt nhìn xung quanh, thản nhiên nói, nghe được lời của hắn, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Sau một hồi trầm ngâm, tất cả đều chậm rãi gật đầu, có thể tiến vào thiên mộ, tất cả đều không phải hạng tầm thường, bọn họ đương nhiên hiểu được con đường phía trước chỉ có một, đó chính là tầng thứ ba. Vì không vào, chỉ có một kết quả, đó là chết chắc, thấy mọi người đều gật đầu. Cổ Thanh Dương mỉm cười. Nhìn năng lượng phong bạo phía xa đang cuồn cuộn trào đến, nói, nếu không ai phản đối thì chúng ta bắt đầu thôi, vì đề nghị này do ta đưa ra, nên sẽ do chúng ta bắt đầu trước, những người phía sau thay phiên nhau lên. Đương nhiên, nếu có người muốn hờ hững cho qua, lòng mang giả tâm thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đến đây, ánh mắt hắn đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Hồn Nhai và Hồn Lệ. Nụ cười trên mặt nhiều thêm một phần lạnh lẽo. Thanh Dương Đô Thống cứ yên tâm, bây giờ tất cả mọi người đều ngồi trên một chiếc thuyền. Nếu có ai muốn làm chìm nó, những người còn lại tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng. Người nói là một nam tử trên trán có ký hiệu hình tia sét. Hiển nhiên, hắn chính là người của Lôi tộc, ha ha, đa tạ. Cổ Thanh Dương cười, sau đó quay đầu nói với ba người Cổ Chân, chúng ta động thủ trước. Tiêu Viêm, Huân Nhi, các ngươi lên cuối cùng. Thấy mục quang của Cổ Thanh Dương chuyển tới mình cuối cùng, Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu. Hắn hiểu được,
Cổ Thanh Dương muốn bọn họ đi cuối cùng, đề phòng hai người Cổ Nhai. Được rồi, bắt đầu thôi. Nam tử áo bạc kia cười một tiếng, sau đó cùng ba người còn lại chậm rãi đến gần tường năng lượng. Đấu khí trong cơ thể trào ra như đại hồng thủy, cuối cùng hóa thành một mũi khoan khổng lồ, hung hăng oanh kích vào bức tường do năng lượng ngưng kết lại kia. Bành, bốn người liên thủ, lực công kích tự nhiên là cực kỳ kinh khủng. Dù tường năng lượng cực kỳ cứng rắn, nhưng chịu sự oanh kích như vậy cũng nứt ra từng cái khe lớn, rồi vỡ ra, tạo thành một cái cửa động nhỏ cao chừng 3-4 trượng. Phanh phanh phanh, thấy công kích có hiệu quả, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bốn người Cổ Thanh Dương lại chợt nâng tay lên lần nữa, đấu khí như những lưỡi dao sắc bén, không ngừng hung hăng cắm vào trong tinh bích. Mảnh vỡ năng lượng không ngừng nứt vỡ bay ra, giờ phút này, bốn người giống như những cái máy đục đá. Đấu khí mênh mông không ngừng bạo phát, cái động kia cũng càng lúc càng sâu. Hô, chừng 10 phút sau, trên mặt bốn người Cổ Thanh Dương lấm tấm mồ hôi, động đã được đào sâu hơn 10 trượng. Phía sau họ, mọi người nối đuôi nhau tiến vào. Tò mò nhìn lớp năng lượng xung quanh, cường năng lượng này rộng chừng 100 trượng. Vì vậy, dù đoàn người có đào không ngừng nghỉ đi chăng nữa thì cũng cần nhiều giờ. Khối lượng công việc như vậy, nếu chỉ dựa vào một hay hai người, chỉ sợ làm hơn một tuần cũng không thể hoàn thành. Thanh Dương đô thống, đổi cho bọn ta đi. Thấy bốn người Cổ Thanh Dương dừng lại, hai gã nam tử lôi tộc cười nói. Bọn họ đương nhiên biết, lấy thực lực của bốn người kia thì vẫn có thể kiên trì thêm một thời gian. Nhưng rõ ràng là bọn họ muốn giữ lại một chút khí lực, không thể vắt hết sức ở đây được. Dù sao, quan hệ giữa Viễn Cổ bát tộc cũng không thân mật như bề ngoài. Dù phối hợp với nhau đi chăng nữa thì vẫn sẽ giữ một chút đề phòng. Ha ha, vậy thì làm phiền Lôi Lạc huynh đệ rồi. Cổ Thanh Dương cười cười, sau đó bốn người liền nhanh chóng lui lại, nhường cho hai nam tử lôi tộc bước về phía trước. Lôi quang rực rỡ ngưng tụ trên nắm tay, sau một tiếng quát khẽ liền cùng trào ra. Nhất thời, trong thông đạo lại vang lên những tiếng nổ ầm ầm, năng lượng phong bạo càng lúc càng gần rồi. Ngay lúc mọi người men theo thông đạo dần dần tiến vào, Tiêu Viêm ở phía cuối bỗng quay đầu nhìn về phía cửa vào của thông đạo. Năng lượng uy áp truyền đến từ phía người càng lúc càng mạnh, thậm chí còn lờ mờ nghe được những tiếng gió rít ù ù cực kỳ chói tai. Chắc năng lượng phong bạo không thể vào được đến đây đâu. Thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, Huân Nhi cười an ủi. Lối vào tầng thứ ba này vẫn luôn thực chất hóa như vậy sao? Tiêu Viêm gật đầu cười, đột nhiên đưa tay chạm vào lớp năng lượng ngưng kết này. Những thứ đẹp đẽ này đều do ngưng tụ từ năng lượng cực kỳ kinh khủng, hơn nữa trải qua sự áp suất khó tin, cuối cùng mới trở thành một tường năng lượng thực chất lớn đến vậy được. Từ lúc bát tộc chúng ta lần đầu đến đây, tường năng lượng này đã thực chất hóa. Mặc dù trải qua vô số năm tháng thay đổi, năng lượng ở đây vẫn không hề có dấu hiệu hòa tan. Huân Nhi gật nhẹ đầu, nói, trong miệng Tiêu Viêm chật chật than thở một tiếng. Thiên mộ này quả nhiên thật thần kỳ, khi hai người Tiêu Viêm nói chuyện, thông đạo cũng càng ngày càng dài. Nhưng lôi tộc chỉ có hai người, nên tiến trình đương nhiên sẽ chậm hơn bốn người Cổ Thanh Dương rồi, bởi vậy, khi bọn hắn đổi người thì chỉ có thể mở ra không đến 5 trượng. Nhưng may là phía sau vẫn còn có không ít người, từng đợt thay phiên nhau tiến lên, làm cho thông đạo càng lúc càng sâu. Quá trình vác quốc đào đường này kéo dài thêm chừng 10 phút thì phía sau đột nhiên vọng tới một tiếng nổ kinh thiên. Mọi người đều cảm thấy được, giống như ngay cả tường năng lượng này đều cũng rung mạnh lên. Năng lượng phong bạo cuốn đến đây rồi. Động tĩnh như vậy, làm cho không khí trong thông đạo đều trầm tịch xuống, trên mặt ai cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Không ngờ tường năng lượng lớn như vậy mà còn bị năng lượng phong bạo làm cho rung chuyển. Nếu bây giờ mà họ còn ở ngoài, sợ rằng sẽ hóa thành bột phấn chỉ trong nháy mắt. Mọi người, tăng tốc độ. Cổ Thanh Dương nhíu mày, sau đó mở miệng nói. Bây giờ mặc dù tránh được năng lượng phong bạo, nhưng hoàn cảnh lại quá áp lực, xung quanh đều là những lớp năng lượng đẹp đẽ, nhưng tuy đẹp đẽ, hắn vẫn mơ hồ cảm thấy không quá thoải mái. Nghe được thanh âm của hắn, mọi người đều khẽ gật đầu. Hai người Hỏa Huyễn đang đi trước mở đường cũng tăng thêm tần suất công kích. Trong quá trình tuần hoàn này, Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng ra tay hai lần. Phá vỡ lớp năng lượng này cũng không khó như Tiêu Viêm tưởng, mặc dù chúng rất cứng rắn, nhưng đối với người sở hữu mấy loại dị hỏa như Tiêu Viêm mà nói, thì lại chẳng tốn bao nhiêu sức. Hồn Nhai cùng Hồn Lệ dưới sự giám thị của hai người Tiêu Viêm cũng bắt buộc phải tiến lên làm việc. Nhưng theo thời gian duy trì đến xem, rõ ràng là chúng chỉ làm qua loa cho xong, dù vậy, vào thời điểm này cũng chẳng còn thời gian mà so đo nữa.
Có không vừa mắt đến thế nào đi chăng nữa, Tiêu Viêm vẫn phải cố nhịn đến lúc rời khỏi thông đạo rồi tính. Mà trong khoảng thời gian này, ánh mắt Tiêu Viêm cũng chú ý thêm hai người của dược tộc. Đó là một nam tử mặc trường bào có nhiều hoa văn kỳ dị và một nữ tử thân hình hỏa bạo gợi cảm. Từ khí tức, có thể nhận ra hai người đều là thất tinh đấu tôn, sức chiến đấu cũng kém hơn Hồn Nhai và Hồn Lệ. Mà ngẫu nhiên, ánh mắt của hai người này nhìn về phía Tiêu Viêm cũng không quá hữu hảo. Nhưng với điều này, Tiêu Viêm cũng chẳng thèm để tâm, những thiên tài của các chủng tộc viễn cổ này đều có cảm giác ưu việt của riêng mình, đặc biệt là khi đối mặt với những nhân loại bình thường, sự ưu việt này càng được thể hiện rõ ràng hơn. Hả? Tiếng động ầm ầm không ngừng vang vọng trong thông đạo, Tiêu Viêm cũng hơi nhắm mắt lại. Mà ngay khoảnh khắc đó, một tiếng động cực kỳ nhỏ bỗng truyền vào tai hắn, làm hắn giật mình mở mắt ra, nhìn về phía tinh bích bên trái, đưa tay sờ lên. Phát hiện trên bề mặt của tinh bích này cư nhiên thẩm thấu ra một chất lỏng năng lượng. Đây là... Tiêu Viêm hơi giật mình, ánh mắt đảo qua tinh bích hai bên, thân thể khựng lại một lúc lâu. Sau đó, trong ánh mắt nghi hoặc của Huân Nhi, cong tay búng ra, hai luồng năng lượng mảnh như sợi tơ bay ra từ đầu ngón tay, chui vào tinh bích. Hành động kỳ quái như vậy của Tiêu Viêm cũng hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Thậm chí ngay cả hai người đang mở đường ở đầu cũng ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu Viêm... Cổ Thanh Dương khẽ nhíu mày, gọi một tiếng, nhưng đối với tiếng gọi này của hắn, Tiêu Viêm lại như không hề nghe thấy. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mọi người, huyết sắc trên mặt giảm đi rất nhiều, khô khốc nói, tinh bích đang tự chữa trị. Lời này vừa ra, không khí trong thông đạo nhất thời trở nên tĩnh mịch, sắc mặt của Cổ Thanh Dương cũng trở nên khó coi, học theo cách của Tiêu Viêm, phất tay bắn ra hai sợi năng lượng để cảm ứng. Quả nhiên nhận thấy được, một áp lực năng lượng rất nhỏ đang truyền về từ sợi tơ. Mẹ kiếp, đây là chỗ quái quỷ gì vậy? Thấy sắc mặt của Cổ Thanh Dương, tất cả mọi người đều lạnh gáy. Có người còn nhịn không được mà chửi mắng ra tiếng, sắc mặt của Cổ Chân cũng cực kỳ ngưng trọng. Bước nhanh đến bên cạnh tinh bích, chợt trầm giọng nói, bên trong tinh bích dường như có thứ gì đó, vừa dứt lời, hắn cũng đánh mạnh lên tinh bích một chưởng. Chỉ thấy nơi đó nứt ra một khe hở, có thể mơ hồ thấy được bên trong đang có một chất lỏng gì đó màu trắng không ngừng động đậy rồi thẩm thấm ra, sau đó bao trùm trên bề mặt tinh thể phía ngoài, dần dần tạo nên một tầng năng lượng thực chất cực kỳ mỏng, là mấy thứ này phân bố năng lượng chữa trị tinh bích. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập từ đầu tới chân. Chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua xung quanh, nếu nói như vậy, không phải tất cả bức tường năng lượng đứng sừng sững trong thiên địa này đều do những con tiểu trùng này tạo nên sao, mà dựa theo thể tích của chúng, muốn tạo nên tường năng lượng khổng lồ như vậy thì số lượng sẽ khủng khiếp đến mức nào. Bọn họ, cư nhiên xông vào một ổ côn trùng vô cùng khổng lồ. Khi Tiêu Viêm đang lạnh người vì những điều này, ánh mắt của Cổ Thanh Dương cũng động lại trên những con tiểu trùng màu trắng kia. Sắc mặt từ từ tái đi, viễn cổ phệ trùng, viễn cổ phệ trùng, nghe được lời nói của Cổ Thanh Dương, Tiêu Viêm cũng hơi ngẩn người, đây là một loại sinh vật tồn tại từ thời viễn cổ, tuy thể tích rất nhỏ nhưng số lượng thì có thể nói là vô cùng vô tận. Viễn cổ phệ trùng, tên như ý nghĩa, chúng có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ, sau đó không ngừng phân bố ra năng lượng tinh thuần. Vốn loại trùng này đã sớm tuyệt tích, không ngờ rằng lại có thể thấy được ở đây. Huân Nhi nhẹ giọng giải thích, bức tường năng lượng này hẳn là do viễn cổ phệ trùng tạo nên. Thật không ngờ rằng chúng ta lại xông vào một ổ côn trùng như vậy, nếu chúng nó toàn bộ thức tỉnh thì mấy người chúng ta ngay cả cặn bã cũng không còn thừa lại. Sắc mặt Cổ Thanh Dương cũng cực kỳ ngưng trọng, hiển nhiên, việc gặp phải viễn cổ vệ trùng ở đây cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, sợ rằng không chỉ có tường năng lượng này, có khi cả nguồn năng lượng không nhỏ bên trong thiên mộ cũng là do chúng nó tạo nên. Cổ Chân ngồi xổm xuống, gõ gõ mặt đất rồi chậm rãi nói, Cổ Thanh Dương, ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Hồn Nhai cười lạnh nói, ta dẫn các ngươi vào đây, ít nhất cũng có thể sống đến tận bây giờ. Nếu không tiến vào, các ngươi đã sớm toi mạng trong năng lượng phong bạo rồi. Cổ Thanh Dương thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó chuyển về phía mọi người, trầm giọng nói, bây giờ không phải lúc nói mấy điều này. Tinh bích ở hai bên đang từ từ khép lại, chúng ta phải mau chóng đánh xuyên thông đạo, nếu không. Nghe vậy, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Ở ngoài cũng chết, ở trong này cũng chết, cách duy nhất để tìm được đường sống chính là đánh xuyên thông đạo này, từ giờ trở đi, các vị không cần giữ lực nữa. Đương nhiên, nếu muốn chết,
ta cũng sẽ không ngăn cản. Cổ Thanh Dương trầm giọng nói, chợt vung tay lên, động thủ thôi, được, thấy thế, mọi người gật đầu lần nữa, chợt nhanh chóng bước lên, đấu khí bùng phát ra không một chút giữ lại. Nhất thời, tiếng nổ ầm ầm trong thông đạo cũng trở nên kịch liệt hơn rất nhiều, oanh oanh, dưới sự càn quét mạnh mẽ như vậy của đám người, tốc độ tiến về phía trước cũng đột nhiên gia tăng. Vụn năng lượng không ngừng rơi trên mặt đất, tạo thành một tầng vụn dày. Đang lúc mọi người ra sức tăng tốc độ khai phá, tinh bích hai bên như bị kích thích. Cuối cùng, thậm chí có thể dễ dàng nhận ra bằng mắt thường là tinh bích hai bên đang từ từ sinh sôi, khép lại. Càng lúc càng có nhiều viễn cổ vệ trùng hội tụ lại đây, sắc mặt Cổ Chân cực kỳ ngưng trọng. Hiện giờ không ngừng có chất lỏng năng lượng thẩm thấu ra từ tinh bích, sau đó ngưng kết thành thực chất, cứ theo đà này. Chỉ sợ không đợi tới lúc bọn họ đánh thông được tường năng lượng, tinh bích hai bên đã khép lại, chôn sống tất cả mọi người rồi, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn rồi. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, không có cách nào khác, không đi thì cũng chỉ có đường chết. Cổ Thanh Dương cau mày, hắn cũng đang rất đau đầu. Không ngờ bọn họ lại xui xẻo đến vậy, vừa đến đã gặp phải những thứ khó giải quyết này, Tiêu Viêm cũng nhíu mày lại, cảnh giác nhìn hai bên. Có thể mơ hồ thấy được phía sau tinh bích đang lúc nhúc vô vàng con côn trùng. Số lượng như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy lạnh gáy, phải ngăn cản tốc độ khép lại của tinh bích. Nghe vậy, Cổ Thanh Dương lắc lắc đầu, không được, bất kỳ công kích dạng nào cũng sẽ bị chúng cắn nuốt. Công kích lung tung chỉ làm cho tốc độ phân bố năng lượng nhanh hơn mà thôi. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, một đạo đấu khí mạnh mẽ hung hăng oanh kích trên tinh bích. Quả nhiên, chỉ thấy đấu khí vừa chạm đến tinh bích thì đã biến mất không thấy tăm hơi. Tại nơi đấu khí tiếp xúc, từng luồng chất lỏng năng lượng trào ra với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhìn một màn này, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua chút kinh hãi. Những côn trùng này nhìn qua cũng không nổi bật, không ngờ khi hội tụ với nhau lại có năng lực kỳ dị đến vậy. Những con vệ trùng này trốn trong tinh bích, công kích không có hiệu quả. Bây giờ chúng đang ở hai bên, nếu một lúc nữa, chúng hội tụ đến trước mặt thì sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi ớn lạnh. Nói như vậy, chẳng phải bọn họ hoàn toàn bị phong kín ở đây. Thấy khuôn mặt tái mét của Tiêu Viêm, Cổ Thanh Dương nao nao, chợt như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhanh chóng nhìn về tinh bích phía trước. Lúc này, có thể lờ mờ thấy được bên trong đang có những vật thể rất nhỏ dần hội tụ lại với nhau. Bành, một nắm tay ẩn chứa kình phong hùng hùng oanh kích lên tinh bích, nhưng lúc này đây, mảnh năng lượng văng ra cũng không còn xuất hiện. Nơi nắm tay đánh vào, chỉ vẻn vẹn xuất hiện một vết lõm chừng nửa thước, mà vết lõm này vừa xuất hiện, từng luồng chất lỏng năng lượng đã thẩm thấu từ bên trong ra, đem nó chữa trị, đám viễn cổ vệ trùng kia chạy tới phía trước rồi, thấy dị biến như vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Trong mắt một số thậm chí đã xuất hiện vẻ kinh hoàng. Đây thực sự là một cái tuyệt lộ, phanh phanh, vài người không tin tưởng, tiếp tục hung hăng oanh kích thêm hai lần. Nhưng kết quả đạt được cũng không khá hơn bao nhiêu. Làm gì bây giờ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều hội tụ về hướng Cổ Thanh Dương. Khi thấy hắn cũng đang nhíu chặt mày, trong lòng họ không khỏi đều trầm xuống. Hắc, Cổ Thanh Dương. Thủ đoạn của ngươi hay thật đấy. Sắc mặt Hồn Nhai vốn đã tái nhợt, giờ lại càng trắng thêm, âm trầm nói, để ta thử xem. Tiêu Viêm khẽ cau mày, bước về phía trước hai bước, vô dụng thôi. Cổ Thanh Dương thở dài một tiếng. Tốc độ cắn nuốt của viễn cổ vệ trùng quá kinh khủng. Với năng lực của những người ở đây, căn bản không có cách nào chân chính giải quyết tuyệt cảnh trước mắt này. Tiêu Viêm cũng không để ý tới hắn. Bàn tay nắm chặt lại, nhưng không thi triển đấu khí mà là phun ra một ngọn lửa màu nâu tím lẫn thêm chút trắng sữa. Dị hỏa vừa xuất hiện, nhiệt độ trong thông đạo lập tức trở nên cao hơn rất nhiều. Đi, Tiêu Viêm búng tay, dị hỏa bay vụt ra. Cuối cùng nhẹ nhàng tiếp xúc với bề mặt tinh bích, xèo xèo, hai thứ vừa tiếp xúc, một tiếng động chói tai đột nhiên truyền ra từ tinh bích. Mọi người kinh ngạc nhận thấy, nơi ngọn lửa tiếp xúc, một cửa động sâu hơn hai thước chợt xuất hiện, nhiệt độ nóng rực, chỉ trong nháy mắt đã làm vô số viễn cổ vệ trùng tan chảy, xem ra vẫn chưa tới tuyệt lộ. Đám viễn cổ vệ trùng này không thể cắn nuốt dị hỏa, thấy dị hỏa có tác dụng, Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm. Cười nói với mọi người. Khuôn mặt mọi người đều như trút được gánh nặng. May mắn, cuối cùng vẫn tìm được một tia hy vọng. Tiêu Viêm, mau tiếp tục khai thông thông đạo, trong mắt Hồn Nhai cũng xẹt qua vẻ vui mừng, dồn dập thúc giục. Tiêu Viêm không hề để ý tới Hồn Nhai,
chuyển mắt sang vị hồng y nữ tử của Viêm tộc và hai người của Dược tộc, nói, các vị, việc mở đường thì ta sẽ nhận, nhưng hy vọng các vị có thể thi triển dị hỏa làm chậm tốc độ chữa trị của tinh bích hai bên. Ta nghĩ, đối với các vị mà nói, việc này cũng không khó lắm, vị nữ tử của Viêm tộc kia tên là Hỏa Trĩ, sở hữu nghiệp hỏa hồng liên xếp hạng thứ 8 trên dị hỏa bảng, còn nam tử của Dược tộc kia là Dược Tinh Cực, trong tộc, hắn được xưng là nhân dược tử, trình độ luyện dược rất cao. Bên cạnh Tiêu Viêm, Huân Nhi dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nhắc nhở, nghiệp hỏa hồng liên. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi giật mình. Loại dị hỏa xếp hạng cao như vậy, hắn còn chưa từng thấy qua. Nghe vậy, Hỏa Trĩ gật đầu không chút do dự. Mà Dược Tinh Cực lại hơi nhíu mày lại, nhưng nghĩ đến tình hình lúc này, cũng đành phải gật đầu. Mặt khác, nhìn hai người gật đầu, Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi nói, mọi người cũng biết, đã thông tường năng lượng này là cả một khối lượng công việc lớn đến thế nào, mà sử dụng dị hỏa cũng tiêu hao khá nhiều đấu khí, tất nhiên sẽ không thể kéo dài quá lâu được. Vì vậy, ngoại trừ hai người Hỏa Trĩ, ta cần năng lượng hạch trong tay những người khác. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngẩn ra, nhóm Cổ Thanh Dương không nói gì thêm, trực tiếp gật đầu. Những người còn lại sau khi chần chờ một lúc thì cũng không lên tiếng phản đối, bọn họ biết, lời của Tiêu Viêm cũng không giả. Một đám người liên thủ mà vẫn còn cảm thấy mỏi mệt, huống chi hầu như tất cả công việc tiếp theo đều phải do hắn thực hiện, lời này của Tiêu Viêm huynh đệ cũng có lý. Đây là năng lượng hạch mà chúng ta thu thập trong khoảng thời gian này, hai người của Lôi tộc hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra một chiếc túi vải, bên trong truyền ra dao động năng lượng cực kỳ nồng đậm. Theo sức nặng, ước chừng bên trong có đến không dưới trăm mảnh, thấy hai người của Lôi tộc mở đầu, những người còn lại đều lục tục lấy ra vài chiếc túi chứa đầy năng lượng hạch, sau đó giao cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười, cất kỹ tất cả những chiếc túi này, sau đó đưa mắt nhìn về phía hai người hồn nhai đứng phía sau, thản nhiên nói, còn hai vị, Tiêu Viêm, ngươi thu nhiều năng lượng hạch như vậy còn chưa đủ sao? Thấy không trốn được, khuôn mặt hồn nhai lạnh lùng, trầm giọng nói, dù có đủ hay không, ta vẫn muốn đòi thù lao của các ngươi. Tiêu Viêm híp mắt cười. Muốn cho hắn làm không công cho hai tên này. Hừ, chuyện cười. Thấy vậy, Huân Nhi một bên bật cười ra tiếng. Xem ra, hôm nay Tiêu Viêm quyết tâm vạch hai tên này một khoản ra trò. Đương nhiên, nếu hai người các ngươi không muốn, ta cũng chẳng ép làm gì. Nhưng mời xoay người, đi về phía sau đi. Thấy Tiêu Viêm làm ra thủ thế mời, Hồn Nhai và Hồn Lệ đều biến sắc. Nhưng bây giờ bên Tiêu Viêm người đông thế mạnh, nếu động thủ, chắc chắn người chịu thiệt sẽ là họ. Hai người liếc nhau, chỉ có thể cắn răng không cam lòng lấy ra một cái túi, ném mạnh về phía Tiêu Viêm. Cầm, mau ra tay, thấy vẻ tức giận của hai tên này, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm càng đậm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.